Diệp Thần bót ních một tiếng, ly trà trong tay bóp vỡ, ngạc nhiên nhìn Đệ Nhất Cửu, lại không nghĩ rằng đối phương lại chính là Quỷ Vương giới thần vũ trụ, Man Hoang Thánh Điện điện chủ con trai. Phải biết, Sinh Tử Điện nhưng mà bị Man Hoang Thánh Điện đuổi ra. Theo lý mà nói, Đệ Nhất Cửu chính là Sinh Tử Điện tử địch. Nhưng, cái này Đệ Nhất Cửu, lại có thể lên làm Sinh Tử Điện điện chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đệ Nhất Cửu vậy nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, cười khổ nói, năm đó, Sinh Tử Điện và Man Hoang Thánh Điện, bởi vì tín ngưỡng không cùng, đánh được long trời lở đất. Sinh Tử Điện đã từng một lần chiếm hết thượng phong, tiến vào Man Hoang trong Thánh Điện mặt, hơn nữa bắt đi lúc ấy mới vừa sanh ra ta, làm con tin. Sau đó, ta phụ thân vận dụng nghi thức cổ xưa, triệu hoán ma thần chủ Vu Yêu Vương hạ xuống, nghịch chuyển chiến cuộc, đánh tan Sinh Tử Điện. Nhưng, ta làm con tin, lại bị mang đi, đi theo Sinh Tử Điện cùng nhau, chạy trốn tới nơi đây. Lúc ấy Sinh Tử Điện điện chủ, sau đó thành ta sư phụ, nuôi dưỡng ta lớn lên, truyền thụ ta võ nghệ. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nội tâm chấn động, cuối cùng là biết, vì sao Đệ Nhất Cửu tên chữ, kỳ lạ như vậy. Muốn đến Sinh Tử Điện lão điện chủ, nhớ không quên, chính là muốn báo thù. Thân phận ngươi như vậy đặc thù, ngươi làm điện chủ, người khác chịu phục sao? Diệp Thần cau mày hỏi. Hắn là muốn cùng Sinh Tử Điện kết minh, tăng cường mình thế lực. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đệ Nhất Cửu cái này điện chủ, chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Bởi vì hắn thân phận, chân thực quá đặc thù. Đệ Nhất Cửu nói, vừa mới bắt đầu bọn họ là không phục, nhưng sau đó, ta phụ thân nhiều lần phái người, tấn công qua Sinh Tử Điện, ta đem kẻ địch toàn bộ đánh lui, cứu vãn Sinh Tử Điện mấy lần nguy nan, bọn họ liền đổi cái nhìn, cho rằng ta tìm hướng Sinh Tử Điện, cùng ta phụ thân chặt đứt quan hệ. Diệp Thần nói, thật ra thì ngươi còn cố niệm trước ngươi phụ thân. Đệ Nhất Cửu cười khổ một tí, nói, đúng vậy, ta phụ thân sinh ta, sư phụ ta nuôi ta cũng không biết như thế nào lựa chọn, ta chỉ mong một ngày kia, có thể trở lại Quỷ Vương giới, cùng ta phụ thân phân nói rõ ràng, để cho Sinh Tử Điện cùng Man Hoang Thánh Điện, hòa thuận sống chung. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói tín ngưỡng tranh, so bất kỳ lợi ích tranh đấu muốn mãnh liệt, người nguyện vọng, chỉ sợ không quá có thể thực hiện. Đệ Nhất Cửu nói, Diệp huynh đệ, ta chỉ cầu ngươi có thể giúp ta, vậy Vu Yêu Vương cũng nói, chỉ có ngươi có thể giúp Nga. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói cái gì Vu Yêu Vương? Đệ Nhất Cửu nói, chính là trong truyền thuyết ma thần chủ, không không lúc nào không bên trong, tất cả ma thần chí tôn nắm giữ, Vu Yêu Vương, cũng gọi Vu Yêu Lão Tổ. Gia tộc ta huyết mạch, cùng không không lúc nào không nhân quả thâm hậu, trời xanh nắm giữ một môn thiên phú thần thông, có thể triệu hoán ma thần chủ Vu Yêu Lão Tổ hạ xuống. Sinh Tử Điện nhiều lần gặp kiếp nạn, đều là ta triệu hoán Vu Yêu Lão Tổ hóa giải. Ta từng hướng Vu Yêu Lão Tổ hỏi qua, ngài kêu ta thờ phượng luân hồi, nói luân hồi chi chủ, là duy nhất có thể phá cuộc người. Diệp Thần chau mày, trong mắt toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Vu Yêu Lão Tổ, lại kêu người thờ phượng luân hồi, đây thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết, võ tổ bị nhốt, đối mặt vô số ma vật dây dưa, cái này sau lưng bàn tay gây tội ác, rất có thể chính là ma thần chủ, Vu Yêu Lão Tổ. Trước đây Diệp Thần cướp đoạt bảo tàng, cùng tổ mã ma thần đối kháng, vậy tổ mã ma thần, liền đã từng triệu hoán qua Vu Yêu Lão Tổ hạ xuống, đem hắn đánh trọng thương. Năm đó Man Hoang Thánh Điện, có thể nghịch chuyển chiến cuộc, đánh tan Sinh Tử Điện, cũng là bởi vì là Đệ Nhất Cửu phụ thân, thứ nhất Quỷ Vương, vận dụng nghi thức cổ xưa, triệu hoán Vu Yêu Lão Tổ xuống. Nhưng hiện tại, Đệ Nhất Cửu lại còn nói, Vu Yêu Lão Tổ từng nói qua, để cho hắn thờ phượng luân hồi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này ma thần chủ, cũng là luân hồi tín đồ? Có thể để cho ta gặp vậy Vu Yêu Lão Tổ sao? Người có từng lưu có cái gì hình chiếu ghi chép, hoặc là nhân quả đầu mối? Diệp Thần hướng Đệ Nhất Cửu hỏi, hắn rất muốn gặp vậy Vu Yêu Lão Tổ, muốn theo dõi rõ ràng đối phương ý đồ. Đệ Nhất Cửu nói có, ở chục nghìn năm trước, Man Hoang Thánh Điện trưởng Lão Âm Cốt Tôn Giả, đã từng dẫn người tấn công qua Sinh Tử Vực, lúc đó chiến đấu, ta lưu lại ghi chép, mời cùng ta tới. Vừa nói, Đệ Nhất Cửu đứng lên, vén lên gian phòng treo trên vách tường một bức họa, họa sau lại là có một cái cơ quan. Hắn bóp cơ quan, vách tường ùng đi hai bên mở ra, lộ ra một cái ám đạo. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên,
lúc đầu cái này gian phòng phía dưới, còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Hắn đi theo đệ nhất cừu, dọc theo vậy thầm nói, đi tới tầng hầm bên trong. Chỉ gặp phòng ngầm dưới đất trung ương, đứng sừng sững một tòa thạch đài, trên thạch đài để một viên tản ra màu xanh da trời huỳnh quang tinh thạch. Đệ nhất cừu nói, giống vậy chiến đấu, ta là tới nay không ghi chép, bởi vì điều này cần hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng 10.000 năm trước chiến đấu, Vu Yêu lão tổ hạ xuống sau đó, đặc biệt dặn dò ta, kêu ta đem chiến đấu hình ảnh ghi xuống, ngài nói sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Nói xong lời cuối cùng, đệ nhất cừu nhìn lại Diệp Thần một mắt, cũng là cảm thấy một chút trong chỗ u minh trùng hợp, nói. Diệp huynh đệ, xem ra ngươi cùng Vu Yêu lão tổ, sâu xa không cạn, ngài năm đó dặn dò, muốn đến là vì hôm nay ngươi mà bố trí. Diệp Thần nội tâm bộc phát ngạc nhiên, vậy Vu Yêu lão tổ rốt cuộc là ai, thật cùng mình có cái gì không rõ ràng sâu xa sao? Đệ nhất cừu không nói gì thêm, bàn tay đè ở vậy màu xanh da trời tinh thạch trên, thấp giọng nỉ non cổ xưa thần chú, linh khí bơm vào đi vào. Rào. Tinh thạch toát ra từng cổ một xanh thẫm ánh sáng, giống như là vặn vẹo thiêu đốt ngọn lửa màu xanh da trời, cuối cùng hội tụ thành một bức lưu động hình ảnh. Hình ảnh bên trong, là một phiến khói lửa sát phạt cảnh tượng. Một cái ông già, xuất lĩnh mấy ngàn cường giả, thế như trẻ che vậy, tấn công trước sinh tử điện Sơn Môn. Vậy ông già, dĩ nhiên chính là đệ nhất cừu trong miệng âm cốt tôn giả. Diệp Thần thấy trong hình âm cốt tôn giả, thiên cơ cảm ứng dưới, một mắt tới giữa, cũng biết đối phương cùng vạn khư thần điện, quan hệ mật thiết. Vũ Hoàng cổ đế có thể di hoa tiếp mộc, ăn cắp tương lai, sau lưng chính là cái này âm cốt tôn giả đang dở trò. Âm cốt tôn giả tu vi, cực kỳ cường hãn, dẫn dưới quyền cường giả, giết được sinh tử điện quân lính tan rã, khắp nơi đều là máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết, âm phong ảm đạm, tinh khí ngất trời. Ở trong lúc nguy cấp, đệ nhất cửu đứng ra, phát động nghi thức cổ xưa, trong miệng ngâm sướng. Vĩ đại ma chủ Vu Yêu lão tổ à, mời ở nơi này thế gian biểu dương ngươi lực lượng. Yêu khí ngất trời, ma uy cuồn cuộn, cho ta trấn áp. Theo vậy tiếng ngâm sướng rơi xuống, một đầu rưỡi người nửa khô lâu quái vật xuất hiện, khoác màu đỏ nhạt trường bào, cả người còn quấn từng tầng một quỷ bí u tối sương mù, giống như là địa ngục trong thế giới đi ra quỷ thần. Đó chính là trong truyền thuyết ma thần chủ, Vu Yêu lão tổ. Vu Yêu lão tổ vừa xuất hiện, ở giữa thiên địa, liền toát ra vô số khô lâu quái vật, khô lâu cự long, hội tụ thành ùn ùn kéo đến ma vật nước lũ, đem âm cốt tôn giả thế công, hung hăng đánh tan. Đệ nhất cừu, người phản bội người phụ thân, người phản bội người đệ nhất thế gia huyết mạch, người sẽ gặp phải trừng phạt, người chết không được tử tế. Âm cốt tôn giả căm hận không bình, bị Vu Yêu lão tổ đánh được hộc máu, cuối cùng mang tàn binh bại tướng, chật vật chạy thục mạng. Điện chủ uy vũ, sinh tử điện các đệ tử, thấy đệ nhất cừu triệu hoán ma chủ hạ xuống, đại hiển thần uy hình dáng, đều là cao giọng hoan hô, tiếng hô bên trong tràn đầy ý sùng bái. Đệ nhất cừu giữ được sinh tử điện đạo thống căn cơ, lúc này giành được sinh tử điện các cường giả tôn kính cùng tin cậy. Chiến đấu hình ảnh, đến nơi này, liền hoàn toàn biến mất. Diệp Thần nhìn xong vậy đã từng là hình ảnh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì hắn phát hiện, vậy Vu Yêu lão tổ nhân quả hơi thở, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vậy nhân quả hơi thở, lại có thể cùng thân độ uyển nhi giống nhau như đúc. Không phải tương tự, vậy không phải là đơn giản liên quan, mà là giống nhau như đúc. Mặc dù vậy Vu Yêu lão tổ, là một đầu rưỡi người nửa quỷ, cả người chỉ có một bộ khô lâu cái khung, xương trên treo thịt thối giữa quái vật, nhưng ngài nhân quả, lại cùng thân độ uyển nhi hoàn toàn giống nhau. Vậy Vu Yêu lão tổ, trong truyền thuyết ma thần chủ, thật giống như chính là một cái khác thân độ uyển nhi. Diệp Thần khiếp sợ mà sợ hãi, thân thể cũng đang phát run, môi xanh trắng, hướng đệ nhất cừu nói, huynh đệ, có thể cho ta lại một lần nhìn sao? Đệ nhất cừu thấy Diệp Thần như vậy chấn động chỉ hình dáng, trong lòng một hồi ngạc nhiên, gật gật đầu nói, có thể. Liền muốn lần nữa mở đã từng là hình ảnh, để cho Diệp Thần lại một lần nhìn. Nhưng lúc này, vậy màu xanh tinh thạch, nhưng tựa như gặp phải một cổ lực lượng vô hình đánh vào, rắc rắc một tiếng, tuyên cáo nghiền. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy Vu Yêu lão tổ, rất có thể cùng thân độ uyển nhi có liên quan, hắn phải theo dõi rõ ràng. Đệ nhất cừu lui về phía sau một bước, nói, cay gâu, Diệp huynh đệ,
có thể là ngươi dò ngó dò được cái gì không được thiên cơ, kích động quy tắc trừng phạt, lại để cho cái này ghi chép tinh thạch vỡ vụn. Dừng một chút, đệ nhất cửu nghi ngờ tò mò hỏi, vậy Vu Yêu lão tổ, rốt cuộc là thân phận gì? Ta triệu hoán qua ngài mấy lần, luôn cảm giác ngài tâm sự nặng nề, thật giống như có cái gì khó nói ẩn vậy. Diệp thần cũng là mê mang, thậm chí bên trong lòng có chút sợ hãi, nói ta cũng không biết, người có thể lại triệu hoán Vu Yêu lão tổ hạ xuống sao? Ta muốn cùng ngài nói một chút. Đệ nhất cửu lắc lắc đầu nói, Vu Yêu lão tổ, là không không lúc nào không bên trong, vô số quái vật cùng yêu ma nắm giữ, địa vị cao cả tuyệt thế, muốn triệu hoán ngài, giá phải trả cực lớn, hơn nữa đặc biệt khó khăn, ta tu vi không đủ, chỉ có ở sống chết tuyệt cảnh giây phút, mới có thể triệu hoán thành công. Lúc bình thường, coi như ta muốn triệu hoán, cũng không có mãnh liệt như vậy ý niệm, có thể kêu gọi Vu Yêu lão tổ hạ xuống. Diệp thần có chút thất vọng, nói, phải không? Dừng một chút, lại hỏi, vậy còn có biện pháp khác sao? Nga muốn gặp vậy Vu Yêu lão tổ. Trong sâu thẳm, Diệp thần cảm thấy Vu Yêu lão tổ, cùng thân đồ Uyển Nhi tới giữa, có cái gì đáng sợ quan hệ, hắn nhất định phải tra rõ. Đệ nhất cửu suy tư một hồi. Nói, người muốn gặp Vu Yêu lão tổ, trừ phi là kêu ta tam thúc ra tay, hắn tu vi, so ta cường hãn hơn, hắn có biện pháp bố trí nghi thức, triệu hoán ma thần chủ Vu Yêu lão tổ hạ xuống. Diệp thần liền vội vàng hỏi, tam thúc người ở nơi nào? Đệ nhất cửu nói, ta tam thúc kêu thứ nhất biển cả, đã từng là man hoang thánh điện phó điện chủ, sau đó bởi vì công cao chấn chủ, bị ta phụ thân đuổi đi ra, hắn hôm nay đổi tên kêu Thiên Thương Hải, cư ngụ ở Thương Hải giới bên trong. Ta sinh tử vực và Thương Hải giới, có một ít tài nguyên giao dịch lui tới, nhưng vậy mấy trăm năm mới mở khải một lần giao dịch, ngày thường không có đi lúc tới, truyền tống trận liền thuộc về khép kín trạng thái, chỉ có đại trưởng lão có thể mở ra. Diệp thần vội nói, đại trưởng lão lại ở nơi nào? Đệ nhất cửu đang muốn trả lời, bên ngoài nhưng truyền tới một hồi vang vọng thanh âm già nua. Luân hồi chi chủ, người muốn gặp ta, vì sao không tự mình đi ra? Nghe được vậy thanh âm già nua, đệ nhất cửu cả kinh nói, đại trưởng lão tới. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, vậy đi ra ngoài gặp hắn một chút. Đệ nhất cửu vội vàng nói, Diệp huynh đệ, cẩn thận một chút, đại trưởng lão hắn. Đã từng là luân hồi tín đồ, nhưng hiện tại, thấy vũ hoàng cổ đế quật khởi, hắn. Hắn tựa hồ đã thay đổi tín ngưỡng. Diệp thần trầm ngâm gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Liền cùng đệ nhất cửu rời đi phòng ngầm dưới đất, đi ra bên ngoài. Sinh tử điện trưởng lão, tên là Chu Mãng, là một cái vô lượng cảnh cường giả. Lúc này, Chu Mãng đã đứng ở bên ngoài phòng mặt, một bộ lạnh lùng kiêu căng tư thái. Sinh Tuyệt Thiên và Kỳ Lân Thần Quân, nhìn Chu Mãng thời điểm, trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ, hiển nhiên thân phận đối phương thế lực không đơn giản. Diệp thần và đệ nhất cửu, gặp được Chu Mãng. Đệ nhất cửu chắp tay thi lễ, kêu lên, đại trưởng lão tốt. Diệp thần vậy âm thầm đánh giá Chu Mãng, thấy đối phương vậy lạnh nhạt tư thái, bên trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Chu Mãng vậy nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần, mi đầu đại chiếu, nói, ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Truyền thuyết ngươi chăm gia chém hết, ta lấy vì ngươi đã phi thăng suốt ngày quân, lúc đầu vẫn là chăm gia cảnh, hơn nữa chỉ có chăm gia cảnh hai tầng thiên, không khỏi vậy quá nhỏ bé một chút. Diệp thần cười một tí, nói ta tu vi tuy yếu, nhưng muốn hoành đẩy thiên huyền cảnh, chắc hẳn không phải việc khó gì. Diệp thần đạt được thiên võ ngọa long kinh sau đó, thực lực bạo tăng, thiết phương tỏa và tội ác chi chu, lại trở về ở trên tay hắn, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Thông thường thiên quân, hắn trong nháy mắt là được giết chết. Chu Mãng nghe được Diệp thần mà nói, không khỏi được cười lạnh một tiếng, nói, hoành đẩy thiên huyền cảnh. Khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu thật có thực lực này, ta miễn cưỡng đời đời, quỳ xuống đất thần phục, làm thư của ngươi đồ, vậy không hẳn là không thể. Diệp thần cười nói, tiền bối nếu không phải tin, vẫn có thể phái người tới thử, hoặc là nói, tiền bối tự mình ra tay cũng có thể, vô lượng cảnh thiên quân, ta cũng không phải là không có từng giết. Chu Mãng nghe được Diệp thần trong lời nói lạnh lùng khí, mặt liền biến sắc, nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi không nên quá phách lối. Nơi này chính là sinh tử vực. Thiên thời địa lợi, phong thủy khí vận, đều không ở ngươi bên này, ngươi không có cuồng ngạo tư cách. Cao thủ chiến đấu, thiên thời địa lợi vô cùng trọng yếu,
cũng không phải là đơn thuần nhìn bề ngoài tu vi. Ở sinh tử vực bên trong, Chu Mãng bên này, dĩ nhiên là chiếm hết thượng phong. Diệp Thần cười nói, ta nói, tiền bối nếu không tin, có thể cứ việc thử một chút. Chu Mãng hừ một tiếng, nói, rất tốt, quả nhiên đủ cuồng ngông. Chỉ là không biết ở Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt, ngươi còn có thể hay không như vậy cuồng ngông. Ta đã từng, cũng là thư của ngươi đồ, trong lòng ngưỡng mộ luân hồi uy nghi, nhưng mắt thấy Vũ Hoàng Cổ Đế chí cao uy nghiêm, ta tín ngưỡng đã dao động. Như ngươi thật có thể lấy trăm gia cảnh thân, hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ta nguyện ý thừa nhận ta sai rồi, ngươi thật sự có lệnh người sùng bái tư cách, nhưng ta chỉ sợ, ngươi không có cái này tư cách. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói tiền bối tin tưởng phụng ai, đó là tiền bối tự do, ta không can thiệp, ta chỉ muốn cùng tiền bối đánh cuộc, như ta thật có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, xin tiền bối mở đi thông thương hải giới truyền tống trận, ta muốn đi thương hải giới một chuyến. Vốn là, Diệp Thần tới sinh tử vực, là muốn cùng sinh tử điện kết minh. Nhưng làm hắn thấy, trong truyền thuyết ma thần chủ Vu Yêu lão tổ, rất có thể cùng thân Đỗ Uyển Nhi có liên quan sau đó. Hắn tâm lý chỉ muốn mau sớm điều tra rõ chân tướng, chuyện gì khác tình cũng không trọng yếu. Cho nên, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm đi Thương Hải giới, tìm được Thiên Thương Hải, điều tra rõ hết thảy. Chu Mãng nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thật có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ta nguyện vì ngươi trung thành nhất tín đồ, ngươi coi như kêu ta hồng thân tương báo, ta cũng ở đây không chối từ. Đi sống chết lôi đài đi, ngày xưa luân hồi các tín đồ. Vậy muốn gặp bọn họ một chút thờ phượng nắm giữ, rốt cuộc còn có được hay không? Chu Mãng ý niệm, như mênh mông sóng biển vậy truyền ra ngoài, truyền tới toàn bộ sinh tử vực bên trong. Đang. Sinh tử vực các nơi, truyền ra từng trận cổ xưa tiếng chuông. Vô số sinh tử vực võ giả, đều chạy tới sinh tử điện chủ điện trên quảng trường. Bọn họ cũng cảm nhận được liền Chu Mãng ý chí, đều biết trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, đi tới sinh tử điện. Xin mời. Chu Mãng đưa tay ra, mời Diệp Thần đi sinh tử điện chủ điện quảng trường. Diệp Thần gật đầu một cái, khí định thần nhàn, liền đi theo Chu Mãng đi tới trước. Vô lượng cảnh hắn không dám nói, nhưng muốn hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, đó là tuyệt đối có thể làm được sự việc, hắn có cái này lòng tin. Diệp huynh đệ. Đệ nhất cửu nhưng là có chút lo lắng, dẫu sao Diệp Thần bề ngoài tu vi, nhìn như quả thực là kém một ít, chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên. Muốn hoành đẩy thiên huyền cảnh, nói dễ vậy sao? Đệ nhất cửu là tuyệt đối không tin, sinh tuyệt thiên và kỳ lân thần quân, vậy là không dám tin tưởng. Dẫu sao thiên huyền cảnh chênh lệch một tầng, đều là khác biệt một trời. Diệp Thần có thể chiến thắng phổ thông thiên huyền cảnh cao thủ, vậy còn nói được, nếu như muốn chiến thắng đứng ở thiên huyền cảnh đỉnh cao tồn tại, vậy ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Không sao. Diệp Thần khoát tay một cái. Nhưng là không để ý chút nào hình dáng, đi theo Chu Mãng đi sinh tử điện quảng trường. Đệ nhất cửu và sinh tuyệt thiên nội tâm khẩn trương, cũng chỉ tốt đi theo lên. Chỉ gặp ở sinh tử điện chủ điện quảng trường, đã bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng đầy ấp người, có thể nói là tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, khi thấy Diệp Thần đi theo Chu Mãng xuất hiện, tất cả mọi người đều là tao động. Luân hồi chi chủ tới. Toàn trường người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Diệp Thần trên mình. Thời khắc này Diệp Thần, trăm gia chém hết, trên mình tản ra khí độ, đã là siêu trần tuyệt thế, bao trùm ở chúng sanh bên trên, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy bất phàm của hắn cùng uy nghiêm. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần tu vi, cuối cùng chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên. Bề ngoài nhìn như vậy yếu ớt tu vi, quả thực khó khăn kẻ dưới phục tùng. Những người ở chỗ này, thấy Diệp Thần sau đó, đầu tiên là đích một tiếng, thán phục Diệp Thần vậy cổ không câu nệ siêu nhiên, không nhiễm tiêm trần sạch sẽ phong tư, sau đó nhưng là một tiếng uyển chuyển than thở, không nghĩ tới Diệp Thần tu vi như vậy yếu ớt. Đây chính là luân hồi chi chủ, chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên. Ta lấy là hắn trăm gia chém hết, đã tấn thăng thiên quân. Hắn liền thiên huyền cảnh cũng chưa tới, thậm chí không thể coi là một cái thượng vị giả, có gì tư cách đối kháng vạn khư. Vũ Hoàng Cổ Đế chấp trưởng Thiên Hoàng Cổ Trung, lại là chí cao cổ thần, hắn như thế nào có thể chống lại? Đám người thấy Diệp Thần tu vi sau đó, đều cảm thấy đặc biệt thất vọng. Vốn là Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai, nghịch thiên quật khởi,
liền để cho rất nhiều người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng. Hiện khi nhìn rõ Diệp Thần tu vi sau đó, thì có nhiều người hơn cảm thấy mê mang, tín ngưỡng xuất hiện dao động. Đại trưởng lão Chu Mãng, tung người nhảy một cái, nhảy đến chính giữa quảng trường sống chết trên lôi đài, ngắm nhìn bốn phía một mắt, cất cao giọng nói. Hôm nay Luân Hồi Chi Chủ đại giá đến chơi, hắn nói hắn mới thật sự là nắm giữ, có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ai nếu không tin, vậy thì hướng hắn phát động khiêu chiến đi. Vừa nói lui đến bên cạnh lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái dậm chân, lướt qua hư không, xuất hiện ở trên lôi đài, quan sát dưới lôi đài người đám người, giống như quân vương nhìn xuống con kiến hôi, nói. Hôm nay ta muốn cùng các vị đánh một trận, Nga không phải xem thường mọi người, ta là nói các vị đang ngồi, đều không phải là ta địch thủ. Lời nói này rơi xuống, toàn trường xôn xao, một phiến xôn xao. Thằng nhóc này, thật sự là Luân Hồi Chi Chủ sao? Làm sao như vậy cuồng ngông? Hắn điểm này tu vi, cũng dám nói hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Thật là chuyện tiếu lâm, ta xem không cần đại sư huynh xuất quan, tùy tiện phái mấy cái phổ thông thiên quân đi lên, đều có thể đem hắn giết chết. Nơi này chính là chúng ta sinh tử điện địa bàn à, thiên thời địa lợi, phong thủy khí vận, đều ở đây chúng ta bên này, hắn còn dám như vậy cuồng ngông, thật là tự tìm cái chết. Toàn trường người cũng rối loạn, không thiếu thiên huyền cảnh cấp cường giả khác, dục dịch, muốn lên đi khiêu chiến Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt rửng rưng, nếu như là mới vừa chém hết trăm gia thời điểm, hắn không dám nói hoành đẩy thiên huyền cảnh, nhưng hiện tại có được thiên võ ngọa long kinh, tiềm năng lớn đại bạo phát, thực lực bạo tăng, hắn đã có cái này lòng tin. Ai muốn trên tới khiêu chiến, vậy thì tới đi. Các ngươi từng cái trên, xa luân chiến cũng có thể, hoặc là chen nhau lên, đều có thể. Diệp Thần khí định thần nhàn, gọi ra thiết phương tọa. Phịch, nguy nga to lớn, lạnh lùng nghiêm ngặt thiết phương tọa, chấn rơi vào sống chết trên lôi đài. Diệp Thần giống như một phách tuyệt thiên hạ quân vương vậy, ngồi ở thiết phương tọa trên, quan sát phía dưới. Hống, tiếng rồng ngâm vang lên. Huyết long bóng người, từ thiết phương tọa trên toát ra, còn quấn Diệp Thần, toát ra ngập trời oai rồng. Diệp Thần chém hết trăm ra sau đó. Sắc phong huyết long thành thánh long thiên quân, cũng để cho nó làm thiết phương tọa khí linh. Huyết long cùng thiết phương tọa, hơi thở tương liên. Diệp Thần ngồi ở thiết phương tọa bên trên, huyết long quanh quẩn, long khí nhô lên, hiện ra hết đế vương uy nghiêm, toàn trường đều kinh hãi. Một ít thông thường thiên huyền cảnh võ giả, nhất thời sợ hãi lui về phía sau, không dám lại có bất kỳ khiêu chiến nào ý niệm. Hiện tại coi như là người mù cũng có thể nhìn ra. Diệp Thần thần uy hung hãn, coi như không thể hoành đẩy toàn bộ thiên huyền cảnh, nhưng muốn giết chết thông thường thiên huyền cảnh võ giả, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ có một ít chân chính thiên huyền cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, mới có thể ổn định đạo tâm, không có bị Diệp Thần thép thiết quân vương uy nghiêm ảnh hưởng. Diệp Thần đợi một hồi, cũng không gặp có người đi lên, liền nói, không ai dám khiêu chiến ta sao? Ai như khiêu chiến thành công, ta thiết phương tọa liền trở về ai? Nghe nói như vậy, toàn trường lại là một hồi xôn xao. Luân Hồi Chi Chủ, ta tới khiêu chiến ngươi. Rốt cuộc, một cái thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả, phá không bay tới, hạ xuống ở Diệp Thần phía trước. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn, nói, ra tay đi. Vậy cường giả thấy Diệp Thần bình tĩnh như vậy hình dáng, bên trong tim có chút bối rối, nhưng nếu đã lên đài, tuyệt không có lùi bước đạo lý. Sinh tử ấn. Rốt cuộc. Vậy cường giả ra tay, trực tiếp thi triển ra sinh tử điện độc môn tuyệt kỹ, hai tay kết ấn, dấu tay xen lẫn sống chết phép tắc hung uy, hung hăng hướng Diệp Thần tim đánh. Diệp Thần ngồi ở thiết phương tọa trên, như núi cao vậy sừng sững không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ đánh lại dự định. Phịch một tiếng vang thật lớn. Vậy cường giả sinh tử ấn, hung hăng một trường, khắc ở Diệp Thần trên ngực. Nhưng Diệp Thần thân thể, nhưng giống như là sắt thép đúc, chưa từng chút nào đung đưa. À, vậy cường giả nhưng kêu thảm một tiếng, cánh tay xương cốt rắc rắc sát vang dội, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn một trường này, không những không có thương tổn được Diệp Thần, ngược lại đem mình xương cánh tay cho làm vỡ nát. Ngươi, ngươi, ngươi. Vậy cường giả không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, mặt đầy kinh hãi chấn động. Hắn nhưng mà thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả à, một trường đủ để bạo diệt tinh thần, nhưng lại không tổn thương được Diệp Thần chút nào.
Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, ngươi không phải ta địch thủ, đi xuống đi. Diệp Thần vung tay lên, vậy cường giả liền bị một cổ nhu lực nâng, bị đẩy tới dưới lôi đài. Cổ lực lượng kia bên trong, hàm chứa Diệp Thần linh khí, thậm chí chữa hết hắn chịu phản chấn tổn thương. Toàn trường mọi người, thấy Diệp Thần núi kia nhạc sắt thép vậy thân thể, đều là hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ biết Diệp Thần sẽ không bị đánh bại dễ dàng, nhưng nào nghĩ tới hắn lại ngồi không nhúc nhích, cứng rắn bị thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả một trường, cũng không có bị thương chút nào, phản mà đối phương bị chấn thương. Ở bên lôi đài xem cuộc chiến Chu Mãng, cũng là rung động được tột đỉnh, nội tâm suy nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này, thật có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Cái này không thể nào. Hống. Huyết Long ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, vậy là Diệp Thần uy mãnh mà ủng hộ. Còn có ai, cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Diệp Thần nhàn nhạt ngồi ở thiết phương tọa trên, một tay chống đỡ gò má, hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc khiêu chiến, sau đó đi thương hải giới, điều tra vậy Vu Yêu lão tổ chân tướng. Mọi người thấy Diệp Thần cái này cổ lãnh đạm mà tư thái cuồng ngạo, lại là xôn xao khiếp sợ. Xoát xoát xoát, ước chừng 5 cái thiên huyền cảnh trung kỳ võ giả, bay đến trên lôi đài, cùng nói, luân hồi chi chủ, xin chỉ giáo. Tiếng nói rơi xuống, cái này 5 cái thiên huyền cảnh võ giả, rối rít rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, từng cơn thần quang dâng trào, 5 người khí thế như nước thủy triều như biển vậy, hướng Diệp Thần đánh giết đi. Diệp Thần như cũng ngồi ở thiết phương tọa trên, cũng không có đứng dậy, thấy 5 người liên thủ đánh giết tới, quát tháo ánh sao, quát lên, hồng mông đại tinh không, mở. Thiên võ ngọa long kinh vận chuyển, Diệp Thần sau lưng, lập tức triển khai sáng chói hồng mông tinh không. Trong tinh không, hàng tỷ long ảnh gầm thét bay lượn, nguy nga tới cực điểm. Diệp Thần ngón tay giết ra, huyết long chiếm cứ ở hắn trên cánh tay, uy nghiêm nổ tung. Kiếm một, thiên lý tuyết. Diệp Thần ngón tay nhập lại làm kiếm, sử dụng trảm thiên cửu kiếm. Thoáng chốc tới giữa, ác liệt bén trảm thiên kiếm khí, nổ thành lăn lăn gió tuyết, ở tinh không chiếu dọi hạ, hướng phía trước 5 cái võ giả, ám sát đi. À! Từng trận tiếng kêu thảm vang lên. Chỉ gặp vậy 5 cái võ giả, đầu vai đều bị Diệp Thần kiếm khí xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe, thân thể như bại cỏ vậy bay ra ngoài. Chỉ là nhất kích, bọn họ liền hoàn toàn thua ở Diệp Thần dưới quyền. Diệp Thần mở hồng mông đại tinh không, lại có thiết phương tọa vào huyết long trợ lực, lại thi triển ra trảm thiên cửu kiếm, vậy đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, căn bản không người có thể ngăn trở hắn mũi nhọn. Hắn chỉ là nhất kích, liền đem vậy 5 cái thiên huyền cảnh trung kỳ võ giả, toàn bộ đánh tan. Vậy thua thiệt được Diệp Thần hạ thủ lưu tình, không nhúc nhích sát thủ, nếu không vậy 5 cái võ giả, đã là người chết. Cái gì? Bên cạnh lôi đài, Chu Mãng thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy tư thái, rung động được cả người phát run, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tại chỗ sinh tử điện các võ giả, cũng là sôi trào mà mãnh liệt, hoàn toàn bị Diệp Thần thần thông rung động. Cùng tiến lên. Rốt cuộc, toàn trường thiên huyền cảnh các võ giả, cũng không dám lại độc chiến Diệp Thần, cũng không biết là ai kêu một tiếng, sau đó toàn trường thiên huyền cảnh cường giả, cũng mãnh liệt vọt tới trên lôi đài. Bất kể là thiên huyền cảnh hậu kỳ, vẫn là giai đoạn trước trung kỳ, tất cả mọi người đều xông lên, muốn dựa vào người nhiều, hoàn toàn giết bại Diệp Thần. Nơi này chính là sinh tử điện địa bàn, bọn họ cũng không tin, Diệp Thần thật có thể hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Chi chít thiên huyền cảnh cường giả, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hướng ngai vàng Diệp Thần vây giết tới. Vô số thần thông võ đạo, binh khí pháp bảo ánh sáng, như nước thủy triều như biển, so mặt trời còn muốn nhức mắt huy hoàng. Ở hung mãnh như vậy thế công hạ, cho dù là vô lượng cảnh Chu Mãng, cũng không dám nói có thể không chút tổn hao nào tiếp theo. Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, nhưng vẫn là khí định thần nhàn. Nhàn nhạt phát ra như trời dụ vậy thanh âm, hướng ta thần phục đi. Ở vô số cường giả dưới sự vây công, Diệp Thần trong lòng lại là có một chút hiểu ra. Đối trảm thiên cửu kiếm hiểu ra. Giờ khắc này, Diệp Thần trảm thiên cửu kiếm, lại có đột phá, rốt cuộc nắm giữ kiếm thứ 4. Rào. Một hồi sáng chói thần mang, từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra. Đó là Thái Thượng Hoàng hướng đạo ánh sáng. Thái Thượng Hoàng hướng nói. Là khác ở thiết phương tọa lên đạo Pháp, Thái Thượng 36 đạo một trong. Diệp Thần ở cắn nuốt thiết phương tọa khí linh sau đó, vậy Hoàng triều đạo Pháp diệu Pháp,
cũng là toàn bộ lĩnh ngộ tại tim. Hắn đầu tiên thi triển ra Thái Thượng Hoàng hướng nói, một cái khoáng đạt to lớn Hoàng Triều Đế Quốc, phá toái hư không, ở trên lôi đài mở ra. Diệp Thần, chính là cái này Hoàng Triều Đế Quốc bên trong, tuyệt đối nắm giữ. Rồi sau đó, Diệp Thần ngón tay nhẹ một chút, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 4 đại hạ long tước, mãnh liệt bùng nổ. Nóng rực long tước kiếm khí, từ Diệp Thần đầu ngón tay nổ bắn ra ra. Rồng thần ngâm khiếu, thần tước tên là, như rồng như phượng, vang vọng chư thiên. Hoàng Triều đạo pháp cùng đại hạ long tước kiếm dung hợp, Diệp Thần tựa như chấp trưởng xưa nhất đại hạ Hoàng Triều, quân vương ý niệm động một cái, chính là ùn ùn kéo đến long tước kiếm khí, nháy mắt chém ra. Vậy rất nhiều thiên huyền cảnh cường giả, như châu chấu bay như sao rơi, khí thế hung hăng giết hướng Diệp Thần. Nhưng bọn họ thân thể, lại bị từng đạo long tước kiếm khí xuyên qua. Ở Diệp Thần kinh khủng kiếm đạo chém chết hạ, cho dù là thiên quân cấp bậc thân thể, vậy giống như giấy vậy yếu ớt, không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Chỉ là trong nháy mắt, toàn trường thiên huyền cảnh người khiêu chiến, liền toàn bộ bị Diệp Thần chém rơi xuống đất, người người bị thương kêu rên lên, hình dáng vô cùng chật vật, lại cũng không có một chút thượng vị giả thiên quân khí thế. Cuối cùng là Diệp Thần nương tay, cũng không có giết người, chỉ là đem bọn họ chém bị thương, nếu không, Diệp Thần kiếm thế, bá đạo như vậy, chỉ sợ toàn trường người khiêu chiến bên trong, không mấy cái có thể sống sót. Còn có ai muốn khiêu chiến Nga sao? Diệp Thần mặt không đỏ, không thở mạnh, vẫn là khí định thần nhàn. Bát quái thiên đan thuật hòa lẫn luân hồi quy luật kim quang, tách thả ra ra, ngã ở trên lôi đài những người khiêu chiến, thương thế chính là nhanh chóng hết bệnh. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác bò dậy, ngước nhìn Diệp Thần, giống như con kiến hôi ngửa mặt trông lên thiên thần. Vào giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng, Diệp Thần chân chính thực lực, có kinh khủng dường nào. Cho dù Diệp Thần chỉ là trăm gia cảnh hai tầng thiên, nhưng vậy đủ để hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, chân chính vô địch. Rất nhiều những người khiêu chiến, chính là run lẩy bẩy quỳ trên đất, hướng Diệp Thần màng bái dập đầu. Đi qua trận chiến này, bọn họ thật sâu cảm thấy Diệp Thần khủng bố, nội tâm tín ngưỡng, cũng là hoàn toàn kiên quyết định. Diệp Thần chỉ là trăm gia cảnh hai tầng thiên, cũng đủ để hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, nếu như hắn thật phi thăng thành thiên quân, đây tuyệt đối là hùng phách thiên lên trời hạ, hoành đẩy hoàn vũ trần thế, không người ai có thể ngăn cản hắn mũi nhọn. Dưới lôi đài vây xem các võ giả, cũng là hoàn toàn sôi trào, vô cùng rung động nhìn Diệp Thần. Diệp Thần như vậy bá đạo chiến lực biểu hiện, tự nhiên cũng là thật sâu chấn động bọn họ. Điện chủ đệ nhất cừu, sinh tuyệt thiên, kỳ lân thần quân các người, mắt thấy Diệp Thần vậy uy mãnh tư thái, trên mặt một hồi vui sướng vẻ kích động. Đệ nhất cừu trong đầu nghĩ, Diệp huynh đệ quả nhiên uy mãnh vô địch, hắn có lẽ thật có thể như Vu Yêu lão tổ nói, dẫn ta sinh tử điện, trở lại quỷ vương giới. Diệp Thần cười một cái, từ thiết vương tọa trên đi xuống, nhìn lại Chu Mãng một mắt, nói tiền bối, ta nói Nga hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ngươi tin sao? Chu Mãng cả người phát run, trong chốc lát cũng không dám tin tưởng, trầm giọng quát lên, người đâu, kêu các người đại sư huynh đi ra. Để cho các người đại sư huynh, tới khiêu chiến luân hồi chi chủ. Thanh âm rơi xuống, thì có người lên tiếng đáp lại đi. Chỉ chốc lát sau, sinh tử điện chỗ sâu, một đạo ánh sáng tím phóng lên cao, chỉ gặp một cái giữa eo bái phục đao chàng thanh niên, phá không bay vút qua. Đại sư huynh tới. Toàn trường các võ giả, một hồi kêu lên. Vậy chàng thanh niên bay xuống đến Diệp Thần bên người, nhưng trực tiếp quỳ xuống, nói, đệ tử Chu Hồng giao dịch, gặp qua tôn chủ. Diệp Thần sửng sốt một tí, vốn cho là còn sẽ có một chàng ác chiến, không nghĩ tới đối phương trực tiếp quỳ xuống. Đại trưởng lão Chu Mãng tức giận, quát lên, Hồng giao dịch, ngươi làm gì, cho ta lên tới. Chu Hồng giao dịch mỉm cười đứng lên, hướng Chu Mãng nói, sư phụ, luân hồi chi chủ hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ta vậy không phải là địch thủ của hắn, cũng không cần đánh, ta nguyện ý quy thuận hắn, ngươi cũng không nếu lại có cái gì dao động, ta tin tưởng luân hồi chi chủ, có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Cái này Chu Hồng giao dịch, tu vi hơi thở thâm hậu, chính là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cường giả, thậm chí đã mau bước vào vô lượng cảnh. Nhưng, hắn thấy Diệp Thần như thế lợi hại hình dáng, cũng không có cái gì khiêu chiến tâm tư, trực tiếp quỳ xuống biểu thị thần phục, hắn nguyện ý thờ phượng luân hồi. Chu Mãng khí được mặt đỏ bừng, chỉ Chu Hồng giao dịch,
thanh âm run rẩy, ngươi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn Chu Mãng nói, Chu tiền bối, tín ngưỡng của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng xin ngươi hãy nhớ chúng ta tới giữa đánh cuộc. Chu Mãng thân thể còn đang run rẩy, thật ra thì hắn thấy Diệp Thần đại triển thần uy sau đó, nội tâm cũng có quy theo luân hồi, thành kính sùng bái ý niệm, nhưng chỉ là kéo không dưới mặt. Dẫu sao Diệp Thần thật quá trẻ tuổi, hơn nữa bề ngoài tu vi lại quá thấp. Bây giờ nghe Diệp Thần nói, sẽ không can thiệp hắn tín ngưỡng, hắn nội tâm thoáng an thần, hừ một tiếng, nói ta tự nhiên nhớ, ngươi cùng để ta đi. Vừa nói liền muốn mang Diệp Thần rời đi. Chu Hồng giao dịch hỏi, sư phụ, vậy chúng ta? Chu Mãng nói, các ngươi tín ngưỡng, ta vậy sẽ không can thiệp. Những lời này nói ra, chính là tỏ rõ, coi như đám người quy theo luân hồi, hắn thành tựu đại trưởng lão, vậy không hề phản đối trách phạt. Toàn trường các võ giả, đều nghe được Chu Mãng mà nói, nhất thời một hồi hoan hô. Bọn họ vậy cảm giác được, Chu Mãng thật ra thì cũng có tìm hướng luân hồi ý tưởng, chỉ là trong chốc lát hồi bất quá đầu. Dẫu sao ở chỗ này trước, Phú Hoàng cổ đế ăn cắp tương lai, thành tựu trí cao thời điểm, Chu Mãng tín ngưỡng là cái đầu tiên dao động. Lập tức, toàn trường tất cả các võ giả, liền quỳ xuống hướng Diệp Thần cúi chào, trong miệng xưng tụng luân hồi huy hoàng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, vung tay lên, từ luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra vô số đan dược kỳ chân, nước mưa vậy vãi đi ra ngoài. Toàn trường đám người hoan hô, tín ngưỡng chi tâm càng thành kính. Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra sinh tử điện đệ tử, lại lần nữa quy thuận ta, ngày hôm nay cuối cùng không có một chuyến tay không. Hắn có thể cảm giác được, mình khí vận, có chút tăng tiến. Hiện tại sinh tử vực, giống như là Diệp Thần địa bàn của mình. Thiên thời địa lợi, phong thủy khí vận, đều là thuộc về hắn. Diệp Thần nội tâm vô cùng hài lòng, địa bàn dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Mãng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn vẫn không thể xem những người khác như vậy, như thế tùy tiện liền quỳ bái Diệp Thần. Bất quá, hắn vậy nhớ ước định. Lập tức, Chu Mãng chính là mang Diệp Thần, đi tới sinh tử điện chỗ sâu một cái cấm địa bên trong. Trong cấm địa, có một cái truyền tống trận. Có thể truyền tống đi Thương Hải giới. Bởi vì Thương Hải giới nắm giữ Thiên Thương Hải, thân phận đặc thù chính là Man Hoang Thánh Điện trước kia phó điện chủ, cho nên sinh tử vực và Thương Hải giới tài nguyên giao dịch thường thường mấy trăm năm mới tiến hành một lần, không hề thường xuyên lui tới. Truyền tống trận bình thời là đóng kín, nghiêm cấm đệ tử tự mình mở. Mà Thương Hải giới tọa độ vậy là đặc biệt bí mật, nếu như không có truyền tống trận mà nói, muốn mình biến dạng hư không đi cũng không biết tọa độ ở nơi nào. Luân hồi chi chủ, người đi Thương Hải giới, là muốn tìm Thiên Thương Hải sao? Chu Mãng mang Diệp Thần tiến vào cấm địa, đứng ở truyền tống trận trước, hỏi. Ừ. Diệp Thần không hề giấu giếm, gật đầu trả lời. Chu Mãng khẽ cau mày, không có lắm mồm hỏi Diệp Thần cụ thể nhân quả, chỉ là nói, Thiên Thương Hải lúc bình thường, đều đang bế quan, người muốn tìm hắn, cũng không dễ dàng. Cái này truyền tống trận, chỉ là để cho ngươi truyền tống đi Thương Hải giới, có thể hay không tìm được vậy biển cả lão tổ Thiên Thương Hải, vậy sẽ phải xem ngươi vận khí. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói ta coi như đi đến Thương Hải giới, cũng không thể trực tiếp gặp biển cả lão tổ sao. Chu Mãng cười lạnh một tí, nói đây là tự nhiên, vậy Thiên Thương Hải, dẫu sao đã từng là Man Hoang Thánh Điện phó điện chủ, địa vị tôn sùng, chỉ là sau đó bởi vì công cao chấn chủ, bị đuổi ra thôi. Hắn hôm nay chấp trưởng nhất giới, lại không giống ta sinh tử vực như vậy thờ phượng luân hồi, người muốn gặp hắn, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy một hồi khó giải quyết, nghe Chu Mãng như thế nói, xem ra muốn gặp vị kia Thiên Thương Hải, đúng là không dễ dàng. Nhưng, trong truyền thuyết ma thần chủ Vu Yêu Lão Tổ, rất có thể cùng thân Đỗ Uyển Nhi có liên quan, vô luận như thế nào, Diệp Thần đều phải điều tra rõ. Cái này Thương Hải giới, nhất định phải đi một chuyến. Lập tức, Diệp Thần chính là nói, ta biết, tiền bối, ta sẽ tự mình lưu ý, mời ngươi mở trận pháp, chính ta đi Thương Hải giới tìm. Chu Mãng nói, được, vậy chúc ngươi thuận lợi, ha ha. Dứt lời, Chu Mãng cũng không nói nhảm, trực tiếp thả ra linh khí, bơm vào đến truyền tống trận bên trong, mở ra niêm phong. Rào, truyền tống trận toát ra một cổ thanh quang, xông thẳng lên thiên. Diệp Thần cũng không do dự, bước vào truyền tống trận bên trong,
nội tâm suy nghĩ muôn vàn, truyền tống đi thương hải giới. Qua lại không gian, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần đi tới một phiến xa lạ thế giới. Đây là một phiến mênh mông đại dương, biển xanh trời, một mắt nhìn không tới cuối. Nơi này chính là thương hải giới sao? Diệp Thần che giấu hơi thở, bấm ngón tay tính toán, biết mình quả nhiên đi tới thương hải giới, nhưng muốn bắt thiên thương hải hơi thở, thiên cơ nhưng mờ ảo không thể tìm. Không biết vậy thiên thương hải, rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần nội tâm trầm ngâm, đi sâu vào suy diễn dưới, phát hiện thương hải giới bên trong, thiên thương hải một nhà độc quyền, cái khác thế lực cũng phụng thiên thương hải vi tôn, chỉ là bài xích người ngoài. Diệp Thần một cái người ngoài, nếu như bị phát hiện, sợ rằng không tránh được một phen phiền toái, trừ phi hắn bại lộ luân hồi hơi thở, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ. Hu hu, hu hu. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được phương xa, truyền tới một hồi cổ quái khàn khàn tiếng kêu, tựa như quỷ khóc, tựa như sói tru. Trương mắt nhìn ra xa, Diệp Thần chính là thấy, ở đường chân trời, một cổ quỷ bí hắc khí, mãnh liệt gào thét tới. Vậy cổ hắc khí, giống như là mục nát rơi cục thịt, hôi thối phù sa, kịch độc nước dơ vậy, cực kỳ khủng bố, mang một cổ không không thời không ma đạo ý niệm. Hắc khí bên trong, tất cả dữ tợn quái vật, hiển lộ ra đáng sợ hình thể, như ác ma tu la vậy, đều là xuất xứ từ không không thời không ma thần. Không không thời không quái vật, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, những cái kia ma thần quái vật. Mặc dù bởi vì thực tế phép tắc hạn chế, thực lực so với ở không không lúc nào không bên trong, suy yếu rất nhiều, nhưng như cũ mạnh mẽ, quỷ bí âm u. Những cái kia ma đạo hắc khí, lướt qua xanh thẳm nước biển, tinh khiết nước biển, đều giống như thành hôi thối thi nước vậy, biến thành màu đen tím bầm, cực kỳ quỷ dị. Một người thanh niên nam tử, tại tiền phương chật vật chạy thục mạng. Những cái kia hắc khí, như phụ cốt thư vậy đuổi giết hắn. Tất cả ác ma tu la giơ cao đao, gào thét quái khiếu, không ngừng đuổi giết lên. Vậy chàng thanh niên sắc mặt trắng bệch, khủng hoảng chạy trốn. Diệp Thần viễn xa nhìn gặp vậy chàng thanh niên, gặp đối phương tu vi hơi thở, đã đạt đến thiên huyền cảnh 8 tầng thiên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên huyền cảnh 8 tầng thiên, này nhóm cao thủ, ở thái thượng thế giới, cũng coi như là trung lưu chỉ trụ vậy tồn tại. Càng để cho Diệp Thần giật mình. Chính là vậy chàng thanh niên trên mình, lại có thể mang theo đan thanh thiên tông nhân quả. Chẳng lẽ hắn là đan thanh thiên tông đệ tử? Diệp Thần kinh nghi bất định, hắn cùng đan thanh thiên tông, cũng có giao tình, mắt gặp vậy chàng thanh niên, bị tất cả ma thần quái vật đuổi giết, hắn lập tức tung người bay ra, hai tay đi về trước oanh đánh ra. Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch. Quát to một tiếng, Diệp Thần hai tay bên trong, bộc phát ra sáng chói thánh khiết ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trong nhảy nhảy ra màu vàng kim cá chép, mang đậm đà lọc sạch hơi thở, đi về trước gào thét đi. Xuy xuy xuy. Vậy tất cả ma thần quái vật, còn có rất nhiều quỷ bí tà khí, ở Diệp Thần thiên tiên cá chép sao lọc sạch hạ, thoáng chốc tan thành mây khói. Tất cả ma thần quái vật, phát ra kêu thảm thiết, toàn bộ bị Diệp Thần lọc sạch hết, tiêu trừ không còn một mống. Thiên hải tới giữa, khôi phục thanh lãng, gió lạnh hiu hiu. Không có sao chứ. Diệp Thần nhìn vậy chàng thanh niên, nói. Vậy chàng thanh niên mặt đầy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, giống như là ngửa mặt trông lên thiên thần vậy. Những cái kia ma thần quái vật, có thể là tới từ không không thời không tồn tại, vô cùng mạnh mẽ, coi như là hắn cái này thiên huyền cảnh 8 tầng thiên cao thủ, đều không cách nào đối kháng. Nhưng, Diệp Thần ra tay một cái, trực tiếp nghiền ép, đơn giản là vô địch. Chàng thanh niên hoàn toàn rung động, nói, ngươi là tiên quân sao? Tiên quân, là vô lượng cảnh một tầng thiên cao thủ tôn xưng. Vô lượng cảnh cao thủ, đã không thể dùng đơn giản thiên quân tới hình dạng, mà là tiên quân, xa xa vượt qua phổ thông thiên quân tồn tại. Vô lượng cảnh tổng cộng chia 9 tầng thiên, mỗi một tầng thiên chênh lệch, đều là cực kỳ to lớn. Vô lượng cảnh tầng thứ nhất, gọi làm tiên quân. Vô lượng cảnh tầng thứ hai, gọi là Đại La Kim Tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ ba, gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ tư, gọi là Bất Hủ Chân Tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ năm, gọi là Tiên Vương. Vô lượng cảnh tầng thứ sáu, gọi làm Tiên Hoàng. Vô lượng cảnh tầng thứ bảy, gọi làm Tiên Tổ. Vô lượng cảnh tầng thứ tám, gọi làm Chuẩn Tiên Đế. Vô lượng cảnh tầng thứ chín,
gọi làm tiên đế. Vậy chàng thanh niên, thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, chỉ lấy là hắn là tiên quân cao thủ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói ta không phải tiên quân, chỉ là một trăm gia cảnh võ giả thôi. Trăm gia cảnh. Vậy chàng thanh niên ngưng thần vừa thấy, quả nhiên phát hiện Diệp Thần tu vi hơi thở, chỉ có chính là trăm gia cảnh hai tầng thiên. Hắn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói trăm gia cảnh hai tầng thiên, lại có đủ để sánh bằng tiên quân sơ kỳ lực lượng, người chẳng lẽ chính là luân hồi chi chủ, Diệp Thần Diệp đại nhân. Mặc dù Diệp Thần không có bại lộ luân hồi hơi thở, nhưng vậy chàng thanh niên, vẫn mơ hồ đoán được. Bởi vì cái này thế gian, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, mới có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có thể lấy trăm gia cảnh khu, để cho chiến lực bùng nổ đến sánh bằng tiên quân bước. Diệp Thần trầm ngâm một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận, nói, là Nga, ngươi là Đan Thanh Tiên Tông đệ tử. Vậy chàng thanh niên nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất thi lễ, cung kính nói, đệ tử Thiên Tử Ngạn, đích xác là ở Đan Thanh Tiên Tông tu luyện, bái kiến Diệp đại nhân. Diệp Thần là Đan Thanh Tiên Tông chỗ thượng khách, liền tông chủ lão tổ Nam Cung Lăng, cũng đối hắn khách khí. Thậm chí, Diệp Thần đối vậy Đan Thanh Tiên Tông tông chủ, còn có ân tái tạo. Nếu như không phải là Diệp Thần toái niết thần đan, vậy Nam Cung Lăng cũng không khả năng khôi phục thân thể. Cho nên, đối mặt Diệp Thần, cái này kêu Thiên Tử Ngạn nam tử, cũng là vô cùng cung kính, dập đầu màng bái. Đứng lên nói chuyện, người cũng là Thương Hải giới người. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, một cổ nhu lực đem Thiên Tử Ngạn đỡ dậy. Hắn có thể cảm giác được, trừ Đan Thanh Tiên Tông nhân quả bên ngoài, ở Thiên Tử Ngạn trên mình, còn có Thương Hải giới địa mạch hơi thở, hắn tựa hồ chính là Thương Hải giới xuất thân. Thiên Tử Ngạn đứng xuôi tay, cung kính nói, đệ tử từ nhỏ bị phụ thân đưa đến Đan Thanh Tiên Tông tu luyện, hôm nay tu luyện thành công, phụ thân liền cho đòi ta về nhà, chỉ là không nghĩ tới, đệ tử vừa rời đi Đan Thanh Tiên Tông, liền gặp phải không lúc nào không quái vật tập kích. Diệp Thần nhướng mày một cái, không thời không quái vật, không phải chuyện đùa, hắn liền vội vàng hỏi, những quái vật này, là từ nơi nào nhô ra? Bọn họ làm sao sẽ đuổi giết ngươi? Thiên Tử Ngạn mặt lộ vẻ ngưng trọng, hạ thấp giọng, nói, đệ tử bắt được thiên cơ, những quái vật này, tựa hồ là từ Thiên Quân Phong Thần Bia sở tại chạy ra. Diệp Thần kinh hãi, nói Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Tử Ngạn nói, tông chủ lão nhân gia ông ta, đã từng thấy qua Thiên Quân Phong Thần Bia, hơn nữa thác ấn qua một ít văn bia. Hôm nay, ngày trước Quân Phong Thần Bia, đã bị một cổ tà khí ô nhiễm, vậy tà khí rất có thể đến từ không lúc nào không. Có không thời không quái vật, muốn cướp đoạt Thiên Quân Phong Thần Bia. Ta Đan Thanh Thiên Tông, đã từng dính qua cái này kiện thần khí, có thể vì vậy gặp phải những quái vật kia căm ghét, ở sử sách giới bên trong, có địa mạch bảo vệ, những quái vật kia không dám làm loạn. Nhưng, Nga rời đi Đan Thanh Thiên Tông, mất đi bảo vệ, lập tức bị đuổi giết. Thiên Tử Ngạn nói chuyện lúc đó, liền liền nặn chỉ suy diễn, đã động sáng tỏ rất nhiều nhân quả, thiên cơ phù hợp, hắn suy đoán đuổi giết mình quái vật, hơn phân nửa là từ Thiên Quân Phong Thần Bia bên trong chạy ra. Diệp Thần nội tâm đại chấn, Thiên Quân Phong Thần Bia bị tà khí vần quanh, thậm chí ô nhiễm, hắn cũng nghe Đan Thanh Tiên Tông tông chủ Nam Cung Lăng nói qua. Vậy chính vì vậy, Nam Cung Lăng không cách nào tiết lộ Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, bởi vì tà khí vần quanh quá nghiêm trọng, hắn không cách nào tiết lộ thiên cơ, nếu không ắt gặp cắn trả. Hiện tại Thiên Tử Ngạn bị đuổi giết, giống như là trời nổi giận hạ xuống, những cái kia quỷ bí ma thần quái vật, muốn tiêu diệt hết thảy dính Thiên Quân Phong Thần Bia tồn tại. Diệp Thần khiếp sợ hơn, lại có chút hối hận. Đáng tiếc hắn đem đuổi giết Thiên Tử Ngạn ma thần quái vật, toàn bộ lọc sạch tiêu diệt, một chút dấu vết đều không lưu lại. Nếu như lưu lại một chút dấu vết, nói không chừng có thể nghịch đẩy thiên cơ, theo dõi đến Thiên Quân Phong Thần Bia chỗ. Đúng rồi, Diệp đại nhân, người tới Thương Hải giới có gì sao? Thiên Tử Ngạn có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, trong đầu nghĩ Thiên Quân Phong Thần Bia, nếu quả thật cùng mình có duyên phận, vậy sau này sớm muộn có thể tìm được, ngược lại cũng không cần quá mức gấp gáp. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là tra rõ thân Đồ Uyển Nhi, và Vu Yêu Lão Tổ liên lạc. Ta muốn gặp Thương Hải giới nắm giữ, đã từng Man Hoang Thánh Điện Phó Điện Chủ, Thiên Thương Hải. Diệp Thần đáp, Thiên Tử Ngạn là Thương Hải giới người, hắn nói không chừng có thể mang Diệp Thần, đi tìm đến Thiên Thương Hải.
Thiên tử Ngạn nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là có chút giật mình, nói, người muốn gặp lão tổ sao? Đây có thể phiền toái. Diệp Thần nói, làm sao, chẳng lẽ ta không thấy được hắn? Thiên tử Ngạn nói, lão tổ hàng năm bế quan, không hỏi thế sự, năm đó hắn công cao chấn chủ, bị Man Hoang Thánh Điện đuổi ra khỏi, đã là mất hết ý chí, cho tới bây giờ bỏ mặc thế tục sự việc, cơ hồ không người có thể thấy hắn. Hôm nay Thương Hải giới công việc, đều là ta phụ thân phụ trách. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói, ngươi phụ thân có thể có biện pháp, triệu hoán trong truyền thuyết ma thần chủ, Vu Yêu lão tổ hạ xuống. Thiên tử Ngạn ngạc nhiên nói, luân hồi chi chủ, ngươi triệu hoán Vu Yêu lão tổ làm gì? Đây chính là ma thần chủ, là không không lúc nào không bên trong vô cùng tôn sùng tồn tại, muốn triệu hoán ngài, cực kỳ khó khăn, giá phải trả to lớn. Toàn bộ Thương Hải giới, trừ lão tổ Thiên Thương Hải bên ngoài, không người có thể triệu hoán Vu Yêu lão tổ hạ xuống, nhưng lão tổ đã bế quan. Diệp Thần nhất thời cảm thấy khó giải quyết, hắn phải tra rõ vậy Vu Yêu lão tổ, và thân độ Uyển Nhi liên lạc, nếu không trong lòng khó an. Ngươi trước mang ta đi gặp ngươi một chút phụ thân. Diệp Thần nói, hiện tại cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Diệp đại nhân. Thiên tử Ngạn cung kính gật đầu, lập tức mang Diệp Thần, đi về trước bay vút đi. Thương Hải giới là một vùng đại dương thế giới, không có lớn đất liền, chỉ có từng cục hòn đảo phân phối. Thiên tử Ngạn mang Diệp Thần, đi tới Thương Hải giới trung ương trên đảo. Nhưng gặp hòn đảo bên trên, xây dựng từng ngọn cung điện lâu vũ, châu cung bối khuyết, hết sức thổ mộc thịnh. Giờ phút này, ở đó phía ngoài cung điện, lại có từng cái hông đeo trường kiếm cường giả ở trấn thủ, những cường giả kia bụng dạ trên, cũng in một cái trường kiếm huy hiệu, lại là kiếm môn người. Kiếm môn cường giả, làm sao cũng tới Thương Hải giới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hôm nay kiếm môn, là ma tổ Vô Thiên ở trông coi, bọn họ lại cũng tới Thương Hải giới, quả thực để cho Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Thiên tử Ngạn cũng là một hồi kinh ngạc, nói kiếm môn hạ xuống, ta phụ thân có thể không có nói cho ta à? Hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức mang Diệp Thần hạ xuống. Hai người một hạ xuống, liền có một ít Thương Hải giới tuần tra cường giả, buồn khổ nghiêm mặt đi tới, hướng Thiên tử Ngạn kêu lên, thiếu gia, ngươi trở về. Diệp Thần không bại lộ luân hồi hơi thở, bọn họ trong chốc lát không nhận ra được, chỉ làm Diệp Thần là Thiên tử Ngạn bằng hữu. Thiên tử Ngạn hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kiếm môn người làm sao tới? Một cái tuần tra cường giả nói, kiếm môn muốn mời chào chúng ta Thương Hải giới, nhị đương gia đã đồng ý, nhưng gia chủ không chịu, bọn họ đang ở bên trong tranh chấp, người mau trở lại đi xem một chút đi. Thiên tử Ngạn và Diệp Thần nhìn nhau, cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt, hai người lập tức đi vào cung điện bên trong. Chỗ tòa này trung ương trên đảo đạo cung, bố trí có cấm pháp, ở bên ngoài bắt không tới bên trong nửa điểm tiếng thở, mà Diệp Thần và Thiên tử Ngạn đi tới sau đó, liền nghe được từng cơn tiếng đánh nhau, từ đạo cung võ trường truyền lên tới. Hai người đi tới võ trường, xen lẫn trong đám người bên trong, nhưng gặp hai cái người đàn ông trung niên, đang võ trường trên quyết đấu. Hai bên biểu hiện các bản lĩnh cao cường, mở toang ra đại hạp, thanh thế kịch liệt, bên ngoài sân có rất nhiều cường giả ở hội, vừa có Thương Hải giới tộc nhân, cũng có kiếm môn người. Trong đó, Diệp Thần thậm chí thấy được hai đạo quen thuộc bóng người, là Vũ Hoàng Diệu và Quy Trần. Vũ Hoàng Diệu, chính là ban đầu giết chết Phượng Trường không cả nhà người. Hắn bị Diệp Thần chém thành trọng thương, sau bởi vì kiếm môn ghế thủ lãnh đệ tử Phó Hồng Trần hạ xuống, may mắn nhặt hồi một cái mạng. Diệp Thần nhìn về phía Vũ Hoàng Diệu thời điểm, liền phát hiện Vũ Hoàng Diệu thương thế, đã hoàn toàn khỏi rồi, thậm chí phá rồi sau đó lập, tu vi đạt tới thiên huyền cảnh 8 tầng thiên. Nếu như là trước kia nói, Diệp Thần đối mặt thiên huyền cảnh 8 tầng thiên cường giả, có thể sẽ cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn đạt được cựu Nhật bảo tàng. Chấp trưởng thiên võ ngọa long kinh, hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Chính là thiên huyền cảnh 8 tầng thiên, đã uy hiếp không được hắn, hắn trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt. Diệp Thần vừa nhìn về phía Quy Trần, chỉ gặp Quy Trần môi đỏ răng trắng, mi thanh mục tú, khí chất so với trước kia, càng thanh tuyệt siêu nhiên, người mặc vào một bộ áo bào đen, giống như là một đóa màu đen hoa sen, Diệp Thần lại không nhìn thấu hắn tu vi sâu cạn. Vô Thiên đã bắt đầu và Quy Trần dung hợp. Diệp Thần nội tâm âm thầm trầm xuống, ở Quy Trần trên mình, mơ hồ bắt được ma tổ Vô Thiên khí huyết chập chờn. Muốn đến ma tổ Vô Thiên,
đã bắt đầu cùng Quy Trần dung hợp. Quy Trần đạt được ma tổ vô thiên khí huyết bồi bổ, hắn đã ngang hàng là cái thứ hai vô thiên, tu vi cực kỳ cường hãn, liền Diệp Thần cũng nhìn không thấu sâu cạn. Vũ Hoàng Diệu và Quy Trần, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn võ tràng thượng quyết đấu, tạm thời tới giữa, vậy không phát hiện Diệp Thần tiến vào. Trong quyết đấu hai cái người đàn ông trung niên, đều là vô lượng cảnh một tầng thiên, tiên quân hậu kỳ cao thủ, đánh được khó phân nan giải. Một người trong đó, bên ngoài già hơn một ít, là thiên tử Ngạn phụ thân, Thương Hải giới thiên thị nhất tộc gia chủ, Thiên Bá Huyền. Một người khác, chính là thiên thị nhất tộc nhị đương gia, Thiên Bá Huyền em ruột, tên là Thiên Thúc Thông. Hai người đánh lâu không dưới, Thiên Thúc Thông bán một cái sơ hở, giả vờ rơi xuống. Thiên Bá Huyền cho là có cơ hội, lập tức một trường cướp công, trường thế như sóng gió kinh hoàng, đánh được tầng tầng không gian nổ tung. Thiên Thúc Thông cười lạnh một tiếng, đi về trước bước ra một bước né tránh, tay trái bỗng nhiên bay lượn, quát một tiếng, phá. Thiên Bá Huyền không tránh kịp, bị một trường đánh trúng ngực, xương sườn rắc rắc sát vết nứt, há mồm phun ra máu tươi, chật vật lui về phía sau, rớt ra bên ngoài sân. Cha! Thiên tử Ngạn kinh hãi, vội vàng đi tới đỡ phụ thân. Thiên Thúc Thông cười hắc hắc cười, nói, đại ca, người thua. Dừng một chút, vừa nhìn về phía Thiên tử Ngạn, nói tử Ngạn, người hồi tới đúng dịp, ta muốn để cho Thương Hải giới cử tộc đầu dựa vào kiếm môn, nhưng người phụ thân không đồng ý, ta cùng hắn tỷ võ quyết thắng, hắn chúng Nga đau buồn tồi cốt trường, đã không sống qua ba ngày, người liền xử lý hậu sự, dẫn người cái này một chi tộc nhân, cùng ta cùng bái nhập kiếm môn dưới quyền. Thiên Bá Huyền che ngực thương thế, cả giận nói, ta Thương Hải giới, thề không bái ma tổ vô thiên. Lão tổ nói qua, chỉ có luân hồi, mới đáng đầu CMN. Thiên tử Ngạn nói, nhị thúc, vì sao phải đầu dựa vào kiếm môn? Người hỏi qua lão tổ liền sao? Thiên Thúc Thông nói, lão tổ không hỏi thế sự, chúng ta bỏ mặc đầu phục ai, hắn đều sẽ không quản. Cái này thế gian, đáng đầu dựa vào, chỉ có ba cái thế lực, cũng phải Vạn Khư Thần Điện, hai là kiếm môn, ba là Nguyện Vọng Thần Giáo. Vũ Hoàng Cổ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm, đầu dựa vào hắn không có kết quả tốt, Nhâm Thiên Nữ si mê luân hồi, bị tơ tình khốn khổ, cũng không đáng giá được xin đến góp sức. Vậy duy nhất đáng đầu dựa vào, cũng chỉ có ma tổ vô thiên chấp trưởng kiếm môn, hôm nay Quy Trần thiếu gia tự mình mời, cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy, ta Thương Hải giới há có thể thờ ơ. Vừa nói liền nhìn về phía Quy Trần cùng Vũ Hoàng Diệu. Quy Trần khẽ cau mày, thủy chung là một bộ tâm sự nặng nề hình dáng, nghe được Thiên Thúc Thông mà nói, cũng chỉ là yên lặng không mở miệng. Vũ Hoàng Diệu thì vui vẻ cười to, bước ra một bước, nói, rất tốt, Thiên Thúc Thông, người rất thật tinh mắt, gia nhập chúng ta kiếm môn, vô thiên lão tổ hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy nói hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế, ăn cắp tương lai, kiêu căng phách lối đến nghịch thiên bước, nhưng nhà ta vô thiên lão tổ, một khi thiện ác quay về hợp, Phật ma thông suốt, là được một lần hành động siêu thoát tiên đế, chứng đạo không không, cái gì Vạn Khư Thần Điện, Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng chẳng qua là gà vườn chó đất thôi. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Hoàng Diệu liền nhìn về phía Quy Trần. Quy Trần là vô thiên thiện niệm hóa thân, cũng là kiếm môn cuối cùng lá bài tẩy. Một khi Quy Trần cái này cái thiện niệm hóa thân, cùng ma tổ vô thiên dung hợp, Phật ma thông suốt, ma tổ vô thiên vậy sẽ cường thế quật khởi, cũng không sợ Vạn Khư kiêu căng. Quy Trần vẫn là cúi đầu, không nói gì. Thiên tử Ngạn cắn răng nói, lão tổ phụng luân hồi vi tôn, coi như muốn đầu dựa vào, vậy đầu dựa vào luân hồi chi chủ, sẽ không bỏ cho dựa vào người bất kỳ. Thiên Thúc Thông hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ coi là cái gì, hắn ở nơi nào? Hắn có cái gì tư cách, cùng ma tổ vô thiên so sánh? Hắn lời nói này rơi xuống, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt một cái, một bóng người thoáng qua, bót đích một tiếng, rồi sau đó gò má chính là đau rát đau. Luân hồi chi chủ coi là cái gì? Ta liền nói cho ngươi, ngươi muốn ở ta mí mắt phía dưới, đầu dựa vào kiếm môn, hỏi trước qua ta kiếm. Một đạo thanh âm lãnh khốc, vang vọng toàn trường. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở võ trường trung tâm. Luân hồi thiên kiếm nơi tay, uy mãnh mênh mông. Hắn mới vừa mau lẹ như nhanh như tia chớp, hung hăng quạt Thiên Thúc Thông một cái tát. Thiên Thúc Thông tuy là tiên quân hậu kỳ cao thủ, nhưng mới vừa cùng Thiên Bá Huyền chiến đấu hoàn, hơi thở tiêu hao quá lớn, đối mặt Diệp Thần tập kích, cũng không cách nào né tránh.
hắn cảm thụ gò má nóng hừng hực căng đau, người đều sợ ngây người. Hắn nhưng mà tiên quân cường giả, lại có thể bị người như vậy làm nhục, đơn giản là đời người không có sỉ nhục. Thằng nhóc, ngươi dám đánh lén ta. Thiên Thúc Thông giận dữ, gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên, cũng không đặt ở bên trong mắt, lập tức lay động linh khí, một cái đau buồn tồi cốt trưởng, hung hăng hướng Diệp Thần ngực đánh tới. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, nếu như Thiên Thúc Thông là thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể còn muốn kiêng kỵ, dù sao đối phương là tiên quân cao thủ. Nhưng hiện tại, Thiên Thúc Thông linh khí tiêu hao kịch liệt, lực lượng đã là thật to khô kiệt, hoàn toàn không thể nào uy hiếp được hắn. Diệp Thần một cước đá ra, thần tượng băng thiên tràng bùng nổ, sau lưng như có một đầu thần quang minh voi hư ảnh hiện lên, một cước như băng thiên vậy, hung hăng đá vào Thiên Thúc Thông trên bụng. Phốc xích, Thiên Thúc Thông phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn chút nội tạng mảnh vỡ, tại chỗ bị Diệp Thần đá ngã xuống đất. Diệp Thần một cước giẫm ở hắn trên gương mặt, lạnh lùng nói, nói lại lần nữa, ta có hay không tư cách, cùng ma tổ vô thiên so sánh. Cảm nhận được Diệp Thần vậy cổ hung mãnh khí thế, mãnh liệt chèn ép, Thiên Thúc Thông đạo tâm bể tan tành, cả người cũng đang phát run, không dám ra lại một lời, nơi nào còn có mới vừa phách lối. Hiện tại chỉ cần Diệp Thần thoáng dùng sức, là có thể đem đầu hắn, liên quan thần hồn cùng nhau đạp bạo. Tiên quân cường giả, đều phải bị Diệp Thần đạp bạo. Toàn trường tất cả người, nhìn Diệp Thần vậy uy mãnh bóng người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn động dung. Chẳng ai nghĩ tới, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, sẽ hạ xuống ở Thương Hải giới. Thiên Bá Huyền và Thiên Tử Ngạn hai phụ tử, cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất thủ. Phú Hoàng Diệu lại là kinh hãi, hoảng hốt lui về sau hai bước, nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi. Ngươi chiến lực, làm sao sẽ tăng vọt đến như vậy bước? Chẳng lẽ vậy cựu Nhật bảo tàng, lại có thể để cho ngươi có lớn như vậy đột phá? Hắn là kinh hãi sâu đậm, lần trước gặp Diệp Thần nhiều nhất là có thể tương đương thiên huyền cảnh 7 tầng thiên, 8 tầng thiên hình dáng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trên người tán phát ra khí tức cuồng bạo, đã để cho tất cả mọi người biết, hắn có hoành đẩy thiên huyền cảnh tư cách. Thậm chí, giống vậy tiên quân, nếu như khinh địch khinh thường nói, cũng có thể bị Diệp Thần giẫm ở dưới chân, liền như cái này Thiên Thúc Thông vậy. Diệp Thần đại ca, một mực cúi đầu quy trần, thấy được Diệp Thần đến, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thần nhìn quy trần, trong lòng cũng là dâng lên một chút phức tạp tâm trạng, nói quy trần, ngươi đã cùng ma tổ vô thiên dung hợp. Quy Trần trầm mặc một tí, gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, chỉ dung hợp một cái cánh tay trái, lão tổ hắn từ đầu đến cuối không chịu hoàn toàn tin tưởng ta, sợ Nga cửa hoàn toàn dung hợp sau đó, hắn ý thức sẽ bị ta chiếm cứ. Cho nên, hắn dự định tuần tự tiến dần, trước rút ra lấy mình cánh tay trái khí huyết tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ta. Quy Trần nhẹ nhàng giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay ma khí nhô lên, huyễn hóa ra màu đen hoa sen. Như mộng như ảo. Hắn cái này cái tay trái, cánh tay trái này, thật ra thì chính là ma tổ vô thiên cánh tay, pháp lực thần thông cường đại dị thường. Diệp Thần chỉ có thấy được một mắt, liền cảm thấy Quy Trần cánh tay trái này, so với tại chỗ tất cả người, Vũ Hoàng Diệu, Thiên Bá Huyền, Thiên Thúc Thông, Thiên Tử Ngạn Vân. Vân, tất cả cường giả hơi thở, cộng lại mạnh hơn, uy hiếp to lớn. Rất tốt, ta đã sớm đoán được. Chúng ta cuối cùng là muốn binh khí gặp nhau. Ngươi ra tay đi, để cho ta xem ngươi cánh tay này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, cầm ra nhân hoàng thánh đao, mắt lạnh nhìn Quy Trần, tùy thời chuẩn bị rút ra đao. Quy Trần dung hợp ma tổ vô thiên cánh tay trái, coi như là Diệp Thần, cũng không dám chút nào khinh địch, đem nhân hoàng thánh đao đều lấy ra. Quy Trần thân thể run lên, nói, Diệp Thần đại ca. Ta không đánh với ngươi, chúng ta là bạn, sự việc đều có thể thương lượng, chờ ta và lão tổ hoàn mỹ dung hợp sau đó, lão tổ có ta thiện niệm, cũng sẽ không lại cùng ngươi đánh. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói Quy Trần, không muốn ngây thơ nữa, ta cùng ma tổ vô thiên tới giữa, nhất định là ngươi chết ta sống. Quy Trần ánh mắt ảm đạm, kêu lên, Diệp Thần đại ca. Cũng không biết nói gì. Bên cạnh Vũ Hoàng Diệu, hừ một tiếng, nói Quy Trần thiếu gia. Cùng hắn nói nhảm làm gì, thằng nhóc này tới đúng dịp, người mau mau thi triển thần thông, một trưởng cầm hắn diệt, xem hắn còn dám phách lối. Diệp Thần trong mắt run lên,
nói ta cùng thiếu gia các ngươi nói chuyện, đến phiên ngươi lên tiếng sao? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một món kiếm khí mang long tước kêu vang, suy suy phá không bắn ra, phốc xích một tiếng, xuyên qua Vũ Hoàng Diệu Ấn Đường. Vũ Hoàng Diệu Ấn Đường, xuất hiện một cái lỗ máu, hắn cặp mắt gắt gao trợn to, rên rỉ nói, đại hạ long tước, ngươi. Một câu lời còn chưa dứt, thân thể ùm một tiếng ngã xuống đất, thành một cổ thi thể lạnh như băng. Diệp Thần một chiêu này, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 4, đại hạ long tước. Hắn kiếm đạo thành tựu cực cao, ngón tay cũng có thể bung ra kiếm khí, một kiếm trong nháy mắt giết thiên huyền cảnh 8 tầng thiên cường giả, liền như trời kiếm chém cỏ vậy. Toàn trường tất cả người, hoảng sợ thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thần sát phạt như vậy quả quyết. Quy Trần vậy lui về sau một bước, nhìn Vũ Hoàng Diệu thi thể, mặt lộ bi thương ý, nói, Diệp Thần đại ca, vì sao phải giết người? Chúng ta lại không thể thật tốt trò chuyện một chút sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, không cần trò chuyện, người ta định trước sống chết gặp nhau, trước kia chút giao tình, liền quên đi. Thanh âm phủ lạc, Diệp Thần tay phải nắm lại, một quyền như thánh voi băng thiên, cuồng bạo phách liệt đánh giết ra, trực tiếp đánh phía Quy Trần đầu. Diệp Thần đại ca, không. Quy Trần mắt gặp Diệp Thần một quyền đánh tới, vội vàng nâng tay trái lên đón đỡ, trên cánh tay trái ma khí nhô lên, hiện ra từng đạo chú in hoa văn. Diệp Thần một quyền đánh vào Quy Trần trên tay trái, nhưng cảm thấy quyền thế toàn bộ bị bắn ngược trở về, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, ở sau lưng mở ra một phiến hồng mông đại tinh không, hóa giải lực phản chấn. Rắc rắc sát, hồng mông đại tinh chỗ chống trận bể tan tành, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, mới khó khăn lắm hóa giải được cổ lực lượng này. Diệp Thần nội tâm chấn động, một chiêu này dò xét, hắn cũng cảm giác được, Quy Trần cánh tay trái này, pháp lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, thậm chí muốn so với ở ma tổ vô thiên trên mình, mạnh hơn. Bởi vì Quy Trần, là thiện niệm hóa thân, như Phật Đà. Ma tổ vô thiên cánh tay trái, cùng hắn dung hợp, chính là Phật ma tương thông, pháp lực lại là mênh mông. Diệp Thần trong đầu nghĩ, muốn đánh thắng Quy Trần mà nói, phải chặt đứt hắn cánh tay trái, chỉ có vận dụng nhân hoàng thánh đao. Quy Trần cũng không ý cùng Diệp Thần đánh nhau, chán nản nói, Diệp Thần đại ca, chúng ta tới giữa hiểu lầm quá sâu, ta trước hay là đi, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể cùng hiểu, người vĩnh viễn là ta bạn thân nhất. Dứt lời, Quy Trần liền xoay người bay khỏi đi. Kiếm môn các cường giả, chố mắt nhìn nhau, lòng người bàng hoàng. Bọn họ mắt gặp Vũ Hoàng Diệu đã chết, Quy Trần lại đi, e sợ cho Diệp Thần hàng giận, vậy hoảng vội vàng đi theo Quy Trần rời đi. Ngay chớp mắt, trên đảo kiếm môn cường giả, liền đi sạch sẽ. Thiên thị nhất tộc các tộc nhân, ngạc nhiên tương cố, nào nghĩ tới chuyện hôm nay, sẽ có như vậy kết cục. Thiên Thúc Thông vô cùng chật vật bò dậy, đạo tâm bể tan tành dưới, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã lộ ra một cổ sợ hãi, giống như con cừu đối mặt mãnh hổ. Diệp Thần nhìn xem Thiên Thúc Thông, lại nhìn trời một chút thì các tộc nhân, nói ta không cần các ngươi màng bái, nhưng ta không cho phép người bất kỳ cùng luân hồi là địch, các ngươi muốn đầu dựa vào mà nói, có thể đi đầu dựa vào trời nữ, hoặc là tiếp tục giữ trung lập. Đám người chố mắt nhìn nhau, không lời chống đỡ. Diệp Thần vừa nhìn về phía Thiên Tử Ngạn phụ thân Thiên Bá Huyền, gặp đối phương thương thế nghiêm trọng, liền phất tay một cái thả ra một món bát quái thiên đan thuật linh khí, hòa lẫn luân hồi trật tự quy luật, rơi vào Thiên Bá Huyền trên mình. Ngay tức thì, Thiên Bá Huyền thương thế hết bệnh, sắc mặt khôi phục đỏ thắm. Diệp đại nhân, đa tạ, đa tạ. Thiên Tử Ngạn thấy phụ thân thương thế hết bệnh, ngạc nhiên mừng rỡ được quỳ xuống, hướng Diệp Thần dập đầu. Đám người thấy Diệp Thần thủ đoạn như vậy, lại là kinh ngạc khen ngợi. Thiên Bá Huyền cất cao giọng nói, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp. Từ nay về sau, ta cái này một chi tộc nhân, liền nghe ngươi sai khiến. Thiên thị nhất tộc bên trong, tộc nhân phân hai cây, một chi là Thiên Bá Huyền trông coi, khác một chi lấy Thiên Thúc Thông cầm đầu. Thiên Thúc Thông cũng bị Diệp Thần thủ đoạn chấn động phục, quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, trước đây có nhiều xúc phạm, tiểu nhân nguyện ý quy thuận. Ngay sau đó, tất cả thiên thị tộc nhân, bất kể là Thiên Bá Huyền một chi, vẫn là Thiên Thúc Thông một chi, cũng cung kính quỳ xuống, cùng nói, nguyện quy thuận luân hồi chi chủ, thề cống hiến. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, rất tốt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình tới một cái thương hải giới,
lại liền hàng phục thiên thị nhất tộc tất cả tộc nhân, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thật ra thì kiếm môn bên kia, nếu quả thật muốn tranh, Diệp Thần chưa chắc có thể tranh được qua. Dẫu sao hôm nay Quy Trần, đã lấy được ma tổ vô thiên một cái cánh tay trái, thực lực xưa không bằng nay, coi như là Diệp Thần, cũng không có đem cầm có thể chiến thắng hắn. Thật đánh, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Sự việc xử lý thỏa đáng, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ, tiếp theo, ta có thể gặp được Thiên Thương Hải liền chứ. Ở tất cả mọi chuyện giải quyết hết sau đó, Diệp Thần chính là hướng Thiên Bá Huyền hỏi. Tiền bối, Nga muốn gặp nhà các ngươi lão tổ, chẳng biết có được không, làm phiền ngươi dẫn gặp. Thiên Bá Huyền khẽ cau mày, nói tôn chủ, lão tổ hàng năm bế quan, trừ phi hắn chủ động hiển thị thần dụ, nếu không ai cũng không khả năng thấy hắn. Lúc này thiên thị nhất tộc, đã cử tộc đầu dựa vào luân hồi, cho nên Thiên Bá Huyền cũng là đổi gọi Diệp Thần vi tôn chủ. Diệp Thần nói, không có biện pháp khác sao? Thiên Bá Huyền nói, tôn chủ, người muốn gặp lão tổ, không biết là có chuyện gì? Hôm nay Thương Hải giới, thế tục công việc do ta phụ trách, người có gì phân phó, ta có thể vì ngươi làm được. Diệp Thần cười khổ một tí, nói ta muốn triệu hoán trong truyền thuyết ma thần chủ, vụ yêu lão tổ hạ xuống, người có thể làm được sao? Thiên Bá Huyền thất kinh, nói tôn chủ, ngươi. Ngươi muốn triệu hoán vụ yêu lão tổ, vậy đích xác chỉ có lão tổ mới có thể làm được. Diệp Thần nói, ta phải như thế nào thấy các ngươi lão tổ? Thật không có biện pháp khác sao? Thiên Bá Huyền trầm ngâm một hồi, nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là vô cùng nguy hiểm, lão tổ ở hắn nơi bế quan bên ngoài, bày ra một cái huyền thiên giết linh trận, lão tổ nói qua, ai nếu có thể xông qua trận này, liền có thể được hắn truyền thừa. Chỉ là, ta Thương Hải giới thị tộc, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể xông trận thành công. Tôn chủ, người có lẽ có thể đi thử một chút, nếu có thể xông qua vậy huyền thiên giết linh trận, có lẽ có thể để cho lão tổ xuất quan. Diệp Thần nói, huyền thiên giết linh trận sao? Thiên Bá Huyền nói, đúng vậy, trận pháp kia ý định giết người xâm nghiêm, cực kỳ cường hãn, năm đó ta và ta em ruột, đều đi vào xông qua, đáng tiếc chúng ta đều thất bại, đó là liền tiên quân cao thủ, đều khó đột phá trận pháp. Diệp Thần khẽ cau mày, nghe Thiên Bá Huyền mà nói, vậy huyền thiên giết linh trận, đích xác là đặc biệt ác liệt. Nhưng, Diệp Thần nắm giữ trận tự quyết, trên trận pháp tu vi, có thể nói là có 102 chư thiên. Coi như vậy huyền thiên giết linh trận, như thế nào lợi hại, Diệp Thần có lẽ cũng có phương pháp phá giải. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng hơi định, nói, vậy ta liền xông trận thử một chút, người thay ta an bài. Thiên Bá Huyền nghe được Diệp Thần cái này vững vàng giọng, càng cảm thấy hắn sâu không lường được, vội vàng kêu, ưng. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Bá Huyền an bài thỏa đáng, mang Diệp Thần đi huyền thiên đảo, đây là Thương Hải giới lão tổ, Thiên Thương Hải ẩn cư bế quan địa phương. Toàn bộ huyền thiên đảo, bị một cái trận pháp thật to bao phủ, kim quang lóe lên, tiên hy nhô lên, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần muốn xông trận tin tức, ở ngày hôm qua liền truyền khắp toàn bộ Thương Hải giới. Thương Hải giới rất nhiều các cường giả, rối rít đến, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Thần cường hãn, ngày hôm qua một cước đạp bại Thiên Thúc Thông, trong nháy mắt giết Phú Hoàng Diệu, bước lui kiếm môn, có thể nói là thần uy minh mông. Nhưng, cái này huyền thiên giết linh trận, nhưng không phải chuyện đùa, chính là biển cả lão tổ tự tay bố trí, nghe nói còn hàm chứa một chút mai táng luân hồi chí cao ý niệm. Thương Hải giới các cường giả, đều là vô cùng lo lắng, bọn họ cũng không dám xác định, Diệp Thần có thể hay không xông qua trận pháp này. Nếu như Diệp Thần xông trận thất bại, lúc này chết hiểu chết, vậy đùa giỡn thật là mở lớn. Dẫu sao ở ngày hôm qua, Thương Hải giới mới cử tộc đầu dựa vào luân hồi, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết hiểu. Thiên Bá Huyền, Thiên Thúc Thông, Thiên Tử Ngạn các người, đi theo ở Diệp Thần bên người, cũng là lo lắng hình dáng. Thiên Tử Ngạn nói, tôn chủ, người thật muốn xông trận sao? Vạn vừa thất bại làm thế nào? Diệp Thần nhìn trước mắt đại trận, đầu óc bên trong, hồi tưởng lại thân Đồ Uyển Nhi bóng người, ánh mắt chính là đông lại một cái, nói, bất kể như thế nào, ta cũng phải thử một chút, ta nhất định phải thấy các ngươi lão tổ. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần đáp xuống huyền thiên đảo ra. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cái này huyền thiên giết linh trận mạnh mẽ, trong đó thậm chí ẩn chứa mai táng luân hồi ý niệm,
hiển nhiên cùng chí cao ý chí có liên quan. Thiên Thương Hải bản thân chính là xuất từ quỷ vương giới, là đã từng man hoang thánh điện phó điện chủ, hắn có thể vận dụng một ít chí cao ý chí thủ đoạn, không hề hiếm lạ. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, những thứ này mai táng luân hồi ý niệm, liền có chút muốn chết, hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, hô hấp đều có điểm hít thở không thông. Thiên Tử Ngạn, Thiên Bá Huyền, Thiên Thúc Thông các người, còn có thiên thị nhất tộc các võ giả, treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở huyền thiên đảo ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là vô cùng ân cần nhìn Diệp Thần. Một khi Diệp Thần xông trận thất bại, vậy chỉ có một con đường chết. Luân hồi chi chủ tại sao phải xông trận? Hắn lại không thiếu võ học thần thông, hắn kết quả có chuyện gì quan trọng, muốn bất chấp nguy hiểm tánh mạng, cũng phải đi gặp lão tổ. Có chút không rõ chân tướng thiên thị đệ tử, nghi ngờ nghị luận. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không có quản ngoại giới tiếng nghị luận, sải bước vào trận pháp bên trong. Một bước vào huyền thiên giết linh trận, Diệp Thần liền cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí, đổi được cuồng bạo mà rối loạn. Bạo gió ở gào thét, thiên lôi ở nổ ầm, khắp nơi đều là điện tránh ánh sáng, sấm sét biến dạng, từng trận âm sát hơi thở, lại từ lòng đất bên trong nhô ra, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần trong mắt thế giới, đều là xuất hiện dị biến. Rõ ràng là chim hót hoa thơm hòn đảo, nhưng hắn một bước vào trận pháp này sau đó, trận pháp khởi động, hắn giống như bị kéo vào một cái trong thế giới ngày tận thế đi. Chung quanh trong mắt nơi gặp, toàn bộ là ngày tận thế thiên tai khí tượng. Từng cái sấm sét, điên cuồng hướng Diệp Thần bổ tới. Sắt thép nước lũ, mở ra thế giới, cao nhất lối đi, thẳng để thiên phủ. Diệp Thần quát to một tiếng, thiết phương tỏa hơi thở lững lờ. Hắn cả người bị sắt thép hơi thở vần quanh, vậy từng cái sấm sét, còn có một đạo đạo âm sát hơi thở ngưng tụ thành ma đao, chém ở trên người hắn, đều bị ngăn trở. Oanh! Sắt thép hơi thở như nước lũ vậy bạo dũng ra, đúc thành một cái thẳng sắt thép đường, một mực kéo dài hướng hòn đảo trận pháp trung ương. Ở vô tận thiên tai cướp giết liền hạ, Diệp Thần thấy được ở hòn đảo trung ương, có một gian đơn sơ nhà lá, muốn đến chính là biển cả lão tổ ẩn cư chỗ. Hắn liền dọc theo sắt thép con đường, từng bước một hướng hòn đảo trung ương đi tới. Đùng đùng, chung quanh sấm sét điện tránh, từng cái tia chớp không ngừng bổ xuống, nhưng đều bị Diệp Thần phòng ngự ở. Người ngoại giới cửa, thấy Diệp Thần vậy sắt thép vậy thân thể, đều là rung động. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có gì vui sướng. Bởi vì, hắn càng đi sâu vào hòn đảo, thì càng cảm thấy, cái này huyền thiên giết linh trận sát phạt, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là một ít thông thường sấm sét thiên tai, nhưng hắn càng đi càng sâu, sấm sét hóa thành phi kiếm, bạo gió hóa thành cuồng đao, vô số đao kiếm, mang bén sát phạt, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hung hăng hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Dựa hết vào thiết phương tọa, đều không cách nào ngăn cản ngự hung mãnh như vậy sát phạt. Diệp Thần phía trước sắt thép đường, cũng bị vô số đao kiếm cho chặt đứt, chung quanh lại lần nữa lâm vào hắc ám. Lại cũng không thấy được vậy hòn đảo trung ương hoàn cảnh chỗ. Đáng chết! Diệp Thần khẽ cắn răng, cảm thụ chung quanh càng ngày càng mãnh liệt sát phạt, sắc mặt cũng là đổi được ngưng trọng. Hắn ở vô tận sát phạt bên trong, thậm chí nghe được một ít cổ quái vặn vẹo gầm to, mơ hồ thấy được một gương mặt người chết, đó là chí cao ý chí gầm thét. Hiển nhiên, cái này huyền thiên giết linh trận, đúng là mượn một chút chí cao ý chí uy nghiêm, cho nên sát phạt đặc biệt mạnh mẽ. Coi như là tiên quân cao thủ, cũng chưa chắc có thể xông qua. Thiên Bá Huyền, Thiên Thúc Thông các người, thấy Diệp Thần bước chân duy gian hình dáng, một trái tim cũng là dâng tới cổ họng. Bọn họ năm đó, chính là xông đến Diệp Thần vị trí này, liền không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể tiếc nuối tháo chạy. Vậy vô số sấm sét phi kiếm, gió bão cuồng đao, còn có chí cao ý chí ăn mòn, cho người thân xác và thần hồn, cũng mang đến vô cùng uy hiếp nghiêm trọng. Coi như là tiên quân cao thủ, đều có rơi xuống nguy hiểm. Tội ác chi chu, phá cho ta. Diệp Thần đối mặt như vậy hiểm cảnh, cũng là không do dự nữa, đột nhiên quát to một tiếng, sử dụng tội ác chi chu. Tội ác chi chu năng lượng, đã khô kiệt, một phiến ảm đạm. Nhưng, Diệp Thần trở tay một trường, lại đánh ra một viên tinh thạch, chính là vũ trụ chi tâm. Vù vù, vũ trụ chi tâm chấn động, thả ra đậm đà năng lượng. Khô kiệt rơi tội ác chi chu, năng lượng lại lần nữa tràn đầy. Chỉ là, vũ trụ chi tâm ánh sáng ảm đạm rất nhiều, bên trong ẩn chứa linh khí, lại bị tiêu hao hết 1/5.
Hiện tại viên này vũ trụ chi tâm, chỉ còn lại 3/5 năng lượng, tối đa còn có thể dùng lại 3 lần. Diệp Thần có chút đau lòng, vì phá trận, hắn giá phải trả to lớn. Nhưng, vì cha rõ Vũ Yêu lão tổ và thân đồ Uyển Nhi sau lưng liên quan, coi như bỏ ra giá cao hơn nữa, hắn cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần thân thể một cướp, leo lên tội ác chi chu, đi hòn đảo trung tâm đi tới. Theo dọc đường, vô số sấm sét gió lớn đao kiếm bổ, còn có quỷ bí hơi thở ăn mòn, toàn bộ bị tội ác chi chu ngăn trở, cũng không có làm tổn thương đến Diệp Thần. Tội ác chi chu, không hổ là vô vô thần khí, bất kể là tấn công, vẫn là phòng ngự, đều là số một số hai tồn tại. Thiên thị các tộc nhân, thấy Diệp Thần điều động vô vô thần khí, trong lòng dĩ nhiên là rung động vạn phần. Bọn họ có rất nhiều người, trọn đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy vô vô thần khí. Ở tội ác chi chu dưới bảo vệ, Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, liền đi tới hòn đảo Trung ương, vậy là cả huyền thiên giết linh trận tâm trận hạch tâm. Diệp Thần từ tội ác chi chu trên hạ xuống, đầy trời phong lôi, toàn bộ chỉ tức, tất cả ngày tận thế khí tượng, toàn bộ tản đi. Ở giữa thiên địa, khôi phục thanh lãng. Bao phủ huyền thiên đảo đại trận, cũng là hoàn toàn tản đi. Xông trận, thành công. Thiên bá huyền, thiên thúc thông, thiên tử ngạn các người, thấy Diệp Thần cao ngất đứng bóng người, thậm chí là không chút tổn hao nào, không khỏi được ngây dại. Rồi sau đó, tất cả người phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ cùng kêu gào. Bọn họ thật sâu tin chắc, mình không có nhìn lầm người, luân hồi chi chủ, đúng là có đầu dựa vào giá trị. Diệp Thần nhưng là cười khổ, vì xông qua trận pháp này, hắn giá phải trả to lớn, tội ác chi chu gặp phải vô số phong lôi đao kiếm bổ, khổ khổ phòng ngự dưới, linh khí lại lâm vào khô kiệt, hoàn toàn đổi được ảm đạm. Vô vô thần khí, muốn thúc dục, giá phải trả quả nhiên là to lớn. Diệp Thần nhếch mép, thật là có chút đau lòng, sau đó thu liễm tâm thần, đem tội ác chi chu thu hồi, ánh mắt nhìn về phía trước. Tòa kia nhà lá, cửa lớn đóng trước, nhưng Diệp Thần có thể cảm thấy, bên trong có một đạo cực kỳ cổ xưa khí tức cường đại, ít nhất là vô lượng cảnh 5 tầng thiên, tiên vương cấp cao thủ. Vãn bối Diệp Thần, may mắn xông trận thành công, cầu gặp biển cả lão tổ thiên thương hải, mời tiền bối mở cửa gặp nhau. Diệp Thần chắp tay, cao giọng nói, giọng đúng mực. Két, nhà lá cửa, chậm rãi đẩy ra, một cái trống gậy ông già, từ bên trong đi ra. Cái này ông già, cả người áo vải, râu tóc đều là trắng, hắn đã ở hết sức che giấu mình hơi thở, nhưng hắn hơi thở, vẫn là cường hãn, hoàn toàn không che giấu được. Hắn quả nhiên là vô lượng cảnh 5 tầng thiên, tiên vương cấp cao thủ. Vô lượng cảnh tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng chênh lệch đều là cực kỳ to lớn, tiên vương cấp cao thủ, ngang dọc không gian thời gian bất hủ, một giọt máu có thể diễn hóa muôn vàn vũ trụ, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Cái này ông già, chính là một tôn tiên vương, lộ vẻ lại chính là thương hải giới nắm giữ, ngày xưa man hoang thánh điện phó điện chủ, thiên thương hải. Muốn đến năm đó, ở man hoang thánh điện thời điểm, thiên thương hải trải qua rất nhiều sát phạt, thân đánh trăm trận. Ở trên người hắn, như cũ tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc, không biết năm đó từng giết bao nhiêu người, vậy cổ sát phạt uy nghiêm, thông thiên khí phách, hoàn toàn không che giấu được. Hắn từ lúc trong nhà lá đi ra, thiên địa quy luật đều bị rung chuyển, vậy tòa đơn sơ nhà lá, tựa như biến thành viễn cổ chiến thần thánh điện, mặt đất chỗ sâu chuyển tới chống trận tiếng vang, bầu trời trên có sấm nổ tung. Diệp Thần tâm thần chấn động, tiên vương cấp cao thủ, đó là hắn hôm nay, cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Bái kiến lão tổ, thiên thị các tộc nhân, thấy thiên thương hải đi ra, rối rít khom người thi lễ. Thiên thương hải nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói ai kêu các ngươi tới đây. Các ngươi cũng muốn xông trận sao? Đám người nghe thiên thương hải trách cứ, một hồi ngạc nhiên, không lời chống đỡ. Cũng bỏ trở lại cho ta. Thiên thương hải một lần cây nặng, lạnh giọng quát lên. Thiên tử ngạn, thiên bá huyền, thiên thúc thông các người, trố mắt nhìn nhau. Đều là khá là lúng túng cùng sợ hãi, nội tâm đều nghĩ, xem ra lão tổ nóng này, vẫn là một như thường lệ nóng này. Lập tức không dám lưu lại, vội vàng xoay người rời đi. Ngay chớp mắt, toàn bộ huyền thiên trên đảo, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và Thiên Thương Hải hai người. Ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Thiên Thương Hải nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, tựa hồ muốn theo dõi rõ ràng Diệp Thần lai lịch. Nhưng Diệp Thần... nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác,
khí vận nội tình cực kỳ bàng bạc. Lần đầu gặp mặt, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thần khom người nói. Thiên Thương Hải khẽ mỉm cười, nói chỉ giáo không dám làm, luân hồi chi chủ, người xông qua ta bố trí đại trận, dựa theo ước định, Nga võ học truyền thừa, liền tặng đưa cho ngươi đi. Vừa nói, Thiên Thương Hải sử dụng một phiến ngọc giản, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, chỉ gặp trên ngọc giản mặt, in tinh không quan tưởng pháp 5 chữ. Tinh không quan tưởng pháp, đây là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Đây là tiên đế pháp, trong truyền thuyết không không cấp công pháp, không biết luân hồi chi chủ có thể hay không có thể xem được mắt. Thiên Thương Hải mỉm cười nói. Tiên đế, là vô lượng cảnh 9 tầng thiên cường giả tôn xưng. Thế gian tiên đế, trước mắt đã biết, chỉ có 3 vị, theo thứ tự là Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm. Vô thiên chắc có thể tính, thực lực và khí vận không thua người khác, nhưng đồ đựng không giải quyết, vẫn là rất khó khăn. Có lẽ còn có một chút lánh đời tiên đế, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Một tôn tiên đế, coi như hao hết toàn bộ thế giới hiện thật lực lượng, đều không cách nào giết chết, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Cái gọi là tiên đế pháp, thật ra thì chính là chưa từng không lúc nào không bên trong, lưu truyền ra võ học công pháp. Không không cấp võ học công pháp, người bình thường khó mà tu luyện, coi như chỉ là muốn luyện thành một chút gia lông, thường thường vậy phải hao phí mấy vạn năm thời gian, cực kỳ khó khăn. Chỉ có trong truyền thuyết tiên đế, mới có thể không trở ngại chút nào, ung dung tu luyện không không cấp công pháp. Tiên đế pháp 3 chữ, đại biểu võ học thần thông khó khăn, không tiên đế khó mà luyện thành, người bình thường thà sát phí khổ tâm, đi điều nghiên tiên đế pháp, ngược lại không như tu luyện cái khác võ học, tinh tiến thấy hiệu quả mau hơn một chút. Diệp Thần Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đại Hoang Không Kinh, Thần Tượng Băng Thiên Tràng, đều có thể coi như là tiên đế pháp. Xem Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đại Hoang Không Kinh, người tu luyện quả thực không thiếu, nhưng không có người nào có thể chân chánh luyện đến đỉnh cấp đại thành, chính là bởi vì tiên đế pháp tu luyện, chân thực quá gian nan. Tiên đế pháp chỗ tinh diệu, tự nhiên cũng là vượt xa công pháp giống vậy. Thiên Thương Hải cửa này tinh không quan tưởng pháp, chính là tiên đế pháp. Tiên đế pháp là thế gian mạnh nhất công pháp một trong, vãn bối há dám khinh thị. Đa tạ tiền bối tặng. Diệp Thần cũng không kiểu cách nói nhảm, dứt khoát, đeo sao không quan tưởng pháp ngọc giản, bỏ vào trong túi. Rất tốt, luân hồi chi chủ, ta đời này tiếc nuối nhất sự việc, chính là võ học không người nối nghiệp. Ta thiên thị trong gia tộc, cũng là một đám phế vật côn trùng, không hiểu được tiên đế pháp bí ẩn, nhưng người thiên phú lớn lao, muốn đến sẽ không để cho ta võ học mai một. Thiên Thương Hải vô cùng hài lòng, cười híp mắt khen ngợi Diệp Thần. Luân hồi thiên phú, hắn tự nhiên là tin tưởng. Hắn võ học, có thể truyền thừa đến Diệp Thần trong tay, dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa, hắn sau này có thể an tâm bế quan ẩn cư. Diệp Thần nói tiền bối quá khen rồi. Thiên Thương Hải cười một cái, nói, ngươi hạ xuống ta Thương Hải giới, không biết có chuyện gì. Ta từ trên mình ngươi, bắt được sinh tử điện nhân quả. Nên sẽ không, ngươi là sinh tử điện phái tới, muốn chiêu nạp ta chứ. Ta đã ẩn cư, sẽ không lại hỏi tới thế tục công việc, ngươi nếu như muốn chiêu nạp ta, ta khuyên ngươi chết liền điều này tim. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Thương Hải giọng nói bên trong, hơi có lạnh ý, lại mang một chút vô hình thương cảm cùng tịch mịch. Hắn nhưng mà tiên vương cấp cường giả, năm đó sát phạt vô số, ngang qua thiên địa, đáng tiếc công cao chấn chủ, bị man hoang thánh điện đuổi đi ra. Diệp Thần cũng có thể cảm thấy Thiên Thương Hải tâm tư, muốn đến hôm nay, ở hắn tâm lý, còn có rất nhiều không cam lòng cùng căm hận, chỉ là không có biểu lộ ra. Nếu Thiên Thương Hải muốn ẩn cư, vậy Diệp Thần tự nhiên không muốn quấy rầy, hắn hoảng hốt vội nói, tiền bối hiểu lầm, ta lần này tới, cùng sinh tử điện không liên quan. Chỉ muốn tra rõ một cọc bí mật. Thiên Thương Hải nói, bí mật gì? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nội tâm lại có chút vô hình bất an, nói, là liên quan tới Vu Yêu Lão Tổ, ta muốn biết Vu Yêu Lão Tổ lai lịch thân phận, nếu như có thể, xin tiền bối đem vậy Vu Yêu Lão Tổ, triệu hoán xuống, ta muốn cùng vậy Vu Yêu Lão Tổ tự mình trò chuyện một chút. Trước đây ở tinh nguyệt giới Thanh Tháng Đỉnh, tranh đoạt phệ hồn châu truyền thừa thời điểm, thì có rất nhiều tháng giống quỷ. Hướng Diệp Thần quỳ bái, miệng hô chí tôn. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, liền cảm thấy chuyện này, có thể cùng Vu Yêu Lão Tổ có liên quan.
Vu Yêu lão tổ đang che chở hắn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc, nhưng Diệp Thần chính là cảm thấy, Vu Yêu lão tổ đang che chở hắn. Cho nên, hắn nhất định phải điều tra rõ. Nghe được Diệp Thần mà nói, Thiên Thương Hải già nua thân thể, run rẩy kịch liệt liền một tí, nói, ngươi. Ngươi muốn triệu hoán Vu Yêu lão tổ. Diệp Thần nói, xin tiền bối xuất thủ tương trợ, ngươi muốn thù lao gì, cứ mở miệng, ta đã đoạt được cựu Nhật bảo tàng, thiên tài địa bảo gì cũng không thiếu. Diệp Thần biết triệu hoán Vu Yêu lão tổ, giá phải trả to lớn, cho nên, hắn tự nhiên sẽ không để cho Thiên Thương Hải làm không công. Hắn vung tay lên, liền từ luân hồi mộ địa bên trong, điều lấy ra đại lượng dược liệu linh thạch, tất cả loại phong phú tài nguyên, đều là cho Thiên Thương Hải thù lao. Thiên Thương Hải lắc đầu một cái, nói ta đã ẩn cư, thiên tài địa bảo gì, tại Nga cũng là vô dụng, ta chỉ là thật là tò mò, người muốn triệu hoán Vu Yêu lão tổ làm gì. Đây chính là ma thần chủ, nếu là triệu hoán ngài xuống, người luân hồi khó bảo toàn tánh mạng. Diệp Thần quỳ một chân xuống, chắp tay nói tiền bối, ta cũng không biết nói thế nào, tóm lại, ta muốn gặp Vu Yêu lão tổ, xin ngươi hãy giúp một chuyện. Thiên Thương Hải thấy Diệp Thần lại có thể quỳ xuống, nhất thời kinh hãi, lật đật đem hắn đỡ dậy, nói, luân hồi chi chủ, mau mau dậy đi, ngươi có thể chiết sát lão phu. Diệp Thần nói, mời tiền bối tương trợ. Thiên Thương Hải trầm ngâm một hồi, nói, ngươi nếu như muốn ta hỗ trợ, cũng có thể, trừ phi ngươi đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần vội vàng nói, chuyện gì? Thiên Thương Hải nói, ta có một sư muội, kêu thứ hai yêu cơ, nàng là Man Hoang Thánh Điện hộ giáo Pháp Vương, năm đó. Năm đó ta cùng nàng, từng có qua hôn ước. Sau đó, ta công cao chấn chủ, bị trục xuất Man Hoang Thánh Điện, không biết nàng có hay không bị liên lụy. Ừ, đúng rồi, sư muội ta thông minh lanh lợi, hơn phân nửa có thoát thân phương pháp, nàng có thể sẽ gả cho đại ca ta vậy không nhất định. Dẫu sao đại ca ta chính là giới vương điện chủ. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Thương Hải giọng nói có chút nhớ lại cùng phiền muộn, lại là tịch mịch. Hắn đã từng kêu thứ nhất biển cả, là quỷ vương giới Man Hoang Thánh Điện phó điện chủ, đại ca ruột thịt kêu thứ nhất quỷ vương, chính là Man Hoang Thánh Điện chân chính điện chủ, hôm nay quỷ vương giới thần vũ trụ. Diệp Thần nói, tiền bối, sư muội của ngươi tên gọi là gì? Thiên Thương Hải nói, nàng kêu thứ hai yêu cơ. Chính là họ thứ hai, tên yêu cơ. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, xem ra quỷ vương giới bên trong đại tộc họ, thật đúng là rất cổ quái. Thiên Thương Hải nói tiếp, sư muội ta nàng. Nàng là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, đáng tiếc ta cùng nàng có duyên phận không phân. Luân hồi chi chủ, tương lai người bước vào quỷ vương giới, cùng Man Hoang Thánh Điện nhất định có đánh một trận, người như thắng, còn xin thứ sư muội ta tánh mạng, cho nàng một con đường sống. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói quỷ vương giới là luân hồi sáu giới một trong, đại ca ngươi thứ nhất quỷ vương, tu vi muốn đến cũng là thông thiên triệt địa, sẽ không kém hơn chân lý Phật tổ và địa ngục giới vương, ta muốn chiến thắng hắn, nơi nào có như thế dễ dàng. Thiên Thương Hải lắc đầu nói, ngươi người mang đại khí vận, sau cùng bên thắng, nhất định là ngươi, đại ca ta sẽ chết ở bên trong tay ngươi, Man Hoang Thánh Điện vậy sẽ ở trong tay ngươi tiêu diệt, ta chỉ cầu ngươi thả qua sư muội ta. Diệp Thần trầm giọng nói, được rồi, liền làm ta thật thắng, tiền bối, vậy ta phải đem sư muội của ngươi mang về cho ngươi sao? Thiên Thương Hải thân thể khẽ run, nói, không cần, sư muội ta nàng. Nàng mặc dù cùng ta có hôn ước, nhưng nàng cho tới bây giờ không có thích qua ta, nàng chân chính thích là. Vừa nói nhìn Diệp Thần một mắt, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Diệp Thần nói, nàng thích ai? Là thứ nhất quỷ vương sao? Thiên Thương Hải đắng chát cười một tí, nói, được rồi, không nói cái này, tóm lại, đem ngươi tới như tiêu diệt Man Hoang Thánh Điện, trấn áp quỷ vương giới, xin tha sư muội ta một mạng, rất nhiều nàng một cái an ổn cuộc đời còn lại. Diệp Thần nói, được, tiền bối, ta đáp đồng ý ngươi. Thiên Thương Hải đại hỉ, nói, đa tạ, đa tạ. Có luân hồi hứa một lời, ta liền an tâm, sau này lại không ràng buộc, có thể an tâm ẩn cư. Diệp Thần nói, vậy chuyện của ta tình. Thiên Thương Hải trầm ngâm nói, muốn triệu hoán Vu Yêu lão tổ, giá phải trả to lớn, phải vô cùng phiền phức nghi thức, còn có các loại các dạng tế phẩm, hơn nữa mỗi lần nghi thức và tế phẩm, cũng không giống nhau, ta cần trước hướng Vu Yêu lão tổ khấn cầu, cảm thụ ngài ân điển cùng ý chí. Diệp Thần gật gật đầu nói, được, nếu như cần muốn thiên tài địa bảo gì thành tựu cung phụng,
ta đều có thể cung cấp. Thiên Thương Hải ư một tiếng, cũng không có điều lấy Diệp Thần tài nguyên, mà là cắn bể đầu ngón tay, rơi máu hóa trận, trên đất buộc vòng quanh một cái trận pháp. Trận pháp này một thành hình, Diệp Thần liền cảm thấy từng tia quỷ bí hơi thở đang lan tràn, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thiên Thương Hải móc ra một viên màu đen đầu khô lâu, bày thả ở trước người, rồi sau đó tay đè trước đầu khô lâu, yên lặng thấp giọng tụng niệm khấn cầu, líu díu thanh âm như mộng nghệ bàn truyền ra. Diệp Thần khẩn trương nhìn, ước chừng qua một nén hương thời gian sau đó, Thiên Thương Hải đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, dưới quyền đầu khô lâu rắc rắc một tiếng nổ tung. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Luân hồi chi chủ. Thiên Thương Hải kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng hỏi, tiền bối, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Thiên Thương Hải hít sâu một hơi, thoáng khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, nói, không có, chỉ là ta câu thông Vu Yêu lão tổ, nhưng linh nghe được đặc biệt cổ quái thần dụ, cùng trước kia khác hẳn không cùng. Diệp Thần nói, cái gì thần dụ? Thiên Thương Hải thẳng tắp nhìn Diệp Thần, nói, vĩ đại ma thần chủ, Vu Yêu lão tổ nói. Muốn triệu hoán ngài phủ xuống nói, cần ngươi trước chặt đứt tơ tình. Diệp Thần ngạc nhiên nói, chặt đứt tơ tình. Thiên Thương Hải gật gật đầu nói, đúng vậy, Phụ Yêu lão tổ nói, trên mình ngươi có một cái tơ tình, chỉ cần ngươi chặt đứt, không cần bất kỳ tế phẩm và nghi thức, ngài thì sẽ hạ xuống gặp ngươi. Thiên Thương Hải nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, luân hồi chi chủ, trên mình ngươi, có phải là thật hay không có cái gì tơ tình? Diệp Thần ngẩn ngơ, nâng tay trái lên. Ở hắn tay trái trên ngón tay, quấn vòng quanh một cái tóc, đó là Nhâm Thiên Nữ lưu lại tơ tình. Thiên Thương Hải ánh mắt co rúm một cái, cũng nhìn thấy vậy cái tơ tình, không khỏi được cả một tiếng thét kinh hãi, nói, lúc đầu lại là Thiên Nữ tơ tình sao? Rồi sau đó, hắn lại giống như mộng nghệ bàn nói nhỏ, tơ tình như mộng, buồn đoạn bạc đầu, điều này tơ tình, tại ngươi mà nói, bất quá là gông xiềng, vẫn là thừa dịp còn sớm chặt đứt đi, nếu không ngươi là tình mệt mỏi. Sau này sớm muộn phải thua ở Thiên Nữ dưới quyền. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trên ngón tay tơ tình, lẩm bẩm nói, vậy Vu Yêu lão tổ, chính là để cho ta chặt đứt Thiên Nữ tơ tình. Thiên Thương Hải nói, trên mình ngươi nếu như không có đường tơ tình, đó phải là điều này, ngươi muốn triệu hoán Vu Yêu lão tổ hạ xuống, ngươi liền đem tơ tình chặt đứt đi. Diệp Thần mờ mịt thất thần, hắn có thể cảm giác được, nếu như chặt đứt tơ tình, mình cùng Thiên Nữ giữa hết thảy quyến luyến, cũng sẽ tản đi. Sau này lại gặp nhau nói, có lẽ liền là người xa lạ. Thiên Thương Hải nhìn thấu Diệp Thần do dự, nói, người bỏ không được chặt đứt. Diệp Thần yên lặng, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Thiên Thương Hải một tiếng thở dài, nói, không nghĩ tới chí cao vô thượng luân hồi chi chủ, lại có thể sẽ khốn khổ vì tình. Ừ, cũng vậy, Thiên Nữ phong hoa tuyệt đại, người trung tình tại nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Thế gian văn tự bát vạn vạn, tình chi nhất tự tối sát nhân. Ngươi như bỏ không được chặt đứt tơ tình, vậy thì không cách nào triệu hoán Vu Yêu lão tổ hạ xuống. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn hiện tại rất muốn gặp Vu Yêu lão tổ, tra rõ ngài cùng thân Đỗ Uyển Nhi liên lạc. Nhưng, muốn hắn chặt đứt tơ tình, lại nói dễ vậy sao? Hồi tưởng lại cùng Thiên Nữ trải qua một màn, nàng môi đỏ mọng, nàng nhiệt độ cơ thể, nàng mềm mại, nàng phong hoa, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, muốn khua kiếm chém tơ tình. Vậy thì thật là khó hơn lên trời. Thiên Thương Hải vậy trầm mặc lại, yên lặng nhìn Diệp Thần, hắn có thể nhận thức Diệp Thần tâm tình. Ùm ùm. Bỗng nhiên, trên bầu trời, ma khí nhô lên, mây đen trào đãng, mưa gió nổi lên. Toàn bộ Huyền Thiên Đảo đều bị đông nghịt tầng mây bao phủ, gió lớn thổi rối loạn Diệp Thần tóc, lạnh như băng hạt mưa đánh vào hắn trên gương mặt. Diệp Thần cùng Thiên Thương Hải đều là kinh hãi. Nhưng gặp vô tận mây đen cùng mưa gió bên trong, truyền xuống một đạo lạnh lùng khàn khàn thanh âm. Ngươi, cuối cùng chém không ngừng tơ tình sao? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo quỷ bí bóng người, cũng là chậm rãi từ trên 9 tầng trời, hạ xuống xuống. Đó là một đầu vô cùng xấu xí Vu Yêu, khoác một bộ nới lỏng tả tơi hồng bào hạ là một cái cho đen khô lâu thân thể, phía trên treo chút thối giữa gân thịt, cả người ma khí vẩn quanh. Ngũ quan vậy thấp thoáng ở ma khí bên trong, lộ ra một đôi trống rông ánh mắt, bên trong nhúc nhích hai điểm màu xanh quỷ hỏa. Đầu này Vu Yêu rơi xuống, đứng ở Diệp Thần và Thiên Thương Hải cách đó không xa.
Ngài vừa hạ xuống mặt đất, toàn bộ hòn đảo nhanh chóng bị ma khí cùng quỷ bí hơi thở bao phủ, biến thành màu đen, bốc mùi, biến thành phù sa cùng máu thịt vũng bùn, hết thảy hoa cỏ cây cối sức sống, toàn bộ đều mất đi. Ngài tựa như chính là tử vong bản thân, ngài một hạ xuống, vạn vật đều phải điêu mất, đều phải chết đi. Bái kiến Vu Yêu lão tổ, vĩ đại ma thần chúa ơi, cung nghênh ngươi hạ xuống. Thiên Thương Hải cả người phát run, quỳ trên đất. Trước mắt đầu này Vu Yêu, chính là trong truyền thuyết Vu Yêu vương, vĩ đại ma thần chủ, Vu Yêu lão tổ. Vu Yêu lão tổ cũng không có quản Thiên Thương Hải, ngài trong hốc mắt hai điểm màu xanh lá cây quỷ hỏa, bắn ra khiếp người ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần ngơ ngác nhìn cái này Vu Yêu lão tổ. Từ nơi này Vu Yêu lão tổ trên mình, hắn bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là thân độ Uyển Nhi hơi thở. Ngươi là Uyển Nhi. Diệp Thần ngạc nhiên sợ hãi lui về phía sau hai bước. Vu Yêu lão tổ yên lặng, chỉ có cả người ma khí đón gió gào khóc thanh âm. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, ngài chậm rãi mở miệng, nói, Uyển Nhi đã chết, ngươi chọn lựa, luân hồi chi chủ. Thanh âm khàn khàn khó nghe. Cũng phân biệt không ra là nam hay nữ, giống như quỷ khóc. Diệp Thần mặt đầy bộ dạng sợ hãi, nói cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vu Yêu lão tổ ánh mắt bắn về phía Diệp Thần trên ngón tay tơ tình, nói, chặt đứt điều này tơ tình, ta nói cho ngươi chân tướng. Diệp Thần lại lui về phía sau một bước, sắc mặt trầm xuống, theo bản năng rụt tay về. Vu Yêu lão tổ thấy hắn bộ dáng kia, cảm thấy vô cùng thất vọng. Nói, ngươi cuối cùng bỏ không được chặt đứt tơ tình, ở ngươi trong lòng, thiên nữ phân lược, so với thân độ Uyển Nhi trọng yếu rất nhiều đi. Diệp Thần nghe được Vu Yêu lão tổ câu hỏi, ngẩn ngơ, nói, không phải vậy, thiên nữ và Uyển Nhi, đều là bạn của ta. Vu Yêu lão tổ hì hì cười lạnh một tiếng, nói, đủ rồi, không cần nói, lời này chính ngươi tin tưởng sao. Ở tương lai thời không bên trong, thiên nữ có thể bầu bạn ở bên người ngươi, mặc dù là tiểu thiếp. Nhưng dẫu sao là phụ nữ của ngươi, nhưng, Uyển Nhi nàng, cũng không lại có tên họ, nàng bị ngươi từ bỏ. Diệp Thần nói, không phải vậy, Uyển Nhi là ta hồng nhan chi kỷ, Nga sẽ không vứt bỏ nàng. Vu Yêu lão tổ nói, chỉ là hồng nhan chi kỷ sao? Khàn khàn giọng điệu bên trong, nhưng thấm ra vẻ cô đơn. Diệp Thần trầm mặc xuống, không lời chống đỡ. Vu Yêu lão tổ nói, ngươi thích qua nàng sao? Diệp Thần hồi tưởng lại cùng thân độ Uyển Nhi một màn, hai người đã từng vậy hôn qua, ôm chầm qua, nếu như không phải là nàng mẫu thân độ Thiên Âm ngăn trở, hai người thậm chí có thể đã hưởng thụ nhất vô thượng vui vẻ. Ta thích nàng, vẫn luôn thích nàng, chỉ là, Diệp Thần biểu lộ tâm ý, nhưng giọng nói lại có chút chần chờ. Vu Yêu lão tổ khô lâu trên gương mặt, kéo ra một nụ cười vậy diễn cảm, lộ vẻ được dị thường xấu xí khủng bố, nhưng ngài dẫu sao là cười. Nói, chỉ là ngươi vượt quá thích nàng một người. Diệp Thần gật gật đầu nói, ừ. Vu Yêu lão tổ vậy gật đầu một cái, nói, không sao, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là tầm thường chuyện, nhân gian đế hoàng còn có 3000 hậu cung, ta thế hệ tu sĩ được hưởng hơn mấy phụ nữ, lại coi là cái gì. Diệp Thần nói, ừm. Vu Yêu lão tổ thanh âm đột nhiên lạnh, nói, vậy ngươi vì sao phải vứt bỏ nàng. Diệp Thần ngẩn ngơ. Nói ta không có vứt bỏ qua Uyển Nhi, ta còn tưởng nhớ nàng, chỉ là cưỡng bức tình thế, chúng ta rất lâu cũng không gặp mặt. Vừa nói, Diệp Thần móc ra võ uy thiên kiếm, nhìn thanh kiếm này, lại nhớ tới thân độ Uyển Nhi tới. Vù vù. Bỗng nhiên, kinh người một màn xuất hiện, cái này cầm võ uy thiên kiếm, lại kịch liệt chấn động lên, sau đó như có linh tính, bay đến Vu Yêu lão tổ trong tay, giống như là vật quy nguyên chủ vậy. Nhìn một màn này. Diệp Thần một hồi giật mình. Liền liền một mực quỳ dưới đất Thiên Thương Hải, cũng là lớn kinh. Diệp Thần tiến lên trước một bước, nói, Vu Yêu lão tổ, người chính là Uyển Nhi có đúng hay không? Vu Yêu lão tổ tay cầm võ uy thiên kiếm, cả người đều run rẩy, trong hốc mắt lại chảy xuống hai đạo máu nước mắt. Ngài lại có thể khóc. Thiên Thương Hải thấy vậy, cảm thấy Diệp Thần cùng Vu Yêu lão tổ tới giữa, nhất định có động trời nhân quả, lập tức cũng không dám quấy rầy. Hoảng vội vàng khom người rời đi. Chỗ tòa này đã biến thành máu thịt vũng bùn cùng phù sa trên đảo, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và Vu Yêu lão tổ hai người. Vu Yêu lão tổ máu nước mắt, lướt qua võ uy thiên kiếm, nhỏ giọt xuống đất. Đã chết mặt đất, lại lần nữa khôi phục sức sống,
lại rút ra cỏ cây chồi non, một đóa đóa phồn hoa tách thả ra, từng cái con bướm phiêu bay. Ngay lập tức tới giữa, chết đi mặt đất biến thành như thảm cỏ xanh thế giới. Vu Yêu lão tổ lẩm bẩm nói, ta trách lầm ngươi, tương lai sự việc còn không phát sinh, ta nhưng chỉ trích ngươi từ bỏ Uyển Nhi, không khỏi quá mức hà khắc. Diệp Thần nói, Uyển Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này không gọi nữa Vu Yêu lão tổ, mà là trực tiếp kêu Uyển Nhi, chính là nhận định trước mắt cái này khô lâu quái vật, trong truyền thuyết ma thần chủ, thật ra thì chính là thân đồ Uyển Nhi. Vu Yêu lão tổ khô lâu thân thể run rẩy, phát ra ca sát sát tiếng vang, ngài ngẩng đầu ngắm nhìn Diệp Thần, nói Nga chính là thân đồ Uyển Nhi, ta là nàng tương lai thân. Diệp Thần đầu một tiếng nổ, một phiến chỗ trống, nói, ngươi. Ngươi là Uyển Nhi tương lai thân. Vu Yêu lão tổ gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đúng như đà đế cổ thần, là vũ hoàng cổ đế tương lai, ta, chính là thân đồ Uyển Nhi tương lai. Diệp Thần bên tai ông tác hưởng, chỉ cảm thấy thời không sai vị, trong lòng một phiến hỗn loạn, nói, ngươi là tương lai thân, vũ hoàng cổ đế cũng có tương lai thân, vậy có phải hay không nói, ta cũng có một cái tương lai thân. Vu Yêu lão tổ nhưng là lắc đầu, nói, không, ngươi không có, người khác cũng không có, tương lai chỉ là khái niệm, ở tương lai còn chưa tới lúc tới, những thứ này khái niệm sẽ không thực hiện, cái gọi là tương lai thời không, đi qua thời không vân. Vân, đều là khái niệm lên đồ, thực tế trên cũng không tồn tại, thực tế thời không vĩnh viễn là vĩnh hằng duy nhất. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, vậy ngươi và vũ hoàng cổ đế, tại sao sẽ có tương lai người tồn tại? Vu Yêu lão tổ trầm ngâm, tựa hồ đang chỉnh đốn lời nói, muốn cùng Diệp Thần giải thích. Cuối cùng, ngài sử dụng một hạt giống, trôi lơ lửng ở mình lòng bàn tay, nói, những chuyện này nói một cách thẳng thừng, thật ra thì cũng không phức tạp, ta hỏi trước ngươi, cái hạt giống này, tương lai của nó sẽ là cái gì? Diệp Thần suy nghĩ một tí, nói, nếu như thuận lợi, cái hạt giống này, sẽ nảy mầm trưởng thành, biến thành cây lớn. Vu Yêu lão tổ nói, nếu như không thuận lợi đâu. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, nếu như không thuận lợi, cái hạt giống này sẽ khô héo, hóa thành cho đất. Vu Yêu lão tổ gật đầu một cái, nói, đúng vậy, một hạt giống, nó có vô số cái tương lai, có thể nảy mầm, có thể khô héo, có thể lớn lên cây nhỏ mầm, có thể biến thành đại thụ che trời, cũng có thể cuối cùng bị người chém làm củi đốt, những thứ này tương lai có vô số có thể, nhưng ở vào giờ phút này, tương lai còn chưa tới, cái hạt giống này hiện tại cũng chỉ là một hạt giống, tất cả không khả năng tới, cũng chỉ là trong ảo tưởng khái niệm. Diệp Thần nói, ta rõ ràng. Vu Yêu lão tổ lại gật đầu một cái, nói chỉ là một hạt giống, liền có nhiều như vậy tương lai, người muốn nghĩ nếu như là một người, nếu như là ngươi, là Uyển Nhi, là Vũ Hoàng Cổ Đế, các ngươi tương lai, sẽ có nhiều ít có thể, nhiều ít biến số, nhiều ít khái niệm. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói tương lai khái niệm, thiên thiên vạn vạn, không thể dự trù. Vu Yêu lão tổ nói, không sai, tương lai khái niệm, số lượng quá nhiều quá nhiều. Mỗi người tương lai, đều có thiên thiên vạn vạn chồng, đi qua cũng có thiên thiên vạn vạn chồng có thể. Những thứ này vô số có thể, vô số khái niệm, điệp cộng lại, chính là không không thời không. Diệp Thần kinh ngạc, nói, ngươi nói gì sao? Vu Yêu lão tổ nói, không không lúc nào không, thế giới hiện thật cũng không tồn tại, bởi vì đó là vô số khái niệm chồng lên, là một tấm khái niệm lưới, dùng bất kỳ ngôn ngữ đi miêu tả không không lúc nào không, cũng là sai lầm, nhưng lại là chính xác, bởi vì đó là tất cả khái niệm hội tụ. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, nghe Vu Yêu lão tổ một phen, mơ hồ tới giữa, lại dòm ngó thấy không không lúc nào không sâu hơn tầng thứ bí ẩn. Vu Yêu lão tổ nói tiếp, không không lúc nào không, vô số khái niệm va chạm xen lẫn, cuối cùng sản sinh ra ba đại thần tộc, chính là cổ thần, ma thần và tán thần. Còn có lớn thứ tư thần tộc, được gọi là ngoại thần, cũng không phải không không lúc nào không bên trong sinh ra tồn tại, mà là từ thực tế thế giới, phi thăng tiến vào, như Hồng Quân, Võ Tổ. Diệp Thần gật đầu một cái, bốn đại thần tộc bí mật, hắn cũng đã nghe nói qua. Vu Yêu lão tổ nói, ở không không lúc nào không bên trong, tương lai khái niệm, chỉ cần tương lai còn chưa tới, cũng chỉ là hư ảo tồn tại, cũng sẽ không biến thành chân thực. Nhưng, bốn đại thần tộc, vì lợi ích của mình, mỗi người hao phí to lớn giá phải trả, để cho tương lai khái niệm, trước thời hạn hạ xuống, biến thành chân thực. Cổ thần nhất tộc,
lựa chọn Vũ Hoàng Cổ Đế. Ngoại thần nhất tộc, lựa chọn Gia Gia ngươi. Tán thần nhất tộc, vị kia chí tôn thân phận rất thần bí, ta tạm thời không biết là ai. Mà ma thần nhất tộc, một mực không biết chọn ai, là ta rơi vào ma đạo, một đường giết tới đi, cuối cùng giết chết đời trước phụ yêu lão tổ, trở thành mới ma thần chủ, để cho khái niệm biến thành chân thực, ta thành chân thật ma thần nắm giữ. Diệp thần chấn động, nói, Uyển Nhi, ngươi là mình rơi vào ma đạo, tại sao? Bên trong thế giới hiện thật thân đồ Uyển Nhi, là biết bao đẹp xinh đẹp, nhưng tương lai nàng, nhưng thành một đầu vu yêu quái vật, Diệp thần khó mà tiếp nhận. Vu yêu lão tổ ánh mắt bên trong, lộ ra một chút buồn bã, cuối cùng cởi trần tiếng lòng, như mộng nghệ bàn nói, Diệp thần, bởi vì ta từ đầu đến cuối, vẫn là không bỏ được ngươi. Ta biết ngươi võ tổ sư tôn, bị đời trước vu yêu lão tổ nhốt, cho nên ta rơi vào ma đạo, liền là muốn cứu võ tổ. Diệp thần nói, ngươi muốn cứu võ tổ. Vu yêu lão tổ nói, đúng vậy, nếu như có thể cứu võ tổ, ngươi tương lai, là có thể xác định được, một phiến đường bằng phẳng. Đáng tiếc, ta coi như là ma thần nắm giữ, dưới quyền còn có rất nhiều ma thần, không chịu phục ta, thậm chí bọn họ muốn sống lại trước đời một vu yêu vương, ta còn cứu không ra võ tổ, đời trước vu yêu vương, cũng ở đây bên trong thế giới hiện thật, có lưu lại ý chí tồn tại, ta còn chưa từng xóa bỏ, thật xin lỗi. Diệp thần nói, không cần phải nói thật xin lỗi, ta không trách ngươi. Lúc đầu vu yêu lão tổ, vu yêu vương, chỉ là một tôn xưng, là muôn vàn vu yêu người thống lĩnh. Ở thân độ Uyển Nhi trước kia, còn có một cái vu yêu lão tổ, nhưng bị nàng giết chết. Trước đây Diệp thần ở cựu Nhật trong bảo tàng mặt, đối chiến tổ mã ma thần, đối phương nơi cho đòi kêu vu yêu vương, muốn đến chính là đời trước vu yêu vương lưu lại ý chí, cũng không phải là thân độ Uyển Nhi tự mình. Vu yêu lão tổ nói, ở không không lúc nào không bên trong, chân chính có tương lai người, chỉ có bốn người, được gọi là bốn đại thiên tôn. Ma thần thiên tôn là ta, ngoại thần thiên tôn là gia gia ngươi, cổ thần thiên tôn là Vũ Hoàng Cổ Đế, tán thần thiên tôn một mực ẩn núp, tạm thời còn không biết hiểu tên thật, nhưng bất kể như thế nào, ngươi không cần lo lắng, cõi đời này không có một cái khác ngươi, ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi tương lai, chỉ có ngươi có thể nắm giữ. Người bất kỳ đều không cách nào quyết định luân hồi tương lai. Diệp thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng. Cái gọi là tương lai, thật ra thì chỉ là khái niệm, tương lai thời không cũng là khái niệm, ở tương lai còn chưa tới trước khi tới, hết thảy đều là khái niệm. Muốn để cho những thứ này khái niệm, biến thành chân thực, giá phải trả cực kỳ to lớn. Không không lúc nào không bên trong bốn đại thần tộc, cũng chỉ là mỗi người để cho một cái trong đó khái niệm, biến thành chân thực. Nói cách khác, cái này thế gian tồn tại tương lai người người, chỉ có bốn cái. Thân độ Uyển Nhi, chính là một cái trong đó. Trong truyền thuyết ma thần chủ, vu yêu lão tổ, chính là nàng tương lai. Uyển Nhi, Nga có thể cứu ngươi sao? Diệp thần ánh mắt mê ly, nhìn vu yêu lão tổ khô lâu kia quái vật vậy hình dáng, bên trong lòng rất là đau lòng. Hắn tuyệt đối chẳng muốn, tương lai thân độ Uyển Nhi, biến thành cái bộ dáng này. Vu yêu lão tổ buồn bã chảy xuống máu nước mắt, nói ta không cần cứu chuộc, đây là con đường ta chọn, chỉ có ta chấp trưởng ma thần đạo thống, mới có thể cứu ra võ tổ. Diệp thần trong bụng chấn động, hắn biết thân đồ Uyển Nhi, là vì mình, mới rơi vào ma đạo, bỏ ra hy sinh lớn như thế. Ta muốn gặp bây giờ ta, ngươi không ngại chứ? Vu yêu lão tổ bắn một tí võ uy thiên kiếm thân kiếm, nói. Diệp thần không nói gì. Chỉ là nhẹ khẽ gật đầu. Vu yêu lão tổ lại búng một cái thân kiếm, võ uy thiên kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, giống như là cổ xưa sử thi bên trong vịnh thán, lại hình như là kêu gào. Kiếm ngân vang tiếng rơi xuống không lâu, hư không nứt ra. Một đạo thân ảnh, từ trong hư không đáp xuống, chính là thân độ Uyển Nhi. Thân độ Uyển Nhi người mặc lê hoa quần áo trắng quần, tóc dài phất phới, da thịt trắng như tuyết, dung nhan nhân vật. Diệp thần có rất lâu không gặp qua thân độ Uyển Nhi, lúc này thấy nàng, liền cảm thấy phong tư của nàng khí chất, càng siêu trước kia, rõ ràng tu vi có tinh tiến. Diệp thần, thân độ Uyển Nhi đáp xuống trên đảo, nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem vu yêu lão tổ. Thiên cơ cảm ứng dưới, nàng đầu một tiếng nổ, ông tác hưởng, nhất thời cái gì cũng rõ ràng. Ngươi là ta tương lai. Thân độ Uyển Nhi nhìn trước mắt khô lâu quái vật. Không dám tin tưởng,
như bị sét đánh vậy, hoảng hốt lui về phía sau ba bước. Vu Yêu lão tổ thần sắc tịch mịch, nói, Huyền Nhi, ngươi nếu như không thích ta, ta có thể xóa bỏ mình, từ đây biến mất. Thân độ Huyền Nhi thân thể mềm mại phát run, nàng tự nhiên không thích như vậy xấu xí quái vật, nhưng, đây chính là tương lai nàng à. Hơn nữa, hôm nay Vu Yêu lão tổ, chính là ma thần chủ, mặc dù thủ hạ có rất nhiều ma thần cường giả, dục dịch, nhưng bất kể như thế nào, ngài cuối cùng là trên danh nghĩa nắm giữ, kiêu căng quyền bính vô cùng là hừng hực. Có ngài tồn tại, Diệp thần là thêm một phần to lớn trợ lực. Thân độ Huyền Nhi tự nhiên sẽ không tự hủy trường thành, khẽ gật đầu một cái nói, không, ngươi không cần xóa bỏ mình, ngươi là tương lai ta làm sao có thể để cho ngươi chết đi. Diệp thần nhìn xem thân độ Huyền Nhi, lại nhìn xem Vu Yêu lão tổ, trầm mặc không nói ra lời. Hai người bề ngoài tương phản, thực sự quá lớn. Một cái kiểu như mặt trời mọc ánh ban mai, lưu gió hồi tuyết, trôi giạt như tiên tử. Một cái là khô cằn xấu xí khô lâu quái vật, dữ tợn như ác quỷ. Ta phải như thế nào cứu chuộc ngươi? Thân độ Huyền Nhi nội tâm mơ hồ rút ra đau, nàng muốn cứu mình tương lai, nàng không muốn trở thành một cái xấu xí khô lâu quái vật. Bởi vì nàng còn muốn cùng Diệp thần chung một chỗ. Vu Yêu lão tổ trầm mặc một hồi, nói, như các ngươi thật muốn cứu chuộc ta, giết chết Vũ Hoàng cổ đế, không tiếc bất cứ giá nào, hoàn toàn giết chết hắn. Nếu như có thể hoàn toàn giết chết Vũ Hoàng cổ đế, cướp lấy khí vận của hắn, ta cũng có thể được cứu chuộc. Nghe được Vu Yêu lão tổ nói, Diệp thần và thân độ Huyền Nhi, đều là chấn động. Vũ Hoàng cổ đế, tu vi đã siêu thoát tiên đế phạm vi, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Muốn hoàn toàn giết chết hắn, nói dễ vậy sao? Ta phải đi, ta không thể ở thế giới hiện thật lưu lại quá lâu. Vu Yêu lão tổ yếu ớt thở dài, nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem thân độ Huyền Nhi. Huyền Nhi, Diệp thần, thật ra thì ta không cần cứu chuộc, cho tới bây giờ cũng không cần. Diệp thần, ta chỉ mong ngươi có thể đối Huyền Nhi khá một chút, không muốn để cho tương lai bi thảm khái niệm, thật biến thành chân thực. Ngươi phải cải biến tương lai, không muốn để cho Huyền Nhi rơi vào ma đạo. Huyền Nhi, ngươi vậy phải nhớ kỹ, nhân gian không đáng giá được. Ngươi là luân hồi chi chủ, trả giá như thế nhiều, lại lấy được cái gì? Chẳng qua là biến thành một bộ xương khô Vu Yêu quái vật thôi. Nói xong lời cuối cùng, Vu Yêu lão tổ trong thanh âm, mang tiếc nuối cùng đắng chát. Ngài thật ra thì đã hối hận, nhưng cũng không phải là hối hận rơi vào ma đạo, mà là ở hối hận không có được Diệp thần sủng ái, Diệp thần điều hưu ngài. Thiên nữ cũng có thể cùng ở Diệp thần bên người, ngài nhưng liền tiểu thiếp danh phận đều chưa từng có qua. Diệp thần có thể cảm nhận được Vu Yêu lão tổ trong giọng nói hối hận, hắn nhưng là tự cảm vô tội, có chút ủy khuất. Bởi vì tương lai còn chưa tới, tương lai hắn, sẽ vứt bỏ thân độ Huyền Nhi, chỉ là thiên thiên vạn vạn cái khái niệm bên trong một cái. Có thể hắn cảm giác được mình sẽ không. Chí ít ở hiện tại, Diệp thần còn đau tiếc trước thân độ Huyền Nhi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Nhưng gặp Vu Yêu lão tổ, như vậy buồn bã hình dáng, Diệp thần cũng không nỡ biện bạch, để cho ngài phát tiết một chút đi. Vu Yêu lão tổ đem võ uy thiên kiếm, giao cho thân độ Huyền Nhi sau đó, thân thể liền ẩn trốn vào trong hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Thân độ Huyền Nhi nắm kiếm, thấy Vu Yêu lão tổ rời đi, ngơ ngác xuất thần. Huyền Nhi, Diệp thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, đi lên, dắt thân độ Huyền Nhi tay. Hắn nếu đã biết, thân độ Huyền Nhi tương lai, có thể sẽ đặc biệt thê thảm. Vậy giờ khắc này, hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không vứt bỏ thân độ Huyền Nhi. Tìm ngươi thiên nữ tỷ tỷ đi, tìm ta làm gì? Thân độ Huyền Nhi nhưng rụt tay về, thanh âm có chút lãnh đạm, quay lưng lại. Diệp thần một hồi đắng chát, tự biết hoa đào oan nghiệt triền thân, khó mà quyết đoán, nói, Huyền Nhi, thật xin lỗi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Nam tử Hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là rất bằng thường, ta thừa nhận Nga thích Nhược Tuyết, thiên nữ bọn họ, nhưng ta cũng thích ngươi. Nói xong, Diệp thần liền tiến lên trước một bước, từ phía sau ôm lấy thân độ Huyền Nhi. Thân độ Huyền Nhi cảm nhận được liền Diệp thần ghi trong tim cùng nhiệt độ cơ thể, tâm hồn thiếu nữ rung động, mắt đục đỏ ngầu, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Nàng trong lòng đúng là cái ý nghĩ này, nhưng ngoài mặt, cuối cùng là dè đặt, nơi nào có thể thẳng như vậy trắng mở miệng. Ngươi còn chỉ làm ta là hồng nhan chi kỷ sao?
Thân Độ Uyển Nhi hàm răng cắn môi đỏ mọng, nói. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, không, ngươi không chỉ là ta hồng nhan chi kỷ, ngươi lại là phụ nữ của ta thích ngươi, đời này sẽ sủng ái ngươi. Diệp Thần lời nói này là thật tâm, Thân Độ Uyển Nhi cũng có thể nghe ra hắn thành tâm, thân thể mềm mại một hồi run rẩy như nhũn ra. Diệp Thần đem nàng thân thể, quay lại, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mặt nàng, rồi sau đó chính là đích thân lên nàng đôi môi. Thân Độ Uyển Nhi không có kháng cự, chỉ là có chút khẩn trương, thân thể cũng cứng lên. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm trước nàng, nhẹ nhàng hôn, nàng thân thể cứng ngắc, liền dần dần đổi được mềm mại, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thấy nàng đầy đặn mềm mại. Diệp Thần, ta thật là nhớ ngươi. Thân Độ Uyển Nhi thở dốc đứng lên, trong mắt như nước vậy nhu tình. Ta cũng nhớ ngươi. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, liền chuẩn bị mang Thân Độ Uyển Nhi đi lên, điên loan đổ phượng một phen, chính thức xác định quan hệ. Cứ như vậy, Thân Độ Uyển Nhi cũng không biết sợ, nàng có thể hoàn toàn an tâm. Nàng sẽ trở thành là Diệp Thần người phụ nữ, sẽ không lại có bất kỳ bị vứt bỏ nguy hiểm. Thân Độ Uyển Nhi nội tâm bên trong, cũng muốn cùng Diệp Thần cùng nhau, hưởng thụ vậy nhất vô thượng vui vẻ, nhưng nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng ngừng Diệp Thần, nói. Diệp Thần, hiện tại không được. Diệp Thần nói, tại sao, ngươi không muốn sao? Thân Độ Uyển Nhi gò má đỏ lên, nói ta muốn. Nhưng, hiện tại không được, ta chuẩn bị tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, không thể thiết thân, nếu không thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Thần nói, cái gì Thái Thượng Công Đức Chiến? Thân Độ Uyển Nhi ngạc nhiên nói, ngươi không biết sao? Ngươi là Luân Hồi Chi Chủ, hẳn được mời mới được. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta cũng không được mời. Thân Độ Uyển Nhi nói, đây có thể kỳ quái, ngươi nhất định sẽ bị mời, có thể chỉ là tạm thời không nhận được thư mời đi, ngươi thân là Luân Hồi Chi Chủ, Tử Hoàng Tiên Cung không thể nào không mời ngươi. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, cái này Thái Thượng Công Đức Chiến, rốt cuộc là cái gì? Thân Độ Uyển Nhi nói, ở Thái Thượng Thế Giới, thật ra thì cất giấu một cái môn phái thần bí, nghe nói truyền thừa từ Hồng Hoang Niên Đại, tên là Tử Hoàng Tiên Cung. Đã từng là Hồng Quân Lão Tổ, chính là Tử Hoàng Tiên Cung bên trong người. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì, Tử Hoàng Tiên Cung? Hồng Quân Lão Tổ đã từng chỗ ở môn phái. Thân Độ Uyển Nhi gật gật đầu nói, truyền thuyết đúng là như vậy, vậy Tử Hoàng Tiên Cung cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cho tới bây giờ không hỏi tới thế sự, bọn họ chỉ có một cái mục đích, chính là bảo vệ thế giới hiện thật mồi lừa. Thế giới hiện thật, trừ thiên vũ trụ, bỏ mặc hủy diệt cũng tốt, sinh sôi cũng được. Mồi lửa sẽ một mực tồn tại, sẽ không tắt. Coi như vũ trụ hủy diệt, thế giới mới, cũng sẽ ở phế tích còn sót lại và mồi lửa bên trong, sản sinh ra tới, bắt đầu kỷ nguyên mới. Từ thời đại hồng hoang, thẳng đến hiện tại, không biết trải qua bao nhiêu lần kỷ nguyên, vũ trụ hủy diệt sống lại, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng Tử Hoàng Tiên Cung, vạn thế vĩnh tồn, một mực yên lặng lặng lẽ bảo vệ thế giới hiện thật mồi lửa. Diệp Thần nội tâm đại chấn. Nghe Thân Độ Uyển Nhi mà nói, vậy Tử Hoàng Tiên Cung nội tình, chỉ sợ là thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi bước. Thân Độ Uyển Nhi nói, có thể để cho mồi lửa tắt, chỉ có không không lúc nào không năng lượng bên trong. Tử Hoàng Tiên Cung sứ mạng, chính là ngăn trở không không lúc nào không phép tắc ăn mòn, bảo vệ mồi lửa, để cho thế giới hiện thật mồi lửa, vĩnh hằng sống còn đi xuống. Tử Hoàng Tiên Cung ở vạn thế kỷ nguyên bên trong, tích lũy thâm hậu công đức khí vận, nhưng cái này chút công đức. Muốn phát huy tác dụng, cần người tới thừa kế. Cái gọi là Thái Thượng Công Đức Chiến, chính là Tử Hoàng Tiên Cung mở ra chiến đấu người thắng, có thể được thiên đại công đức khí vận ban phúc, trở thành đại công đức người. Đại công đức người tồn tại, có thể bảo đảm mồi lửa ổn định, để cho không không thời không quy luật, không cách nào ăn mòn đến thế giới hiện thật. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Cái này Thái Thượng Công Đức Chiến. Chính là tranh đoạt công đức chiến đấu. Người thắng, có thể được Tử Hoàng Tiên Cung công đức ban phúc, thực lực tiến nhiều, còn có thể bảo vệ thiên địa mồi lửa, cùng thiên địa khí mạch tương liên, lại là không thể tưởng tượng nổi đột nhiên tăng mạnh. Thân Độ Uyển Nhi nói tiếp, cái này Thái Thượng Công Đức Chiến, có lúc cách mấy trăm năm cử hành một lần, có lúc là ngàn năm, có lúc là vạn năm, hết thảy cũng xem Tử Hoàng Tiên Cung quyết định. Nhưng từ Vạn Khư Thần Điện, sáng lập đến nay, Thái Thượng Công Đức Chiến phần lớn hạng, cơ hồ đều bị Vạn Khư lũng đoạn. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, phải không?
khó trách vạn khư khí vận thâm hậu như vậy, lúc đầu sau lưng có Tử Hoàng Tiên Cung chống đỡ. Thân Độ Uyển Nhi nói, Tử Hoàng Tiên Cung cho tới bây giờ không đứng đội, cũng sẽ không chống đỡ ai, thế gian tranh đấu, ở bọn họ xem ra, đều là vô tận kỷ nguyên gợn sóng bên trong một đóa bọt sóng nhỏ, không đáng giá để ra, bọn họ chỉ là đang chọn đại công đức người, duy trì mồi lửa ổn định. Chỉ là vạn khư thực lực quá mạnh mẽ, một mực lũng đoạn hàng thôi. Diệp Thần trong mắt toát ra một chút nóng rực thần sắc, nói, nghe ngươi như thế nói, ta cũng muốn đi tham gia vậy quá trên công đức chiến, cùng vạn khư đấu một trận, hơn nữa còn có thể cùng ngươi sóng vai tác chiến. Nói tới chỗ này, Diệp Thần liền thâm tình nhìn Thân Độ Uyển Nhi một mắt, vuốt nàng cằm, lại hôn môi của nàng một tí. Thân Độ Uyển Nhi gò má đỏ lên, nói, đừng ẩu tả, muốn chiến thắng vạn khư, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta mẫu thân lúc còn trẻ, vậy từng đã tham gia Thái Thượng công đức chiến, nhưng cái gì hạng cũng không lấy được, bị vạn khư đánh bại. Nói đến mẫu thân, Thân Độ Uyển Nhi lại một trận buồn bã, nói, không biết nương thân bị tống giam ở vạn khư, hiện tại thế nào. Nàng mẫu thân Thân Đồ Thiên Âm, đang bị vạn khư nhốt trước, Thân Đồ gia tộc vậy đã sớm gặp to lớn tai biến. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm nàng eo, nói, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đem mẹ ngươi cứu ra, hơn nữa, ta còn nắm giữ một môn kêu trụ quang thần quyết cấm thuật, có thể nghịch chuyển thời gian, coi như mẹ ngươi chết, ta cũng có thể nghịch chuyển thời gian, đem nàng sống lại. Thân Đồ Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, nhẹ nhàng che lại Diệp Thần miệng, nói, không cần. Sinh tử có số, ngươi không cần là ta bỏ ra như thế nhiều. Trụ quang thần quyết, chính là hồng hoang tám cấm một trong. Thân Độ Uyển Nhi tự nhiên biết, cửa này cấm thuật giá phải trả, cực kỳ to lớn. Nếu như dùng để phục hoạt tử nhân, chỉ sợ tự thân vậy phải bị không thể xóa nhòa vết thương. Nàng chẳng muốn nương thân xảy ra chuyện, cũng không muốn Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần than thở một tiếng, yên lặng nhìn Thân Độ Uyển Nhi. Hai người tương cố yên lặng, tạm thời tới giữa, cũng không có tốt biện pháp, có thể giải cứu Thân Đồ Thiên Âm. Bất kể như thế nào, ta cũng vĩnh viễn cùng ở bên người ngươi. Diệp Thần khẽ vuốt ve Thân Đồ Uyển Nhi gò má, nhẹ giọng nói. Thân Đồ Uyển Nhi gật đầu một cái, rúc vào Diệp Thần trong ngực, nội tâm vô cùng ấm áp, chỉ cảm thấy những ngày qua chịu khổ sợ ủy khuất, hết thảy cũng đáng giá. Diệp Thần mang nàng, leo lên Nguyện Vọng Thiên Tinh, hai người tình nồng ý cắt. Náo nhiệt một phiến cờ bay phất phới. Tuy nói Thân Độ Uyển Nhi chuẩn bị tham gia Thái Thượng công đức chiến, không thể phá thân nhục chí, Diệp Thần vẫn không thể chân chính đạt được nàng. Nhưng hai người nhu tình uyển chuyển, gắn bó quấn lấy nhau, cũng không uổng năm tháng thời gian. Thời gian hai ngày vội vã đi qua, Thân Độ Uyển Nhi hướng Diệp Thần tạm biệt, nói, Diệp Thần, Nga phải đi trước, nếu không, ở lại bên người ngươi, ta không cách nào an tâm tu luyện. Thân Độ Uyển Nhi gò má đỏ bừng, cho dù cùng Diệp Thần si quấn hai ngày, còn tràn đầy ngượng ngùng. Nàng tình khó khăn tự kiềm chế, ở Diệp Thần bên người, cả ngày liền muốn ôn nhu chìm đắm, cái gì cũng không muốn quản. Tiếp tục như vậy nữa, nàng tu vi cần thiết hoang phế. Cho nên, nàng vẫn là nhịn đau quyết định, tạm thời rời đi Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một tí đầu tóc nàng, nói ta biết, vậy chờ ta nhận được thư mời sau đó. Chúng ta ở Thái Thượng công đức chiến trường gặp lại. Hoặc là, người tùy thời có thể đến tìm ta. Đi qua hai ngày si quấn, hai người cũng ở trên người đối phương, để lại sâu đậm hơi thở. Coi như cách xa chân trời, hai người đều có thể bắt được đối phương nhiệt độ cơ thể, muốn gặp mặt, tùy thời đều có thể gặp. Ừ, vậy ta đi trước. Thân Độ Uyển Nhi nhón chân lên, ở Diệp Thần trên khuôn mặt hôn một cái, sau đó xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn Thân Độ Uyển Nhi rời đi hình bóng, buồn bã mất mát, vừa âm thầm siết quả đấm một cái. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho đáng sợ kia tương lai, biến thành chân thực. Hắn tuyệt không thể nhìn, Thân Độ Uyển Nhi rơi vào ma đạo, biến thành vu yêu. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liếm tạp niệm của nội tâm, xoay người đi ra ngoài cùng Thiên Thương Hải, Thiên Bá Huyền, Thiên Thúc Thông, Thiên Tử Ngạn các người tạm biệt. Thiên Thương Hải biết, Diệp Thần cùng Vu Yêu lão tổ tới giữa, quan hệ nhất định không phải chuyện đùa, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vậy Vu Yêu lão tổ, nhưng mà trong truyền thuyết ma thần chủ, uy nghiêm cực kỳ khủng bố, cho dù là Thiên Thương Hải cái loại này, tiên vương cấp cường giả, cũng không dám theo dõi hắn nhân quả.
hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, vậy Vu Yêu lão tổ, thật ra thì chính là thân Đỗ Uyển Nhi tương lai thân, ngang hàng là Diệp Thần tình nhân. Tạm biệt để gặp, Thiên Thương Hải lần nữa dặn dò, nói, luân hồi chi chủ, như đem ngươi tới trấn áp quỷ vương giới, tiêu diệt man hoang thánh điện, chớ không thể gây tổn thương liền sư muội ta thứ hai yêu cơ. Tiền bối mời yên tâm, ta sẽ nhớ. Diệp Thần cũng là lần nữa cam kết, giữa hai người ước định, hắn tự nhiên nhớ. Thiên Thương Hải gật đầu một cái, cũng là hoàn toàn an tâm, tự mình đưa Diệp Thần rời đi. Diệp Thần rời đi Thương Hải giới, liền chuẩn bị trở lại Tinh Nguyệt giới, Thái Thượng Công Đức chiến cử hành sắp tới, rộng phát thiệp mời, Hạ Nhược Tuyết rất có thể sẽ nhận được thư mời. Ông ông ông! Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị trở về Tinh Nguyệt giới thời điểm, trong cơ thể luân hồi thiên kiếm, nhưng là một hồi chấn động. Ồ! Diệp Thần một hồi giật mình, sử dụng luân hồi thiên kiếm, nhưng hôm nay kiếm hiển linh, kim quang tách thả ra, mơ hồ thấm ra một chút nóng bỏng kiếm đạo ý niệm, chỉ hướng một phương hướng, thật giống như muốn mang Diệp Thần đi chỗ nào vậy. Cái này chập chờn, là kiếm hồn đồng tình. Diệp Thần con ngươi bỗng nhiên co rúc lại. Luân hồi thiên kiếm, tổng cộng có 6 đạo kiếm hồn, hắn đã góp nhặt 5 nói, còn thiếu cuối cùng một đạo tu la kiếm hồn. Cái này tu la kiếm hồn, chậm chạp không có thu thập nguyên vẹn, đưa đến Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, từ đầu đến cuối không phát huy ra lớn nhất uy lực. Nếu như có thể đạt được tu la kiếm hồn, để cho luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, hoàn toàn khôi phục nói, vậy đơn giản là nghịch thiên vô địch, luân hồi thiên kiếm muốn hoàn toàn quật khởi. Trước mắt Diệp Thần trong tay, uy lực lớn nhất binh khí, là nhân hoàng thánh đao, thậm chí có chém ngược thực tế có thể, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Nhưng, nhân hoàng thánh đao, rút ra đao giá phải trả, cuối cùng là to lớn. Hơn nữa, nếu như đối mặt một ít đỉnh cấp cường giả, đối phương có phòng bị nói, Diệp Thần rất có thể liền đao cũng không rút ra được. Nhưng luân hồi thiên kiếm, cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Luân hồi thiên kiếm, chủ yếu đúc kiếm vật liệu, chính là luân hồi thiên đế cốt. Thanh kiếm này, phảng phất là Diệp Thần đo thân chế tạo, ở trong tay hắn, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nếu như luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần thì chẳng khác nào có một tấm tuyệt đối đáng tin, tuyệt đối vô địch lá bài tẩy. Mà hiện tại, cuối cùng một đạo tu la kiếm hồn, Diệp Thần đã bắt được hơi thở. Luân hồi thiên kiếm ở hiển linh, phát ra chỉ dẫn, chỉ hướng tu la kiếm hồn phương hướng. Đó là sinh tử vực phương hướng. Chẳng lẽ tu la kiếm hồn, ngay tại sinh tử vực bên trong? Diệp Thần trong đầu, lướt qua đệ nhất cửu, sinh tuyệt thiên, Chu Mãng, Kỳ Lân thần quân, Chu Hồng giao dịch đám người bóng người, trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên. Trước mắt sinh tử vực bên trong, phần lớn người, cũng hoàn toàn quy thuận luân hồi trận doanh. Nhưng đại trưởng lão Chu Mãng, đối Diệp Thần còn có chút kháng cự. Nếu như tu la kiếm hồn, ở điện chủ đệ nhất cửu cùng trong tay người, sự tình kia thì dễ làm. Nhưng nếu như, kiếm hồn bị đại trưởng lão Chu Mãng cầm nặn, liền có chút khó giải quyết. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, cũng không nghĩ nhiều, lập tức biến dạng hư không, trở lại sinh tử vực. Vậy tu la kiếm hồn, hắn phải bắt vào tay. Chỉ phải lấy được tu la kiếm hồn, hắn luân hồi thiên kiếm, liền có thể hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Hạ xuống đến sinh tử vực, trung ương trên đại điện, Diệp Thần nhưng phát giác, vậy tu la kiếm hồn hơi thở biến mất. Ồ, biến mất. Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là, điện chủ đệ nhất cửu, thú bảo vệ Kỳ Lân thần quân, đại trưởng lão Chu Mãng, ghế thủ lãnh đệ tử Chu Hồng giao dịch. Cũng bắt được Diệp Thần trở về hơi thở, đi ra chào đón. Đệ nhất cửu nói, Diệp huynh đệ, người đi Thương Hải giới trở về sao? Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ừ, ta đã thấy biển cả lão tổ. Dừng một chút, liền nói, không nói cái này, có chuyện ta muốn hỏi một tí, Nga luân hồi thiên kiếm tu la kiếm hồn, có phải hay không ở bên trong tay ngươi? Đệ nhất cửu lấy làm kinh hãi, nói cái gì tu la kiếm hồn, ta cho tới bây giờ không biết vật này. Đại trưởng lão Chu Mãng lạnh ngắt cười một tiếng, nói ta mới vừa rồi ở đó cổ huyền phong trên mình, bắt được một món đặc thù kiếm hồn chập chờn, chẳng lẽ đó chính là ngươi muốn tu la kiếm hồn? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói cái gì cổ huyền phong? Đệ nhất cửu vội vàng nói, là luyện thần tộc lão tổ một trong, được gọi là đúc kiếm người điên, hắn mới vừa rồi đã tới, lấy một bộ đế kiếm trận đồ làm giá, đổi đi ta sinh tử vực đặc sản thiên tinh bí mỏ. Hắn nói phải dùng tới đúc kiếm.
Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, nói, đúc kiếm người điên, Cổ Huyền Phong. Luyện thần tộc lão tổ. Diệp Thần cùng luyện thần tộc, nhân quả sâu xa quả thực không cạn, hắn đã từng cùng luyện thần tộc Cổ Thất, cũng có giao tình. Chẳng lẽ Tu La kiếm hồn, là ở luyện thần tộc trong tay? Diệp Thần hỏi, ta cùng luyện thần tộc rất có giao tình, vậy lão tổ Cổ Huyền Phong ở địa phương nào? Đệ Nhất Cửu nói, hắn đổi được thiên tinh bí mỏ sau đó, chân trước mới vừa đi, ngươi trở về, thật là không khéo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong tay nắm luân hồi thiên kiếm, ngưng thần cẩn thận cảm ứng, mơ hồ bắt được Tu La kiếm hồn hơi thở, nhưng đặc biệt mịt mờ, không nhìn thấu chân thực. Xem ra vậy luyện thần tộc lão tổ Cổ Huyền Phong, đã đi đến một nơi đặc biệt địa phương bí ẩn. Diệp Thần muốn tìm hắn mà nói, cần phải hao phí chút thời gian. Đệ Nhất Cửu nói, Diệp huynh đệ, ngươi nếu trở về, ta có là một tướng nhờ. Diệp Thần nói, chuyện gì? Đệ Nhất Cửu lấy ra một bộ trận đồ trục cuốn, nói, đây là Cổ Huyền Phong mới vừa lưu lại đế kiếm trận đồ, có thể chế tạo một cái đế kiếm bảo vệ đại trận, ta chuẩn bị lấy ngươi là đế tinh, bảo vệ sinh tử vực. Diệp Thần trầm giọng nói, kêu ta làm đế tinh sao? Đệ Nhất Cửu nói, ta cảm thấy nguy cơ cực lớn, đang hướng sinh tử vực CBI gần, rất có thể cha ta bên kia, lại phái người tới tấn công sinh tử vực, ta nhất định phải trước thời hạn làm xong phòng vệ. Nói xong lời cuối cùng, Đệ Nhất Cửu sâu đậm than thở, hắn là sinh tử điện điện chủ, nhưng hết lần này tới lần khác phải đối mặt kẻ địch, chính là hắn phụ thân, hắn khó mà lưỡng toàn. Đại trưởng lão Chu Mãng lại nói, luân hồi chi chủ, tu vi chỉ bất quá trăm gia cảnh hai tầng thiên, hắn không tư cách làm đế tinh. Có thể làm đế tinh, trừ lão phu, còn có thể là ai? Trong lúc nói chuyện, Chu Mãng có chút khinh thường nhìn về phía Diệp Thần, thủy chung là có chút không phục. Hắn là tiên quân cấp cường giả khác, trước mắt sinh tử vực cường đại nhất tồn tại, sinh tử vực cần đế tinh bảo vệ, hắn tự cho mình nhất có tư cách. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nhưng không nghĩ tranh cãi, hướng Đệ Nhất Cửu nói, huynh đệ, ai làm đế tinh, chính các ngươi quyết định, ta cáo từ trước. Lập tức, Diệp Thần liền muốn rời đi, hắn chỉ muốn mau sớm đi tìm Tu La kiếm hồn, để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục viên mãn. Nhưng mà, lúc này, bầu trời bên trong, lại truyền tới một hồi mãnh liệt quỷ khí chập chờn. Từng tầng một quỷ khí, che giấu mặt trời gay gắt, gào thét cổn đáng, ở sinh tử vực bên trong, tung lên ngàn vạn nặng gió cát. Sinh tử vực các nơi, từng cái chấn thủ cường giả, toàn bộ cảnh giác đề phòng đứng lên, nguy cấp tiếng kèn lệnh thổi vang. Liên liên đại trưởng lão Chu Mãng, sắc mặt đều là thay đổi. Đệ Nhất Cửu đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp huynh đệ, chỉ sợ ngươi đi chưa xong. Hắn vừa dứt lời xong, bầu trời nứt ra, một đạo già nua thân ảnh thon gầy, chính là hạ xuống. Đó là một cái vô lượng cảnh một tầng thiên, tiên quân cấp cường giả, so với Chu Mãng còn lợi hại hơn một chút. Đại trưởng lão Chu Mãng, tu vi là tiên quân hậu kỳ. Nhưng, trên bầu trời ông già, nhưng đạt tới tiên quân đại viên mãn, thậm chí đã đến gần Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, vô lượng cảnh hai tầng thiên cường giả. Cường giả loại này, không gian thời gian vĩnh hằng tự do tự tại, vạn kiếp bất ma, thân xác như hoang cổ long tượng, cực kỳ cường hãn. Mặc dù vậy ông già, còn không phải là Đại La Kim Tiên, nhưng đã đặc biệt đến gần, vậy già nua thon gầy trên người, mơ hồ thấm ra kim quang, chỉ là một người đứng trên bầu trời, liền mang cho toàn bộ sinh tử vực, vô cùng to lớn uy áp. Âm cốt tôn giả, là ngươi. Chu Mãng xem hướng bầu trời ở giữa ông già, sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần vậy nhìn về phía âm cốt tôn giả, chỉ là nhìn một cái, liền rõ ràng động ngày mai cơ hội, biết được đối phương thân phận. Cái này âm cốt tôn giả, chính là man hoang trong thánh điện cường giả, hơn nữa còn là hắn, trợ giúp Vũ Hoàng Cổ Đế, bố trí di hoa tiếp mộc trận, ăn cắp tương lai đà đế cổ thần tu vi. Chu trưởng lão, thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Âm cốt tôn giả cười một cái, nhìn xem Chu Mãng, lại nhìn xem Đệ Nhất Cửu. Cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, vậy già nua con mắt đục ngầu bên trong, lóng lánh ra ác liệt tinh mang, nói, hi hi. Lúc đầu luân hồi chi chủ, quả nhiên vậy ở chỗ này, thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần cắt lấy cái đầu của ngươi, trở lại vạn khư, Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định có trọng thưởng. Tiếng nói rơi xuống, âm cốt tôn giả gầy đét móng tay, bỗng nhiên từ bầu trời bạo giết xuống, trực tiếp hướng Diệp Thần đầu bắt đi.
sắt thép long chảo, phá cho ta. Diệp Thần hừ một tiếng, một chưởng đánh giết ra, đồng thời điều động Thiết Phương Tỏa cùng Huyết Long lực lượng. Bàn tay hắn, hóa thành sắt thép long chảo, lạnh lùng xâm nghiêm, hung hăng cùng Âm Cốt Tôn Giả móng tay, đụng vào nhau. Phịch đích một tiếng. Hư không sụp đổ, đợt khí nổ tung. Cái này một tí va chạm, lại là kỳ cổ tương đương. Ở khí lãng khổng lồ dưới sự xung kích, Đệ Nhất Cừu, Chu Mãng, Chu Hồng Giao Dịch các người, đều là liên tiếp lui về phía sau. Ồ! Âm Cốt Tôn Giả thu tay về móng, hơi có chút kinh nghi nhìn Diệp Thần. Một kích này, hắn mặc dù không động dùng toàn lực, nhưng dẫu sao là tiên quân đại viên mãn nhất kích, đánh bể một khối thế giới đều là dễ dàng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần như thế tùy tiện liền tiếp nhận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần mặt không đổi sắc, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Lấy hắn thực lực trước mắt, chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, phổ thông thiên quân, một cái ánh mắt liền có thể trong nháy mắt giết. Coi như là vô lượng cảnh một tầng thiên, tiên quân cấp cường giả, Diệp Thần cũng có sức đánh một trận. Diệp Thần trong lòng phỏng đoán, nếu như là tiên quân giai đoạn trước, hắn có thể trực tiếp chém chết. Tiên quân trung kỳ nói, cần phải hao phí một chút thủ đoạn. Tiên quân hậu kỳ cường giả, đánh thì đặc biệt khó giải quyết. Xem Âm Cốt Tôn Giả cái loại này, tiên quân đại viên mãn cường giả, Diệp Thần muốn giết chết mà nói, vậy liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, mới vừa giao phong, chỉ là tiếp xúc va chạm. Lấy Diệp Thần trước mắt võ đạo, muốn cứng rắn đụng tiên quân đại viên mãn bất bại, cũng không phải là việc khó. Hắn khó mà giết chết đối phương, nhưng đối phương, cũng đừng nghĩ thương tổn tới hắn. Luân hồi chi chủ, quả nhiên có chút con đường, lão phu cũng không dám khinh thường ngươi. Âm Cốt Tôn Giả thần sắc ngưng trọng xuống, hai tay không ngừng kết ấn, từng luồng quỷ khí, bắt đầu ở hắn quanh người bạo dũng. Dần dần hội tụ thành trăm quỷ gầm thét dữ tợn tình cảnh. Diệp Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm đi truy tầm Tu La kiếm hồn, quay đầu nhìn xem Đệ Nhất Cừu, nói, huynh đệ, tốc chiến tốc thắng đi, mở ra bên trong tay ngươi đế kiếm trận đồ, ta tới làm đế tinh, giết chết tới địch. Đệ Nhất Cừu nội tâm một hồi kích động, nói, ngẩng đầu nhìn về phía Âm Cốt Tôn Giả, nói, Âm Cốt trưởng lão, ngươi rời đi bây giờ, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không cùng luân hồi chi chủ ra tay, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn giọng bên trong, đối Diệp Thần sùng bái chu toàn. Âm Cốt Tôn Giả nghe vào trong tai, đặc biệt khó chịu, nói, luân hồi chi chủ thì như thế nào? Lão phu sau lưng, là cả quỷ vương giới. Các ngươi còn kiến hôi, có thể chống đỡ ta quỷ vương giới uy nghiêm. Trăm quỷ dạ hành. Âm Cốt Tôn Giả hai tay giơ cao, từng tầng một quỷ khí nhô lên. Sau lưng không gian lại nứt ra, mơ hồ xuất hiện quỷ vương giới thiên địa náo nhiệt. Hắn sau lưng, lại là mang theo quỷ vương giới ý chí. Vô số quỷ khí hội tụ, hóa thành ngàn trăm đầu mãnh quỷ, từ trên bầu trời bạo giết xuống. Ở vô số mãnh quỷ oan hồn bao phủ hạ, thiên địa cũng lâm vào tối mờ, trăm quỷ dạ hành, âm phong gầm thét, ác liệt quỷ sát khí tức, hướng Diệp Thần các người gào thét tới. Đệ Nhất Cừu tiến lên trước một bước. Mở ra trong tay đế kiếm trận đồ, quát lên, đế kiếm bảo vệ đại trận, mở. Vù vù. Theo trận đồ mở ra, một cái kiếm thật lớn trận, nhanh chóng nổi lên, đem toàn bộ sinh tử điện cũng bao phủ đi vào. Vậy rất nhiều oan hồn mãnh quỷ, đạp chết xuống, đều bị kiếm trận ngăn trở. Chống đỡ được sao? Âm Cốt Tôn Giả hừ một tiếng, trong cơ thể thiên quân đại viên mãn linh khí, không ngừng tràn ngập ra, chung quanh quỷ khí, hơn nữa mãnh liệt. Vậy trăm ngàn đầu ác quỷ, cũng là càng tàn phá, không ngừng đánh thẳng vào kiếm trận. Chỉ cần chọc thủng kiếm trận, quỷ vương giới ý chí, liền có thể ăn mòn sinh tử điện địa mạch. Diệp huynh đệ, mau bước vào đế tinh tâm trận. Đệ Nhất Cừu hướng về phía Diệp Thần kêu to. Diệp Thần ngưng xem vừa thấy, chỉ gặp vậy đế kiếm bảo vệ đại trận, tổng cộng có 5 cái tinh vị. Ở ngay chính giữa, chính là đế tinh vị. Đông Nam Tây Bắc 4 góc, chính là đeo sao vị. Diệp Thần cũng không nói nhảm, một bước bước vào đế tinh tâm trận bên trong. Rào. Làm Diệp Thần bước vào đế tinh tâm trận, hắn hơi thở, cùng toàn bộ kiếm trận đồng tình đứng lên, từng cái kiếm khí, hưu hưu vang dội, phóng lên cao, nhất thời đem rất nhiều mãnh quỷ oan hồn, đều là giết được bể tan thành. Thế nhưng chút mãnh quỷ oan hồn số lượng, thực ra quá nhiều,
sau lưng còn có âm cốt tôn giả uy nghiêm, dựa hết vào Diệp Thần một mắt, trong thời gian ngắn, cũng khó mà toàn bộ đánh tan. Đệ nhất cửu thấy vậy, lập tức bước vào đeo sao vị bên trong, bảo vệ Diệp Thần, hơi thở xa xa hô ứng. Kỳ Lân Thần Quân và Chu Hồng giao dịch, vậy mỗi người bước vào một cái đeo sao vị, đem tự thân linh khí, truyền đến Diệp Thần trong cơ thể. Rắc rắc sát. Diệp Thần đạt được đệ nhất cửu, Kỳ Lân Thần Quân, Chu Hồng giao dịch mượn lực, nhất thời cảm thấy cả người linh khí tăng lên gấp bội, liền xương cốt cũng phát ra một hồi nổ vang. Nhưng, đeo sao vị, có bốn cái, còn thiếu một cái đeo sao, chưa từng viên mãn. Diệp Thần liếc mắt liếc về hướng Chu Mãng, người sau nhưng là sắc mặt âm trầm, cũng không có bảo vệ Diệp Thần ý. Sư phụ, mau tới. Chu Hồng giao dịch kêu một tiếng. Đại trưởng lão, còn kém ngươi. Đệ nhất cửu cũng là vội vàng kêu gọi, nhưng Chu Mãng như cũ thở ơ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, Nga là đế tinh, làm chiếu sáng vạn cổ, huyết long, đi ra đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hoán huyết long hạ xuống. Hống! Động trời rồng ngâm nổ lên, huyết long vừa xuất hiện, chính là rơi vào đeo sao vị trên, bảo vệ Diệp Thần. Bốn viên tướng tinh, hoàn toàn viên mãn, xa xa hô ứng trung ương đế tinh vị lên Diệp Thần. Diệp Thần lấy được hào hùng trợ lực, rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm hung hăng hướng trên bầu trời âm cốt tôn giả lướt đi. Một kiếm này, hội tụ Diệp Thần, huyết long, đệ nhất cửu đám người lực lượng, còn có đế kiếm bảo vệ đại trận lực lượng, hung hãn dị thường. Toàn bộ đế kiếm bảo vệ đại trận, đều là ông minh chấn động lên, bộc phát ra ngàn vạn điều ác liệt kiếm mang, ánh sao lóng lánh, đi đôi với Diệp Thần một kiếm, chém chết hướng âm cốt tôn giả. Đây là vô cùng huy hoàng một kiếm, làm kiếm khí phá vỡ hư không, hết thảy quỷ khí ma khí, đều bị xóa bỏ, liền liền âm cốt tôn giả sau lưng, vậy quỷ vương giới ý chí, cũng bị nghiền nát. Cái gì? Âm cốt tôn giả hoảng hốt, thấy Diệp Thần một kiếm này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Cho dù lấy hắn tiên quân đại viên mãn thực lực, đối mặt Diệp Thần đế kiếm chém chết, trong lòng cũng là tủng sợ hãi chấn động. Man hoang cự linh, cho ta trấn áp. Nguy cấp bên trong, âm cốt tôn giả quát to, tiên quân ý chí cùng xa xôi thời không ở giữa quỷ vương giới, xa xa hô ứng, một tôn vạn trượng cao to lớn linh ảnh, ở sau lưng hắn hiện ra. Đó là man hoang thánh điện thủ hộ linh. Tất cả man hoang người thánh điện, ở gặp phải thời điểm nguy hiểm. Đều có thể triệu hoán cái này tôn thủ hộ linh, trấn áp hết thảy kẻ địch. Không tốt, mau lui lại. Đại trưởng lão Chu Mãng thấy vậy, nhất thời ngưng trọng gào thét hô, thúc giục Diệp Thần các người rút lui. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Diệp Thần an nguy, chỉ là sợ sinh tử điện bị liên lụy. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn vậy tôn to lớn man hoang thủ hộ linh, cũng không có lộ ra chút nào sợ vẻ, kiếm chiêu biến đổi, toát ra nóng rực long tước chói lọi. Trảm thiên cửu kiếm, đại hạ long tước. Diệp Thần một tiếng gầm lên, thi triển ra đại hạ long tước kiếm, luân hồi ý chí đột nhiên nổ tung, long tước ngất trời, kiếm khí chém ngược thương khung, khí thôn vạn dặm. Phốc xích. Ở Diệp Thần luân hồi kiếm chém xuống, âm cốt tôn giả thân thể, ngay tức thì bị chém thành hai đoạn. Vậy man hoang thủ hộ linh, vạn trượng cao thân thể, cũng là bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt, hóa thành một chút xíu màu xanh đậm lưu quang tiêu tán. Ở đệ nhất cửu, huyết long đám người mượn lực hạ, Diệp Thần vận dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm, cho dù là âm cốt tôn giả cái loại này, tiên quân đại viên mãn cường giả, cũng không ngăn nổi hắn mũi nhọn, trực tiếp bị một kiếm chém bại. Không, ta đường đường tiên quân, lại muốn chết ở bên trong tay ngươi. Âm cốt tôn giả mở to hai mắt, nhìn mình bị chém eo thân thể, khó mà tin tưởng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sợ hãi cùng tức giận. Nhân đồ thánh bôi, cho ta chiếm đoạt. Diệp Thần cũng không để ý âm cốt tôn giả oán niệm, trực tiếp sử dụng nhân đồ thánh bôi. Suy lạp lạp, nhân đồ thánh bôi bên trong, từng luồng máu tươi bạo dũng ra, hóa thành một cái huyết ma móng to, đột nhiên một chảo, liền bắt được âm cốt tôn giả thân thể, đem hắn hung hăng đi thánh bôi bên trong kéo đi. Không, âm cốt tôn giả hoảng hốt, thần hồn từ không trọn vẹn thân xác bên trong bay ra, muốn chạy khỏi đi. Nhưng, hắn thần hồn cũng bị nhân đồ thánh bôi dính dấp ở, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng thoát khỏi không hết Diệp Thần trói buộc. Suy suy, hạ một thoáng, âm cốt tôn giả thân xác và thần hồn, liền toàn bộ bị nhân đồ thánh bôi cắn nuốt hết. Diệp Thần ngay lập tức tới giữa, giống như ăn một cái đại bổ phẩm,
cả người tinh khí thần mạnh mẽ mà nóng rực, liền tu vi hơi thở, cũng mơ hồ có tiến bộ, đã đến trăm gia cảnh hai tầng thiên điểm giới hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể tấn thăng đến trăm gia cảnh ba tầng thiên. Được, rất tốt, không hổ là tiên quân cường giả, máu thịt thần hồn thật là lớn tư đại bổ. Diệp thần nội tâm mừng thầm, cái này âm cốt tôn giả, không hổ là tiên quân đại viên mãn cường giả, cắn nuốt hết hắn khí huyết tinh hồn, đối Diệp thần mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ một tràng. Đệ nhất cừu, Chu Mãng, Chu Hồng giao dịch các người, ngơ ngác nhìn Diệp thần, đều là bị rung động ở. Tuy nói Diệp thần có thể đánh chết âm cốt tôn giả, là mượn người khác lực lượng, nhưng bất kể như thế nào, lấy trăm gia cảnh hai tầng thiên khu, có thể chém chết tiên quân đại viên mãn cường giả, vẫn là quá kinh người, quá ngoại hạng một chút. Liền liền đại trưởng lão Chu Mãng, cũng là chấn động, yếu ớt thở dài, nói, luân hồi chi chủ, xem ra lão phu khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể nghịch phạt tiên quân đại viên mãn cường giả. Chu Hồng dịch đạo, sư phụ, ngươi cũng nên lại thuộc về luân hồi trận doanh. Chu Mãng cũng là cười khổ khoát khoát tay, nói, sau này hãy nói đi. Nói xong liền xoay người rời đi, nhưng xem hắn thái độ, rõ ràng đã thay đổi. Từ nay về sau, Chu Mãng tất nhiên vậy quy thuận luân hồi trận doanh. Toàn bộ sinh tử vực, đều là hoàn toàn quy thuận, Diệp thần có thể cảm giác được, chỗ này đã thành hắn địa bàn, địa mạch phong thủy khí vận vân. Vân, toàn bộ do hắn nắm giữ. Cái này cổ phong phú cảm giác, để cho Diệp thần vô cùng hài lòng. Hiện tại, thái thượng thế giới bên trong, tinh nguyệt giới, thương hải giới, sinh tử vực, đều là hắn địa bàn, có cái này ba khối địa bàn chống đỡ, khí vận của hắn căn cơ, đem cơ hội làm vững chắc, sẽ không dễ dàng chết. Diệp thần hài lòng đem nhân đồ thánh bôi thu hồi, nhưng phát hiện ở thánh bôi bên trong, có một món kim quang linh khí lưu tích chữ. Ồ, Diệp thần có chút kỳ quái, nhân đồ thánh bôi sát khí cực mạnh, nếu như bị thánh bôi cắn nuốt, coi như là tiên quân cường giả, cũng sẽ không lưu lại một chút xíu mảnh giấy vụn. Nhưng hiện tại, thánh bôi bên trong, nhưng có đồ lưu lại. Là âm cốt tôn giả vật lưu lại. Diệp thần tò mò, ngón tay khều một cái, kim quang kia bay lên, trên không hóa thành một tấm hàm thiếp, thiệp trên in tím hoàng biết võ bốn chữ. Tím hoàng biết võ, chẳng lẽ là tử hoàng tiên cung phát ra thư mời. Diệp thần trong mắt hơi sáng, mở ra hàm thiếp vừa thấy, quả nhiên liền phát hiện, đây là trong truyền thuyết tử hoàng tiên cung, phát ra thư mời. Là thái thượng công đức chiến thư mời. Lúc đầu âm cốt tôn giả, lấy được tử hoàng tiên cung mời, có tư cách đi tham gia thái thượng công đức chiến. Diệp thần cắn nuốt hết hắn huyết nhục thần hồn, người sau trên mình pháp bảo binh khí, thiên tài địa bảo, toàn bộ bị Diệp thần nuốt trọn, nhưng cái này thư mời, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại liền nhân đồ thánh bôi đều không cách nào chiếm đoạt, phảng phất có một cổ đại khí vận bao phủ. Đệ nhất cừu và Chu Hồng giao dịch xông tới. Thấy Diệp thần vậy kinh ngạc hình dáng, hai người đều là có chút kỳ quái. Đệ nhất cừu nói, Diệp huynh đệ, vì sao lớn như vậy kinh quái vật nhỏ, người không nhận được tử hoàng tiên cung thư mời sao? Diệp thần lắc lắc đầu nói, Nga không nhận được. Đệ nhất cừu kinh ngạc nói, cái này không thể nào đi, Diệp huynh đệ, người chính là luân hồi chi chủ, tử hoàng tiên cung không thể nào không mời ngươi à? Chu Hồng dịch đạo, đúng vậy, đường đường luân hồi chi chủ, đã tới thái thượng thế giới. Tử hoàng tiên cung không thể nào coi mà không gặp, ngay cả chúng ta cũng nhận được thư mời. Vừa nói, Chu Hồng giao dịch móc ra một phần hàm thiếp, đệ nhất cử vậy lấy ra một phần. Trong tay hai người hàm thiếp, cùng Diệp thần trong tay thư mời, giống nhau như đúc, phía trên cũng in tím hoàng biết võ bốn chữ, đều là tử hoàng tiên cung phát ra. Bằng vào cái này thư mời, có thể đi tử hoàng tiên cung, tham gia thái thượng công đức chiến, nếu như có thể đoạt được hạng. Là có thể trở thành đại công đức người, đạt được ngập trời khí vận ban phúc, có vô số chỗ tốt. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói ta đúng là cho tới bây giờ không nhận được. Đệ nhất cửu và Chu Hồng giao dịch nhìn nhau, đều cảm nghi ngờ. Đệ nhất cửu nói, thái thượng công đức chiến, đem ở nửa năm sau cử hành, Diệp huynh đệ, người chậm một chút có thể sẽ bị thư mời. Bất quá, coi như ngươi không nhận được, vậy không quan hệ, bởi vì bên trong tay ngươi đã có một phần. Tử hoàng tiên cung nhận thiếp không nhận người, chỉ cần cầm thư mời, liền có thể bước vào tử hoàng tiên cung công đức chiến trường. Nghe vậy, Diệp thần ánh mắt hơi sáng lên, nội tâm cũng là an ổn rất nhiều. Nếu như là nhận thiếp không nhận người, vậy thì dễ làm, dù sao hắn đã từ âm cốt tôn giả trong tay,
cướp được một phần. Được, nếu các ngươi cũng được mời, vậy chúng ta nửa năm sau đó, ở Tử Hoàng Tiên Cung gặp lại. Lần này, Thái Thượng Công Đức Chiến Hạng, cũng không thể lại bị Vạn Khư lũng đoạn. Diệp Thần nhìn Đệ Nhất Cửu và Chu Hồng giao dịch hai người, nhếch mép, thỏa thuận nửa năm sau gặp lại. Hắn nghe thân Đỗ Uyển Nhi nói qua, dĩ vãng Thái Thượng Công Đức Chiến, đều là Vạn Khư Thần Điện lũng đoạn hạng, nhưng lần này, có hắn tham gia, hắn có thể sẽ không lại ngồi nhìn Vạn Khư lớn mạnh. Đệ Nhất Cửu và Chu Hồng giao dịch trong lòng, cũng là một hồi kích động, nếu như dựa hết vào bọn họ nói, bọn họ không chắc chắn đối kháng Vạn Khư. Nhưng hiện tại có Diệp Thần dẫn, bọn họ nhưng là có cái này lòng tin. Chỉ cần ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, hạng hàng đầu, là có thể lấy được thiên đại chỗ tốt, có đại khí vận ban phúc. Diệp Thần cùng hai người thỏa thuận xong sau đó, chính là rời đi sinh tử vực, trở lại tinh nguyệt giới. Hắn mơ hồ bắt được, Tu La kiếm hồn chỗ. Bây giờ có thể khẳng định, vậy Tu La kiếm hồn, ngay tại luyện thần tộc lão tổ, Cổ Huyền Phong trong tay. Nhưng, Cổ Huyền Phong rời đi sinh tử vực sau đó, sẽ không biết đi nơi nào. Cổ Huyền Phong ở địa phương đó, tất nhiên là đặc biệt mịt mờ, bởi vì cho dù là Diệp Thần, cũng chỉ là mơ hồ bắt được một chút khí cơ chập chờn, không có biện pháp theo dõi rõ ràng. Hắn cần hồi tinh nguyệt giới, tính hạ tâm lai, từ từ suy diễn theo dõi. Ở Diệp Thần trong lòng, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là cướp lấy Tu La kiếm hồn, để cho Luân Hồi Thiên Kiếm khôi phục nguyên vẹn. Một khi Luân Hồi Thiên Kiếm khôi phục nguyên vẹn, Diệp Thần là thêm một tấm cường đại lá bài tẩy. Nửa năm sau Thái Thượng Công Đức Chiến, hắn lòng tin vậy sẽ to lớn rất nhiều. Trở lại tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần chỉ gặp trăng sáng ở trên trời, một phiến trong sáng. Tinh nguyệt thần giáo cụm núi đỉnh, Hạ Nhược Tuyết quần áo trắng tung bay, ngồi xếp bằng, linh khí phóng lên cao. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết, đã có nữ đế dung mạo, uy nghiêm minh mông. Tinh nguyệt giới bên trong, nhân tâm cũng là an ổn, không có lại bởi vì Vũ Hoàng Cổ Đế siêu phàm quật khởi, mà lo sợ không yên bất an. Bởi vì tinh nguyệt giới bên trong, có Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao đám người bảo vệ, sau lưng còn có Nhâm Thiên Nữ người minh hữu này, coi như đối kháng Vạn Khư, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Diệp Thần trở lại tinh nguyệt thần giáo, thấy Ngụy Dĩnh, Nhâm Phi Phàm các người, cũng không gặp Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh đi nơi nào? Diệp Thần kinh nghi bất định, hỏi. Nhâm Phi Phàm nói. Nàng nói nàng nghe được vận mạng chỉ dẫn, đi ra tìm cơ duyên, người đâu? Người tìm được cơ duyên gì? Cuối cùng một đạo kiếm hồn, Tu La kiếm hồn, rốt cuộc lấy được rồi sao? Nhâm Phi Phàm quan sát Diệp Thần một mắt, mơ hồ tới giữa, bắt được cùng Tu La kiếm hồn tương quan nhân quả. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không có, chỉ là tra được một chút đầu mối. Lập tức liền đem Tu La kiếm hồn chuyện, đơn giản nói một lần. Nhâm Phi Phàm ánh mắt sáng lên, nói, xem ra ngươi vận khí không tệ, nếu có thể thật cướp lấy Tu La kiếm hồn, ngươi Luân Hồi Thiên Kiếm khôi phục viên mãn, nửa năm sau Thái Thượng Công Đức Chiến, ngươi có thể một lần hành động thành danh vậy nói không chừng. Dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ngươi nhận được Tử Hoàng Thiên Cung thư mời chưa? Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi cũng biết Tử Hoàng Thiên Cung chuyện. Vậy ngươi nhận được thư mời chưa? Nhâm Phi Phàm cười một tiếng. Nói thân phận ta tương đối đặc thù, không cần thư mời, nếu như ta muốn tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, trực tiếp bước vào vậy chiến trường là được, nhưng Nga đi, Thiên Nữ, Vô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng sẽ đi, đến lúc đó mọi người hỗn chiến tử đấu, chỉ sẽ ngọc đá cùng vỡ, không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy rõ ràng xem Nhâm Phi Phàm này nhóm cao thủ, chính là một đời thiên đế, ngang qua thiên địa, không ra tay thì thôi. Ra tay một cái thì phải kinh động nhật nguyệt vũ trụ, đặc biệt khủng bố, tự nhiên không thể nào tùy tiện tham chiến. Nhâm Phi Phàm nói, người thân là Luân Hồi Chi Chủ, hẳn nhận được hàm thiếp liền chứ. Diệp Thần nhưng là lắc đầu, nói, không có, ta cho tới bây giờ không nhận được cái gì thư mời, là tự ở trong tay người khác đoạt một phần. Vừa nói móc ra một phần thư mời, nhưng là từ âm cốt tôn giả trong tay giành được. Nhâm Phi Phàm một hồi ngạc nhiên. Nói, đây có thể kỳ quái, ngươi lại có thể không nhận được mời. Tinh Nguyệt Thần Giáo đều đã nhận được mời, Nhược Tuyết đem sẽ đại biểu Tinh Nguyệt Thần Giáo xuất chiến. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Nhược Tuyết đã nhận được mời sao? Vì sao ta chậm chạp chưa? Chẳng lẽ vậy Tử Hoàng Tiên Cung,
xem thường ta cái này luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, nếu ngươi đã có thư mời, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, còn dư lại nửa năm sau thời gian, bắt chặt thời gian tu luyện là được. Diệp Thần nói, được, nhưng là, Nhâm tiền bối, ta tạm thời không tra được tu la kiếm hồn rơi xuống, ngươi có thể giúp ta tra một chút sao? Nhâm Phi Phàm nói, tu la kiếm hồn sao? Ừ, ta liền giúp ngươi tra một chút. Trong tay linh khí tách thả ra, bấm ngón tay suy tính, đóa đóa thanh liên hiện lên. Hạ một sát, Nhâm Phi Phàm trong ánh mắt, nhưng bỗng nhiên lộ ra một chút lạnh lùng hàn mang, thật giống như tra được cái gì việc không đơn giản. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, thế nào? Nhâm Phi Phàm cười lạnh một tí, nói tu la kiếm hồn, sợ rằng trừ ngươi ra, còn có một người đang ngó chừng. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, ai? Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Diệp Lâm Uyên. Nghe vậy, Diệp Thần con ngươi nhất thời có rúc lại, Diệp Lâm Uyên người này, đã đem Trảm Thiên Cửu Kiếm, luyện đến kiếm thứ 8, hôm nay là Thiên Thanh Minh Minh Chủ, kiêu căng tương đương hừng hực. Lần trước tranh đoạt Cựu Nhật Bảo Tàng, Diệp Thần dựa vào Nhân Hoàng Thánh Đao mũi nhọn, may mắn bức lui Diệp Lâm Uyên. Nhưng, vậy Diệp Lâm Uyên, chỉ là phân thân. Nếu như đối mặt chân thân, Diệp Thần sợ rằng liền rút ra đao cơ hội cũng không có, dẫu sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Bây giờ nghe Nhâm Phi Phàm nói đến, Diệp Lâm Uyên lại có thể vậy đang ngó chừng tu la kiếm hồn, Diệp Thần dĩ nhiên là vô cùng khẩn trương. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói, xem ra tên kia, còn không chịu buông tha hắn luân hồi nằm mộng. Ta đi sẽ gặp hắn, ta đây muốn xem, kiếm hắn thật là nhanh, có thể hay không giết chết ta cái này tiên đế. Nói xong, hắn liền đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Diệp Thần vội vàng nói, Nhâm tiền bối, vậy tu la kiếm hồn ở địa phương nào? Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, tu la kiếm hồn chỗ, đặc biệt mịt mờ, ta trong chốc lát vậy không nhìn thấu, chỉ biết là Diệp Lâm Uyên cũng muốn cướp lấy, chính ngươi từ từ tra đi, ta đi gặp tên kia, nếu như có cơ hội đem hắn giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nói xong, Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, trực tiếp rời đi. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Nhâm Phi Phàm an nguy, lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, coi như mạnh như Diệp Lâm Uyên, cũng không khả năng địch nổi hắn. Diệp Thần chỉ là lo lắng, nếu như tu la kiếm hồn thất lạc, luân hồi thiên kiếm không cách nào khôi phục nguyên vẹn, vậy thì phiền toái. Luyện thần tộc lão tổ cổ Huyền Phong, hắn lấy được rồi tu la kiếm hồn, hắn muốn làm gì? Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn giải khai mà nói, phải tìm được cổ Huyền Phong tự mình. Diệp Thần ở tinh nguyệt giới bên trong, tìm một khối linh khí sung túc dãy núi, tính hạ tâm lai, suy diễn thiên cơ, mở ra tinh thiên thủy kính, ngược dòng tu la kiếm hồn hơi thở. Nhưng tinh thiên thủy kính trên, nhưng là một phiến sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy được. Cổ Huyền Phong mang tu la kiếm hồn, nhất định núp ở một phiến đặc biệt địa phương bí mật. Diệp Thần trong thời gian ngắn cũng theo dõi không tới. Xem ra muốn theo dõi thiên cơ, ta tu vi, nhất định phải lại đột phá mới được. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, trước mắt hắn tu vi, là trăm gia cảnh hai tầng thiên, muốn rõ ràng cảm giác tu la kiếm hồn chỗ, nhất định phải đột phá đến ba tầng thiên, mới có một chút xíu cơ hội, theo dõi thanh sở tu la kiếm hồn rơi xuống. Ánh mắt chuyển động, Diệp Thần móc ra một hạt châu. Đó là Thanh Nguyệt Nữ Đế lưu lại Phệ Hồn Châu. Diệp Thần đạt được Phệ Hồn Châu sau đó, một mực không thời gian luyện hóa, hiện tại lắng xuống tim tới, hắn liền cảm thấy hạt châu này khủng bố. Phệ Hồn Châu, chính là vô thần khí, chia 4 khối mảnh vỡ. Lớn nhất mảnh vỡ, ở Mạc Thải Điệp trong cơ thể, Diệp Thần còn không gặp qua. Hắn nhìn trong tay mình Phệ Hồn Châu, chỉ cảm thấy linh hồn chỗ sâu, truyền ra từng cơn sợ hãi cảm giác. Thật giống như mình nguyên cái linh hồn, đều phải bị hạt châu này cắn nuốt hết vậy. Cái này Phệ Hồn Châu, đối thần hồn mà nói, quả nhiên là có vô cùng là cường hãn khắc chế hiệu quả. Diệp Thần trong lòng tính toán, Phệ Hồn, chính là đặc biệt chiếm đoạt hồn phách, hung hãn dị thường, thậm chí có thể từng bước xâm chiếm hắn luân hồi thánh hồn thiên. Có thể nói, cái này thế gian, duy nhất có thể khắc chế luân hồi thánh hồn thiên pháp bảo, chỉ có Phệ Hồn Châu. Diệp Thần tự nhiên không muốn bị khắc chế, tốt nhất biện pháp, chính là đem Phệ Hồn Châu cầm ở trong tay. Phệ Hồn Châu là mâu, luân hồi thánh hồn thiên là thuẫn, chỉ cần lấy được Phệ Hồn Châu, mâu cùng thuẫn cũng ở trong tay,
vậy thì vô địch thiên hạ. Viên này phệ hồn châu, tà khí tràn ngập, phơi bày hắc đỏ hỗn tạp màu sắc, Diệp Thần cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy lạnh như băng, cả người từng cơn lạnh lẽo. Hắn thử nghiệm cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi của mình, nhỏ xuống ở phệ hồn châu phía trên, nhưng lại không có hiệu quả. Huyết dịch hắn, dọc theo hạt châu bề ngoài, trực tiếp tuột xuống, giọt ở trên mặt đất. Viên này phệ hồn châu, lại không chịu tiếp nhận máu tươi của hắn đóng dấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại có thể không luyện hóa được sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Phệ hồn châu là vô vô thần khí, thông thường giọt máu tế luyện, là vô dụng. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Diệp tà thần hạ xuống xuống. Ra ra. Diệp Thần thấy ra ra tới, đứng dậy thi lễ. Diệp tà thần khẽ mỉm cười, nói cháu trai, người muốn luyện hóa phệ hồn châu, giọt máu tế luyện không dùng. Ngươi cần đem hạt châu này, dung nhập vào bên trong thân thể ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, dung nhập vào thân thể. Là muốn nuốt xuống. Diệp Tà Thần nói, ngược lại cũng không cần, ngươi có thể khảm nạm ở nhân đồ thánh bôi phía trên, hạt châu này coi như cùng ngươi dung hợp, nhưng quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. Nhân đồ thánh bôi, là Diệp Thần pháp bảo, giống như là hắn thân thể khí quan một phần chia. Đem phệ hồn châu khảm nạm đến thánh bôi trên. Liền ngang hàng dung hợp đến Diệp Thần thân thể. Diệp Thần nghe được ra ra chỉ điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói, phệ hồn châu chính là vô vô thần khí mảnh vỡ, luyện hóa quá trình một chút thống khổ, vậy thì một chút thống khổ đi, ta có thể chịu được được. Diệp Tà Thần cười nói, chỉ sợ ngươi không nhịn được, ngà tới vì ngươi hộ pháp đi, như có gì ngoài ý muốn, ta chỉ ít có thể cắt đứt ngươi cùng phệ hồn châu liên lạc. Diệp Thần vui vẻ nói, đa tạ ra ra. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, đứng chắp tay nói, động thủ đi, cái này phệ hồn châu, nếu như không luyện hóa được, vậy chúng ta tình nguyện hủy diệt, cũng không thể để cho hắn rơi vào vạn khư thần điện trong tay. Nếu không, vạn khư thần điện gom đủ phệ hồn châu mảnh vỡ, đủ để khắc chế ngươi luân hồi thánh hồn trời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nghe ra ra nói, trên mặt cũng là hiện ra vẻ ngưng trọng. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới sự che chở, Diệp Thần thần hồn. Cơ hồ là vô địch tồn tại, coi như là vũ hoàng cổ đế, đều khó đem hủy diệt. Nói cách khác, có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, cho dù là vạn khư, cũng khó mà hoàn toàn giết chết Diệp Thần. Cái này thế gian, duy nhất có thể khắc chế luân hồi thánh hồn, chỉ có phệ hồn châu. Cho nên, chỉ cần Diệp Thần mình luyện hóa phệ hồn châu, cũng không cần sợ vạn khư khắc chế. Lập tức, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, trong tay cầm phệ hồn châu. Hơi bình phục lại tâm tình. Diệp Tà Thần chắp tay đứng ở một bên, ngưng thần mà đợi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong tay vận chuyển binh tự quyết linh khí, bơm vào đến phệ hồn châu bên trong, đột nhiên đem phệ hồn châu đánh ra. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở binh tự quyết ra chỉ xuống, phệ hồn châu đặc biệt thuận lợi, khảm nạm đến nhân đồ thánh bôi ngoài mặt. Hạt châu một khảm nạm đi vào, màu vàng kim nhân đồ thánh bôi. Liền bị một tầng hắc ám quỷ bí ma khí vần quanh. Vậy các loại ma khí, ở thánh bôi nổi lên nặng, giống như là tất cả vạn vẹo ác ma đang khiêu vũ. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm thấy đầu đau nhức, thật giống như có một cái cầm bén dao nhọn, hung hăng đâm vào mình óc vậy. Ừ, Diệp Thần im lìm hừ một tiếng, ở nơi này cổ đau đớn kịch liệt hạ, ngũ quan cũng đi theo vạn vẹo. Huyết mạch hắn, cùng nhân đồ thánh bôi tương liên. Làm vậy phệ hồn châu, nguyên vẹn nhân đồ thánh bôi thời điểm, giống như rất miễn cưỡng khảm nạm đến đầu hắn vậy. Mãnh liệt phệ hồn khí tức, giống như hoang cổ dã thú, địa ngục ác ma, không ngừng gầm thét biến dạng. Diệp Thần thần hồn, thật giống như cũng bị xé, ở đau đớn kịch liệt vặn vẹo hạ, mặt hắn bằng ngay tức thì trắng bệch, cả người bốc suốt mồ hôi nước. Cháu trai, thế nào? Diệp Tà Thần nhìn Diệp Thần thống khổ như vậy hình dáng, cũng là có chút lo âu. Vậy phệ hồn châu, dẫu sao là vô vô thần khí, đặc biệt khắc chế người thần hồn. Diệp Thần muốn luyện hóa, mình thần hồn, tự nhiên vậy gặp phải cực lớn hành hạ. Ra ra, ta kiên trì được. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, chịu đựng thần hồn chỗ sâu đau đớn, dung hợp phệ hồn châu hơi thở. Người ở Thương Hải giới, không phải lấy được một môn tiên đế pháp, kêu tinh không quan tưởng pháp. Quan tưởng tinh không, có lẽ có thể chậm tách ra người thống khổ. Diệp Tà Thần thiên cơ động minh, đã biết được Diệp Thần ở Thương Hải giới trải qua.
Ở Thương Hải giới, Diệp Thần xông qua Thiên Thương Hải bày ra huyền thiên giết linh trận, đạt được hắn võ học truyền thừa. Vậy võ học, chính là trong truyền thuyết tiên đế pháp, tinh không quan tưởng pháp. Diệp Thần đau đầu dữ dội, nghe được Gia Gia nói, như vậy sáng tỏ thông suốt vậy, lập tức sử dụng tinh không quan tưởng pháp tu luyện ngọc giản, tinh thần lực thấm vào. Oanh! Ngọc giản mảnh vỡ, từng đạo ánh sao lấp lánh chữ viết, như con bướm vậy phiêu vũ ra, tràn vào Diệp Thần não trong biển. Tinh không quan tưởng pháp các loại tu luyện diệu pháp, cũng là từng cái là Diệp Thần hiểu ra. Danh như ý nghĩa, tinh không quan tưởng pháp, chính là quan tưởng tinh không pháp môn, dẫn cổ xưa tinh thần lực cho mình sử dụng. Một khi tu luyện ra sức lửa, giơ tay nhấc chân tới giữa, từng chiêu từng thức, đều có tinh không thâm thúy, vũ trụ mênh mông, khoáng đạt bác đại. Diệp Thần đạt được thiên võ ngọa long kinh sau đó, hồng mông lớn tinh không tu vi, cơ hồ là đến lô hỏa thuần thanh bước, giờ phút này cảm ngộ cửa này tinh không quan tưởng pháp, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ngay tức thì, liền hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Tinh không bất diệt, đại lộ khoáng đạt, cổ thần vĩnh hằng, ta thân hóa vũ trụ, vạn cổ tinh thần, như vậy ta văn. Diệp Thần ở thức hải bên trong, tích trữ suy nghĩ vũ trụ tinh không bí ẩn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình trong thức hải, tựa như thật sản sinh ra một mảnh tinh không, từng tia khí tức mát mẻ, từ hắn trong thức hải truyền ra, lưu chuyển đến toàn thân. Diệp Thần thần hồn đau đớn. Nhất thời lấy được chậm tách ra, trong thức hải một phiến trong sạch. Thậm chí hắn thân thể, còn cùng không không lúc nào không chỗ sâu tinh không, lẫn nhau đồng tình, từng luồng không thuộc về đời này mênh mông linh khí, không ngừng hội tụ đến hắn trong đan điền, cảnh giới tu vi nhất thời thì có đột phá dấu hiệu. Tinh không quan tưởng pháp, không hổ là tiên đế pháp, quả nhiên kỳ diệu. Diệp Thần trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Cửa này tinh không quan tưởng pháp. Là từ không không lúc nào không bên trong lưu truyền ra, chính là cổ thần nhất tộc sáng chế công pháp. Không không lúc nào không bốn đại thần tộc, cổ thần, ngoại thần, ma thần, tán thần, trong đó lấy cổ thần cường đại nhất, cổ xưa nhất. Bọn họ sáng tạo công pháp, tự nhiên cũng là vô cùng là huyền diệu tinh thâm, bí ẩn vô cùng. Diệp Thần mượn tinh không quan tưởng pháp phụ trợ, rốt cục thì đối phó Phệ Hồn Châu cắn trả. Phệ Hồn Châu luyện hóa thành công. Thuận lợi khảm nạm đến nhân đồ thánh bôi ly trên vách. Màu vàng kim thánh bôi, lõm vào một viên u tối hạt châu, cũng là hiện ra một chút quỷ bí tà lệ hơi thở. Rất tốt, xem ra rất là thuận lợi. Diệp tà thần thấy Phệ Hồn Châu luyện hóa thành công, nở một nụ cười. Diệp thần lấy được Phệ Hồn Châu linh khí bồi bổ, hơn nữa lại luyện thành tinh không quan tưởng pháp, hắn tu vi, cũng là nước chảy thành sông đột phá. Từ trăm gia cảnh hai tầng thiên. Đột phá đến ba tầng thiên cảnh. Cháu trai, cảm giác như thế nào? Diệp tà thần cười nói. Diệp thần nắm quyền một cái, xương cốt đùng đùng nổ vang, cả người tràn đầy lực lượng. Lần này đột phá, không chỉ là tu vi đột phá, Diệp thần cảm thấy mình đạo pháp, cũng có to lớn tăng thêm. Ví dụ như Đại Hoang Không Kinh, đột phá đến tầng thứ sáu, Đại Hoang Thiên Lão Chỉ. Trảm Thiên Cửu Kiếm, cũng là mãnh liệt đột phá. Kiếm thứ năm thanh thu cách ca bí ẩn, Diệp thần đã là sáng tỏ tại tim. Ra ra, Nga đột phá quá lớn, chúng ta tới luận bàn một chút. Diệp thần nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy thân thể có xài không hết lực lượng, đột nhiên chỉ điểm một chút giết ra. Cái này chỉ một cái, chính là Đại Hoang Không Kinh tầng thứ sáu thần thông, Đại Hoang Thiên Lão Chỉ. Một chỉ điểm ra, một cổ kinh khủng hoang cổ hơi thở, chính là ngay tức thì bao phủ lại mảnh thiên địa này. Trên bầu trời, tầng mây nổ, nếp sống cổn đáng, một cây cự chỉ, giống như là cổ thần hàng giận, từ chân trời bạo giết xuống, nghiền phá trùng trùng hư không, hướng Diệp tà thần đâm đi. Khá lắm, người muốn ra ra mệnh sao? Diệp tà thần nhìn từ trên trời giáng xuống cự chỉ, nhất thời cảm thấy to lớn uy bách, vội vàng lui về phía sau. Oanh! Cự chỉ rơi xuống, đâm ở Diệp tà thần mới vừa đứng địa phương, nhất thời làm được núi cao nổ tung. Hư không sụp đổ, quy luật mất đi. Lại tới. Diệp thần cười một cái, chiêu pháp thay đổi, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại làm kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm năm, thanh thu cách ca. Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm ý, đột nhiên nổ bể ra, giống như thanh thu bên trong tấu vang lên một khúc cách ca, nghiêm nghị ai uyển, động lòng người. Diệp tà thần cảm nhận được Diệp thần kiếm ý bén nhọn, gật gật đầu nói, rất tốt, người Trảm Thiên Cửu Kiếm. Càng ngày càng lợi hại.
hắn lại lui về phía sau mấy bước, né tránh Diệp Thần kiếm khí sát phạt. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được không biết làm sao cười một tiếng, dừng lại ở động tác, nói, ra ra, xem ra ta cùng ngươi cảnh giới chênh lệch quá xa, ta liền ngươi vạt áo cũng không đụng tới. Diệp Thần chỉ một cái một kiếm, coi như là tiên quân cường giả tới, đều có thể phải bị hắn chém chết. Nhưng ra ra hắn, nhưng là đặc biệt ung dung tránh, vậy cử trọng nhược khinh tư thái, biểu dương ra hắn vô cùng mạnh mẽ thực lực. Liên liên Diệp Thần, vậy không nhìn thấu ra ra chân thật tu vi tiêu chuẩn. Dẫu sao, ra ra hắn thân phận quá đặc thù, tồn tại một cái tương lai thân. Cái này thế gian, tồn tại tương lai người người, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Mỗi một cái đều có thể ảnh hưởng thiên địa đại cục tồn tại. Tương lai cùng hiện thế xen lẫn, để cho được Diệp Tà Thần hơi thở, thần bí khó lường, ai cũng không nhìn thấu hắn lai lịch. Diệp Tà Thần khẽ mỉm cười, nói, không muốn nổi giận, lấy ngươi thực lực trước mắt, chém ngang thiên huyền cảnh, liền như trời kiếm chém cỏ, không phí nhiều sức, chính là thông thường tiên quân, cũng có thể không phải ngươi địch thủ, ngươi chỉ có trăm gia cảnh 3 tầng thiên mà thôi, mới có thể có chiến lực như vậy. Đã có thể nói nghịch thiên, chờ ngươi đến thiên huyền cảnh, cùng thiên nữ đánh một trận, giết chết nàng, chiếm đoạt nàng khí vận, vậy thì vô địch. Nghe ra ra nói, Diệp Thần nội tâm một hồi hỗn loạn. Hắn cùng thiên nữ ước định qua, cùng hắn đến thiên huyền cảnh, liền chính thức quyết chiến. Ra ra, ta coi như thắng, cũng sẽ không giết chết thiên nữ. Diệp Thần nhìn xem trên ngón tay tơ tình, như cũ khó mà dứt bỏ. Tương lai coi như đánh bại thiên nữ. Hắn cũng là đem thiên nữ thu vì mình người phụ nữ, sẽ không giết chết. Diệp Tà Thần ý vị sâu xa híp mắt, nói, người cuối cùng là chém không ngừng tơ tình sao. Tuy nói ở tương lai thời không bên trong, thiên nữ đúng là có thể, trở thành ngươi tiểu thiếp, nhưng muốn thực hiện vậy cái khái niệm, cần phải bỏ ra quá lớn giá cao, ngược lại không như đem nàng giết, đầu xuôi đuôi lọt. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tương lai sự việc, tương lai nói sau. Hôm nay ta chỉ muốn mau sớm tìm được Tu La kiếm hồn. Diệp Thần đem nhân đồ thánh bôi thu hồi, phệ hồn châu đã khảm nạm đến ly trên vách, hạt châu này luyện hóa thành công, Diệp Thần đột phá tu vi, tinh thần hồn lực cũng thay đổi được bén nhạy hơn. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần rốt cuộc bắt được Tu La kiếm hồn chập chờn. Diệp Tà Thần hỏi, vậy Tu La kiếm hồn, ở địa phương nào? Diệp Thần nói, hình như là ở, một phiến kêu kiếm vẫn vực sâu địa phương. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa như thấy được một phiến vô biên vô tận vực sâu. Vực sâu bầu trời, nổi lơ lửng một tòa hòn đảo. Đinh đinh đương đương gang thanh âm, từ trên đảo truyền tới. Tu La kiếm hồn hơi thở, vậy từ trên đảo truyền ra, chỉ là thiên cơ sương mù dày đặc còn khá là dày đặc. Diệp Thần không thấy rõ hòn đảo hoàn cảnh, cũng không biết ai ở gang, chỉ biết là cái địa phương kia, tên là kiếm vẫn vực sâu. Kiếm vẫn vực sâu. Nguyên lai là ở chỗ này sao? Khó trách liền ta và Nhâm Phi Phàm, cũng bắt không tới vậy Tu La kiếm hồn hơi thở chập chờn, lại ẩn núp được như vậy sâu. Diệp Tà Thần nghe được kiếm vẫn vực sâu danh tự này, cũng là một hồi chấn động. Ra ra, thế nào, kiếm kia vẫn vực sâu rất thần bí sao? Diệp Thần chỉ là mơ hồ, bắt được một chút thiên cơ, có thể xác định Tu La kiếm hồn, ngay tại kiếm vẫn trong vực sâu mặt. Còn như cái này phiến kiếm vẫn vực sâu. Có cái gì lịch sử duyên cớ, Diệp Thần cũng không từng dòm ngó gặp, chỗ đó quá bí mật. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, nói ừ, kiếm kia vẫn vực sâu, là năm đó Tử Hoàng Tiên Cung, đúc Không Hồng Thần Kiếm địa phương. Không Hồng Thần Kiếm. Diệp Thần nghe nói như vậy, con người nhất thời một hồi co rúc lại, theo bản năng đem Không Hồng Thần Kiếm thanh toán đi ra. Trong tay hắn Không Hồng Thần Kiếm, chỉ có một nửa, ngoài ra một nửa còn không tìm được. Cái này Không Hồng Thần Kiếm, là năm đó Hồng Quân Lão Tổ, đã từng dùng qua binh khí. Hồng Quân Lão Tổ lấy kiếm này, giết phá hàng tỷ triệu sinh linh, cuối cùng hội tụ vô số sinh linh hài cốt, lại chế tạo ra nhân đồ thánh bôi. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, kiếm kia vẫn vực sâu, lại chính là đã từng đúc ra Không Hồng Thần Kiếm địa phương. Diệp Tà Thần nói, năm đó Hồng Quân Lão Tổ, chính là Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn, tự mình là hắn đúc kiếm. Vậy Không Hồng Thần Kiếm đúc đi ra lúc đó, khí tượng quá lớn, thậm chí hủy diệt một khối vũ trụ thế giới, để cho vậy phiến vũ trụ thế giới, trở thành hư vô vực sâu, chính là hôm nay kiếm vẫn vực sâu.
ở kiếm vẫn dưới vực sâu, mai táng thiên thiên vạn vạn cầm tàn kiếm, vậy cũng là năm đó đạo đức thiên tôn, đúc kiếm thất bại sản vật, hắn là thất bại vô số lần, mới rốt cục đúc thành liền không hồng thần kiếm. Diệp thần nghe được Gia Gia nói, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Xem ra không hồng thần kiếm sâu xa nội tình, so hắn tưởng tượng, còn muốn phong phú trầm hậu. Cháu trai, người đi đến kiếm vẫn vực sâu sau đó, hết thảy chú ý, không muốn rơi đến vực sâu phía dưới, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới vực sâu, là đủ để mai táng tiên vương đáng sợ thế giới, hơn nữa cùng ngoại giới hơi thở ngăn cách, một khi người đánh mất tiến vào, Nga và Nhâm Phi Phàm cũng không cứu được ngươi. Diệp Tà Thần tuần tuần dặn dò, đối kiếm kia vẫn vực sâu, cũng là hết sức kiêng kỵ. Diệp thần trong lòng rét một cái, trong sâu thẳm cũng là bắt được thiên cơ, thấy được mình một ít tương lai. Ở tương lai thiên thiên vạn vạn cái khái niệm bên trong, một ít tương lai, Diệp thần là chết ở kiếm vẫn dưới vực sâu, hài cốt không còn. Diệp thần không khỏi được dùng mình một cái, đáng sợ như vậy tương lai, hắn tự nhiên chẳng muốn để cho hắn phát sinh. Gia Gia yên tâm, ta sẽ chú ý. Diệp thần nói. Ừ. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, nói tóm lại vạn sự chú ý, ta sẽ ở lại tinh nguyệt giới, vì ngươi bảo vệ nơi đây, ngươi không cần lo lắng. Diệp thần nói, đa tạ Gia Gia, vậy ta lên đường. Lập tức, Diệp thần chắp tay hướng Gia Gia tạm biệt, phong tỏa kiếm vẫn vực sâu tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không lên đường. Kiếm kia vẫn vực sâu, đặc biệt thần bí, tọa độ vậy đặc biệt mịt mờ, liền liền Nhâm Phi Phàm, trước đây cũng khó mà dòm ngó gặp. Diệp thần là bởi vì là tu la kiếm hồn ở bên kia, cho nên mới có thể phong tỏa tọa độ, nếu không, hắn cũng không khả năng tìm được kiếm vẫn vực sâu chỗ. Tu la kiếm hồn, là luân hồi thiên kiếm cuối cùng một đạo kiếm hồn. Cái này đạo kiếm hồn, Diệp thần chí ở tất được. Chỉ cần lấy được tu la kiếm hồn, hắn luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn là có thể hoàn toàn khôi phục viên mãn, đến lúc đó vượt qua nhân hoàng thánh đao, cũng không có khả năng sự việc. Hư không qua lại, Diệp thần rất nhanh xuất hiện ở một phiến địa phương xa lạ. Lạnh, thấu xương lạnh như băng. Diệp thần cả người nổi lên cái rùng mình, ánh mắt nhìn về bốn phương. Đây là một phiến đen nhánh thế giới, không thấy được một chút ánh sáng, là một phiến chết đi vũ trụ, là một phiến vực sâu vô tận. Đặt mình vào ở nơi này phiến vực sâu bên trong, cho dù là Diệp thần, đều cảm thấy cực độ giá rét, nhưng không phải nhiệt độ lên lạnh, mà là một loại cổ quái khó hiểu, khó mà nói trạng lạnh, thật giống như có người cầm một thanh kiếm, gác ở trên cổ hắn vậy. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là cả người mỗi một cái lỗ chân lông, đều giống như bị nghiêm ngặt kiếm khí ăn mòn, toàn thân cũng đang phát run. Nơi này chính là kiếm vẫn vực sâu sao. Huyết long, bảo vệ. Diệp thần cảm nhận được liền kiếm vẫn vực sâu giá rét, đem huyết long cho gọi ra tới, bảo vệ tự thân. Huyết long quanh quẩn ở Diệp thần trên người, trầm thấp gầm thét. Ban đầu, huyết long nuốt phệ thiên lý, hôm nay nó đã hoàn toàn dung hợp thiên lý quy luật, thành đệ tam đại thiên lý. Chỗ này, là chết đi vũ trụ, quy luật đều đã mất đi, chủ nhân, ta tới xây lại quy luật đi. Huyết long trong mắt quét nhìn bốn phương, cái này phiến kiếm vẫn vực sâu, đã từng là không hồng thần kiếm nơi ra đời. Làm không hồng thần kiếm đúc thành ngày, kiếm khí trùng tiêu, hủy diệt tinh không, để cho vũ trụ biến thành phế tích vực sâu, một phiến quy luật cũng sụp đổ. Ta nói, phải có quang, phải có nhật nguyệt, phải có tinh thần, sơn hà, mặt đất, rừng rậm, chim thú vật. Huyết long phát ra ngâm sướng, một phiến vảy rồng rào rào thay đổi, phát ra mênh mông quy luật lực lượng. Cái này cổ quy luật lực lượng, tràn ngập ra, nguyên bản một phiến đen nhánh kiếm vẫn vực sâu, thì có quang. Ánh sáng bên trong, sản sinh ra trời trăng sao, từng hạt tròn tinh cầu ngay ngắn có thứ tự, bắt đầu vận chuyển. Ở vậy trên tinh cầu, lại sản sinh ra sơn hà mặt đất, chim thú vật, một phiến phồn hoa cảnh tượng. Ngay chớp mắt, đen nhánh tĩnh mịch kiếm vẫn vực sâu, liền tạo lập được thiên lý quy luật, rất nhiều trên tinh cầu có phong vũ lôi điện vận chuyển, nhật nguyệt chiếu sáng vũ trụ. Huyết long, không tệ, không tệ, ngươi thiên lý ý chí, đã có thể mở ra thế giới, thành lập trật tự. Diệp thần thấy huyết long thủ đoạn, cũng là tán dương gật đầu một cái. Chủ nhân, thần thông của ta, cùng ngươi so sánh, không đáng giá để ra. Ngươi xem, vậy dưới vực sâu, vẫn là đen nhánh khủng bố, nhật nguyệt không cách nào chiếu sáng, quy luật không cách nào thành lập,
có lẽ chỉ có ngươi luân hồi ý chí, mới khá sáng lập trật tự. Huyết Long nghe Diệp Thần khen ngợi, cũng không có kiêu ngạo tự mãn, vẫn là nhún nhường. Nó chỉ hướng tinh không dưới, đó là nhật nguyệt chiếu sáng không tới địa phương, không có một chút xíu ánh sáng sáng, vẫn là một phiến đáng sợ phế tích. Diệp Thần nhìn vậy tinh không xuống vực sâu phế tích, trong lòng vô hình sợ hãi, nhớ lại Gia Gia cảnh cáo. Gia Gia hắn đã cảnh cáo, nếu như hắn đánh rơi đến dưới vực sâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là Gia Gia và Nhâm Phi Phàm, đều không cách nào cứu giúp. Dưới vực sâu thế giới, rất nguy hiểm, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp trấn áp, vẫn là cẩn thận một chút, sớm bắt được Tu La kiếm hồn, sau đó rời đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, sử dụng luân hồi thiên kiếm, chỉ gặp thân kiếm hơi phát ra kim quang, chỉ dẫn hướng một phương hướng. Đó chính là Tu La kiếm hồn chỗ ở phương hướng. Đi! Diệp Thần cưỡi Huyết Long, dọc theo thiên kiếm chỉ, nhanh chóng phi hành đi. Huyết Long tốc độ phi hành cực nhanh, một đường lướt qua hư không, qua lại năm ánh sáng, chỉ chốc lát sau, liền thấy một tòa phù không hòn đảo. Hòn đảo bên trên, có hai cái cụ già, đang đứng ở lò lửa trước. Một cái trong đó cụ già, xích cánh tay, lộ ra cù long vậy bắp thịt, gừng càng già càng cay, đinh đinh đang đang nện một thanh kiếm. Một cái khác cụ già, người mặc thanh bào, đôi mắt híp lại, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm chút gì. Vậy bắp thịt khỏe mạnh cụ già, ở đó ông cụ áo bào xanh dưới sự chỉ điểm, gật đầu liên tục, vung mạnh cái búa, không ngừng chùy rèn trước kiếm trong tay. Hai cái cụ già chỗ ở hòn đảo ra, là đen nhánh một mảnh vũ trụ phế tích. Nhưng làm Huyết Long bay tới sau đó, vũ trụ xuất hiện quang, xuất hiện nhật nguyệt, xuất hiện ngân hà bụi bẩm, cũng thành lập hoàn mỹ quy luật. Vậy hai cái cụ già, bị kinh động, ngẩng đầu thấy Diệp Thần. Diệp Thần thấy bọn họ, cũng là cả kinh. Bởi vì vậy hai cái cụ già, một người trong đó, hắn là biết, lại là 10 đại thiên quân lão tổ bên trong, Tiêu gia nắm giữ, 8 đại thiên kiếm núp người, trong truyền thuyết kiếm thần lão tổ, Tiêu Tinh Hà. Kiếm thần tiền bối, là ngươi. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, cưỡi Huyết Long, hạ xuống đến trên đảo, xoay mình nhảy rơi, hướng Tiêu Tinh Hà thi lễ một cái, đã lâu không gặp, tiền bối, thân thể ngươi không việc gì. Luân hồi cùng vạn khư tranh đấu, Tiêu Tinh Hà là giữ trung lập, không nghiêng về ai, hắn là ẩn cư trạng thái. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, có thể ở chỗ này thấy Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà thấy Diệp Thần hạ xuống, cũng là lớn cảm thấy kinh ngạc. Nói, Diệp Thần, ngươi làm sao tới? Ngươi là bị Tu La kiếm hồn hấp dẫn tới. Diệp Thần nói, chính phải. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía một cái khác lão người kiếm trong tay. Hắn có thể cảm giác được, Tu La kiếm hồn, sẽ ở đó thanh kiếm bên trong. Tiêu Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, nói, Nga ở kiếm vẫn vực sâu đúc kiếm, chính là nhìn chúng nơi này bí mật, không nghĩ tới lại có thể bị ngươi tìm được, đây có thể gây gâu hết sức. Diệp Thần nghi ngờ nói, có cái gì hỏng bét? Tiêu Tinh Hà nói, ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, đánh cờ hồi lâu, hắn mới cho phép ta ẩn cư, nếu là bị hắn biết, ta lần nữa hiện thân hậu thế lúc đó, chỉ sợ sẽ có bất trắc đại họa, Tiêu gia ta tộc nhân, đều phải bị hắn giết hết. Diệp Thần nói, ta tới kiếm vẫn vực sâu, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không biết. Tiêu Tinh Hà lắc lắc đầu nói, kiếm vẫn vực sâu đặc biệt bí mật, vốn là Vũ Hoàng Cổ Đế không thể nào phát hiện. Nhưng người hạ xuống nơi đây, nhất định kích động thiên cơ, rất có thể bại lộ. Diệp Thần ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía vậy Tu La kiếm, nói, đã như vậy, kiếm thần tiền bối, đem ngươi Tu La kiếm hồn cho ta lập tức rời đi. Tiêu Tinh Hà vậy cảm thấy tình hình gay gắt, hướng vậy đúc kiếm lão nhân nói, cổ huynh, kiếm đúc xong chưa? Giao cho luân hồi chi chủ đi. Vậy đúc kiếm lão nhân thần sắc vắng lặng, đem chùy rèn đến đỏ bừng thân kiếm. Đặt vào nhập một thùng nước lạnh bên trong đi, nói kiếm đã đúc tốt, nhưng chưa tạo ra linh tính, còn cần chờ đợi chốc lát. Đỏ bừng thân kiếm, tiếp xúc tới nước lạnh, suy suy vang dội, toát ra từng cơn khói trắng. Tiêu Tinh Hà vẻ mặt nóng nảy, còn muốn nói gì? Vậy đúc kiếm lão nhân cười nói, Tiêu lão tổ, ngươi là một đời thiên tổ cao thủ, cần gì phải như vậy kinh hoàng? Tiêu Tinh Hà nói, ta tuy là thiên tổ, nhưng nếu là Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống. Hắn muốn giết ta, chỉ một cái đủ rồi, ta tinh tu con đường luyện khí, võ công thần thông nhưng lại yếu ớt. Tiên tổ, là vô lượng cảnh 7 tầng thiên cường giả tôn xưng. Một cái tiên tổ cấp cường giả, võ công thần thông coi như nhỏ yếu đi nữa, sát phạt thiên địa vũ trụ,
cũng là trong nháy mắt tới giữa. Kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà, chính là loại cấp bậc này cao thủ. Nhưng, đối mặt Phú Hoàng Cổ Đế, hắn như cũng không có nắm chặt chút nào. Phú Hoàng Cổ Đế tu vi, đã vượt qua tiên đế, thật đánh, hắn liền một chiêu cũng không nhịn được. Cảm nhận được Tiêu Tinh Hà khẩn trương, vậy đúc kiếm lão nhân chỉ là lắc đầu một cái, nói Tiêu lão tổ, tối đa lại 15 phút, cái này cầm tu la lớn mộ kiếm, liền có thể hoàn toàn thành hình, cứ như vậy chốc lát thời gian, Vũ Hoàng Cổ Đế khả năng không lớn phát hiện nơi đây. Nghe vậy đúc kiếm lão nhân mà nói, Tiêu Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, nói, điều này cũng đúng, là ta quá khẩn trương. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn về phía vậy đúc kiếm lão nhân, nói tiền bối, ngươi chính là luyện thần tộc lão tổ, được gọi là đúc kiếm người điên cổ Huyền Phong sao. Vậy đúc kiếm lão nhân khẽ mỉm cười, nói, không dám làm, chính là lão phu, luân hồi chi chủ, nhắc tới, ngươi cũng cùng ta luyện thần tộc có duyên phận, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy ngươi. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, ta cần tu la kiếm hồn, ngươi có thể cho ta sao? Cần gì thù lao, ngươi vẫn có thể mở miệng. Cổ Huyền Phong cười nói, không cần, ngươi muốn tu la kiếm hồn, tùy thời có thể cầm đi, Nga không cần gì thù lao. Diệp Thần nghe nói như vậy, thật là mừng rỡ khôn kể xiết, không dám tin tưởng, nói thật sao? Cổ Huyền Phong gật gật đầu nói, tự nhiên là thật, lão phu chưa bao giờ gạt người, dù sao cái này tu la kiếm hồn, cũng là Tiêu lão tổ giao cho ta, hắn nói cấp cho ngươi, lão phu cũng không dám ngăn trở. Diệp Thần nhìn về phía Tiêu Tinh Hà, ngạc nhiên nói, kiếm thần tiền bối, ngươi đã sớm lấy được rồi tu la kiếm hồn. Tiêu Tinh Hà gật đầu nói, đúng vậy. Luân hồi thiên kiếm, vốn chính là ta chế tạo, vô luận kiếm hồn rơi ở phương nào, ta đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Tiêu Tinh Hà nói, thật xin lỗi, Diệp Thần, ta không có nói cho ngươi, là sợ tiết lộ thiên cơ, bị Vũ Hoàng Cổ Đế để mắt tới. Diệp Thần nói, kiếm thần tiền bối, ngươi cầm tu la kiếm hồn, là muốn đúc kiếm sao? Tiêu Tinh Hà nói, đúng vậy, ta ẩn cư bế quan quá lâu, có chút ngứa tay. Muốn đúc một cái cao nhất nguyên binh, sẽ dùng cái này tu la kiếm hồn làm tài liệu chính lưu, ủy thác cổ huynh đúc kiếm, hắn là luyện thần tộc lão tổ một trong, luyện khí thành tựu không kém gì ta. Vừa nói xem hướng Cổ Huyền Phong. Cổ Huyền Phong vội vàng nói, Tiêu lão tổ, ngươi có thể quá đề cao ta, lão phu điểm này không quan trọng mánh khóe, làm sao có thể cùng ngươi binh tự quyết tuyệt thế thần thông so sánh. Nếu như không có ngươi một đường chỉ điểm, ta cũng không khả năng đúc ra cái này cầm tu la lớn mộ kiếm. Cổ Huyền Phong đúc kiếm trong quá trình, Tiêu Tinh Hà vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh chỉ điểm. Tiêu Tinh Hà nói, cổ huynh, nếu không phải ngươi vất vả thu thập vật liệu, ta cho dù có nghịch thiên kỹ xảo, cũng không thể nào phát huy. Tiêu Tinh Hà ẩn cư nhiều ngày, ngứa tay khó nhịn, nhưng hắn không tiện tự tay đúc khí, nếu bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, phiền toái cực lớn. Cho nên, hắn là chỉ điểm Cổ Huyền Phong đúc kiếm, tuy không thể tự mình kết quả, nhưng chí ít vậy tính qua một cái ghiền. Cổ Huyền Phong mỉm cười nói, lần này đúc kiếm, đúc nóng liền ta ngươi hai người tâm huyết, làm bằng da kiếm, mũi nhọn sát phạt ác liệt, chỉ sợ cũng gần bằng với luân hồi thiên kiếm. Cổ Huyền Phong và Tiêu Tinh Hà, đều là đứng đầu luyện khí cao thủ, hắn hai người chúng ta cùng nhau đúc ra kiếm, mũi nhọn có thể tưởng tượng được. Vù vù. Ngay tại lúc này, vậy cầm tu la lớn mộ kiếm, phát ra một hồi ông minh cùng chấn động, tôi thép xong, rốt cuộc tạo ra liền linh tính, mãnh liệt phóng lên cao. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy vậy cầm tu la lớn mộ kiếm, toàn thân hắc ám, thân kiếm bề ngoài nhưng còn quấn từng tầng một tia máu, kiếm khí quét sạch chư thiên, gào thét sát phạt, giống như là một phiến tu la luyện ngục, ở trên trời mở ra, rung động người tâm hồn. Cái này cầm tu la lớn mộ kiếm, là lấy tu la kiếm hồn là vật liệu đúc, kiếm ý lạnh lùng mà xâm nghiêm, đúng như một tòa thật to bóng tối mộ mộ vậy. Diệp Thần nhìn thanh kiếm kia thời điểm, đều có một loại ảo giác, thật giống như mình linh hồn, phải bị chiếm đoạt đi vào. Thật là cường hãn kiếm. Diệp Thần không khỏi được khen ngợi. Tiêu Tinh Hà và Cổ Huyền Phong, thấy kiếm khí đúc thành, cũng là một hồi mừng rỡ. Hai vị tiền bối, vậy thanh kiếm này, liền quay về ta. Diệp Thần nhìn về phía Tiêu, Cổ nhị lão, xin phép hỏi. Chỉ phải lấy được tu la lớn mộ kiếm, sẽ cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp, luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, là có thể hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Tiêu Tinh Hà gật đầu một cái, hắn đúc tu la lớn mộ kiếm,
thật ra thì chỉ là qua qua tay ghiền, cũng không có những thứ khác ý tưởng, nếu Diệp Thần muốn, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cổ Huyền Phong trầm ngâm một lát, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, vậy gật gật đầu nói, luân hồi chi chủ, ngươi cứ việc cầm đi đi, thiên hạ tới giữa, không có người nào so ngươi thích hợp hơn thanh kiếm này. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nói, đa tạ, rung lên cánh tay, huyết long bay lên trời, liền muốn một móng vuốt đoạt lấy vậy tu la lớn mộ kiếm. Chớ cướp của ta kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng nổ lên, chỉ gặp phương xa chân trời, có một đạo khoáng đạt kiếm quang, như hắc triều vậy chém chết tới. Kiếm quang lướt qua, trong hư không lật lên động trời thủy triều lên xuống, nước đen hơi thở nổ tung. Ai? Huyết long con người trầm xuống, không ngờ tới sẽ có người đánh bất ngờ, vội vàng tới giữa, một móng vuốt đánh ra, sắt thép oai rồng mãnh liệt, cùng vậy nước đen thủy triều lên xuống kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Khí lãng khổng lồ, ở trong hư không nổ lên. Tu la kiếm bị đánh vào, rớt xuống, nhưng như có linh tính vậy, đánh rơi đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nắm tu la kiếm, rõ ràng cảm nhận được liền tu la kiếm hồn hơi thở, nội tâm một hồi nóng bỏng. Thanh kiếm trả cho ta. Nhưng gặp một cái bộ dáng thiếu niên nam tử, nâng kiếm từ thiên bổ xuống, hai tròng mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Thần cảm nhận được vậy thiếu niên chàng trai tu vi hơi thở, ở thiên huyền cảnh đỉnh cấp, hắn một đầu ngón tay liền có thể giết chết, lập tức liền muốn đánh trả. Gió vũ, không thể không lễ. Đây là, Cổ Huyền Phong nhưng phi thân ra, trong tay đang nắm chế tạo dùng búa sắt, đang đích một tiếng, chặn lại vậy thiếu niên chàng trai một kiếm. Ra ra. Vậy thiếu niên nam tử tức giận, lui về phía sau hai bước. Hắn cũng không biết, mình đã từ trong quỷ môn quan đi một chuyến, nếu như không phải là Cổ Huyền Phong ngăn trở, Diệp Thần mới vừa đánh trả mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy Diệp Thần thời khắc này tu vi, trong nháy mắt giết thiên huyền cảnh vô địch, coi như là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, cũng không ngăn nổi hắn chỉ một cái. Vậy thiếu niên nam tử, không biết Diệp Thần khủng bố, Cổ Huyền Phong nhưng là vô cùng rõ ràng, lật đật hướng Diệp Thần bồi lễ nói, luân hồi chi chủ, ta cháu trai này thô lỗ lỗ mãng, có nhiều xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần nói, hắn là cháu trai của ngươi. Vậy thiếu niên chàng trai nói, hắn là luân hồi chi chủ. Hai người nói chuyện, cơ hồ là đồng thời mở miệng, giọng nói đều mang một vẻ kinh ngạc. Cổ Huyền Phong cười khổ một tí, nói, gió vũ, không thể không lễ, mau hướng Diệp Đại Nhân nói xin lỗi. Lại hướng Diệp Thần giới thiệu, Diệp Đại Nhân, hắn là cháu ta, kêu Cổ Phong Vũ, tu vi thiên huyền cảnh đỉnh cấp, là Tiên Hồ Tông đệ tử. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói Tiên Hồ Tông. Cổ Huyền Phong nói, đúng vậy, Tiên Hồ Tông, là một cái khá là bí ẩn tông phái, sơn môn ở trên trời hồ bên trong. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Tiên Hồ Tông hắn chưa từng nghe qua, nhưng Thiên Địa Hồ nhưng là nghe qua. Thiên Địa Hồ, và tội ác chi chu, chúng diệu chi môn, truyền thuyết trượng, sử thi kính vân. Vân, đều là vô vô thần khí. Cái này Tiên Hồ Tông, lại có thể chấp trưởng vô vô thần khí, ẩn cư ở trên trời hồ bên trong, muốn đến nội tình cũng là không thể khinh thường. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Cổ Phong Vũ trên mình, thoáng coi trọng mấy phần. Cổ Phong Vũ vậy nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần tu vi, tuy chỉ có trăm gia cảnh ba tầng thiên, nhưng gông xiềng chém hết, thân như lưu ly, vừa thấy cũng biết không giống vật thường, hắn vậy không dám khinh thường. Lúc đầu người chính là luân hồi chi chủ, đắc tội. Cổ Phong Vũ nhanh chóng thay đổi thái độ, hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Diệp Thần gặp hắn chịu nói xin lỗi bồi tội, liền gật gật đầu nói, không sao, không đánh nhau thì không quen biết. Cổ Phong Vũ nhìn Diệp Thần trong tay tu la kiếm, nói, luân hồi chi chủ, thanh kiếm này, là gia gia ta thay ta chế tạo, xin ngươi hãy trả lại. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi nói gì sao? Ánh mắt xem hướng Cổ Huyền Phong. Cổ Huyền Phong không biết làm sao, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại nhân, thực không dám giấu giếm, Nga đúc thanh kiếm này, lúc ban đầu là muốn cho cháu ta, hắn muốn tham gia nửa năm sau Thái Thượng Công Đức Chiến, cần một cái binh khí tiện tay. Thái Thượng Công Đức Chiến, là Tử Hoàng Tiên Cung cử hành hội họp lớn, bị mời người tham gia, đều là đời này thiên kiêu cường giả. Diệp Thần nghe được Cổ Huyền Phong cháu trai, có tư cách đi tham chiến, trong lòng hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, phải không? Nhưng theo bản năng nắm chắc tu la kiếm, hắn cần thanh kiếm này,
tuyệt đối không thể nào nhường ra đi. Cổ Huyền Phong nhìn Cổ Phong Vũ, nói, gió vũ, tu la kiếm hồn, trời xanh thuộc về luân hồi, nếu Diệp đại nhân muốn thanh kiếm này, ngươi liền nhường cho hắn thôi, ta lại vì ngươi đúc một cái. Cổ Phong Vũ cảm thấy ủy khuất, kêu lên, ra ra. Diệp thần thấy hắn như vậy ủy khuất hình dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, tay trái lộn một cái, lấy ra một thanh kiếm, chính là tám đại thiên kiếm bên trong yên vắng vẻ thiên kiếm. Cổ huynh đệ, cái này cầm tu la kiếm đối với ta vô cùng trọng yếu, chỉ có thể mời ngươi bỏ những yêu thích, ta dùng cái này cầm yên vắng vẻ thiên kiếm, thành tựu trao đổi bồi thường, ngươi thấy thế nào? Yên vắng vẻ thiên kiếm, chính là tám đại thiên kiếm một trong, sát phạt mũi nhọn cũng là tương đương ác liệt, Diệp thần dùng kiếm này thành tựu trao đổi, vậy coi là đặc biệt có thành ý. Cổ Phong Vũ ánh mắt sáng lên, tám đại thiên kiếm truyền thuyết, hắn dĩ nhiên là như sấm bên tai, cái này cầm yên vắng vẻ thiên kiếm, lại là Hồng Thiên Kinh đã từng đã dùng qua binh khí, không phải chuyện đùa. Nhưng, bàn về mũi nhọn nói, hôm nay yên vắng vẻ thiên kiếm, nhưng là kém hơn tu la kiếm. Bởi vì, cái này cầm tu la kiếm, là Cổ Huyền Phong cùng Tiêu Tinh Hà, liên thủ đúc thành, hội tụ thế gian hai đại luyện khí tông sư tâm huyết, sát phạt mũi nhọn cực kỳ cường hãn. Nếu như chỉ có thể bắt được yên vắng vẻ thiên kiếm, Cổ Phong Vũ Thủy Chung là có chút thua thiệt, lập tức mặt lộ vẻ do dự. Diệp thần vậy nhìn thấu đối phương do dự, lại từ luân hồi mộ địa bên trong, sử dụng triệu đan dược, nói, như ngươi chịu trao đổi, ta cho ngươi thêm một nhóm đan dược như thế nào. Đều là cựu nhật trong bảo tàng linh đan, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Cổ Phong Vũ nhìn vậy một chồng đan dược, tim một hồi nhảy lên, nhưng từ đầu đến cuối buông tha tu la kiếm. Cắn răng, nói. Luân hồi chi chủ, nghe nói người võ đạo, thông thiên triệt địa, ví dụ như chúng ta tỷ võ quyết thắng như thế nào. Ngươi nếu là thắng ta, ta cũng không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Diệp thần nghe được hắn muốn tỷ võ, không khỏi được cười nói, ngươi muốn cùng ta tỷ võ. Cổ Phong Vũ nói, chính phải. Cổ Huyền Phong khẩn trương, kêu lên, gió vũ, tuyệt đối không thể. Diệp đại nhân thần thông kinh thiên. Ngươi trừ phi có thể bước vào vô lượng cảnh, nếu không như thế nào là địch thủ của hắn. Cổ Phong Vũ hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, vẻ mặt nhưng là kiên định. Diệp thần lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, tỷ võ cũng không cần, ngươi không phải ta địch thủ, như vậy đi, ta đứng cho ngươi chém một kiếm, ngươi nếu có thể làm bị thương ta, cái này cầm tu la kiếm liền quy ngươi. Cổ Phong Vũ hoảng hốt, nói cái gì? Một bên Cổ Huyền Phong và Tiêu Tinh Hà, cũng là kinh hãi, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nếu như là phổ thông tỷ võ nói, bọn họ tự nhiên coi trọng Diệp Thần. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Diệp Thần khùng như vậy ngông, nói đứng cho Cổ Phong Vũ chém một kiếm, đây không phải là muốn chết sao? Phải biết, Cổ Phong Vũ nhưng mà thiên huyền cảnh đỉnh cấp cường giả, nếu như Diệp Thần thật đứng không nhúc nhích, cứng rắn bị hắn một kiếm, không chết cũng phải trọng thương. Động thủ đi. Diệp thần khí định thần nhàn, dửng dưng đứng. Cổ Phong Vũ thấy Diệp thần cái này tư thái, tâm thần có chút bất an, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình nhưng mà thiên huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, không thể nào không phá hết Diệp thần phòng ngự. Phải biết, Diệp thần tu vi, cuối cùng chỉ có trăm gia cảnh ba tầng thiên mà thôi. Ngươi động thủ đi, ta không cần bất kỳ pháp bảo binh khí ngăn cản, liền cứng rắn bị ngươi một kiếm. Ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta một cái chút nào mau, ta liền đem tu la kiếm cho ngươi. Diệp thần lần nữa thúc giục đứng lên, trong lòng tích chữ suy nghĩ tinh không, yên lặng vận chuyển tinh không quan tưởng pháp. Một phiến sáng chói hồng mông tinh không, ngay tại Diệp thần sau lưng tách thả ra ra. Không cần bất kỳ binh khí gì pháp bảo, Diệp thần dựa hết vào tự thân công pháp tu vi, cũng đủ để ngăn cản thiên huyền cảnh đỉnh cấp nhất kích, Diệp thần có cái này lòng tin. Cổ Phong Vũ thấy Diệp thần như thế tự tin hình dáng, nhưng trong lòng không tin tà, cắn răng nói, được. Luân hồi chi chủ, liền để cho ta xem, người có phải là thật hay không có như thế lợi hại. Thanh âm rơi xuống, Cổ Phong Vũ cả người linh khí nổ tung, thiên huyền cảnh đỉnh cấp hơi thở, toàn bộ hội tụ tới trong tay trên thân kiếm. Vù vù, hắn trường kiếm trong tay, nhất thời toát ra huy hoàng kiếm quang, như nước đen thủy triều lên xuống, mênh mông hòa hợp. Thủy Hà nhô lên, bảo quang đại tác. Hắc đế Thủy Hoàng chém, phá cho ta. Cổ Phong Vũ quát lên một tiếng lớn, như lăn lăn hắc chiều vậy một kiếm, khỏa cuốn ngập trời rực cháy hà, mãnh liệt hướng Diệp thần thân thể chém tới.
đây là thiên huyền cảnh đỉnh cấp một kích toàn lực. Cổ Huyền Phong và Tiêu Tinh Hà đều là vô cùng kinh hãi. Bá đạo như vậy một kiếm, Diệp Thần thật đứng không nhúc nhích, cứng rắn phải chịu nói, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Bọn họ ánh mắt đều mang kinh hãi nhìn về Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần vẫn là khí định thần nhàn hình dáng, chắp hai tay sau lưng, yên lặng đứng tại chỗ, trực diện Cổ Phong vũ kiếm chém. Thậm chí liền Huyết Long cũng tránh xa xa Diệp Thần, kéo ra khoảng cách, không có cho dư chút nào che chở. Nó đối Diệp Thần cũng có lòng tin, thiên huyền cảnh công kích, không thể nào thương tổn tới Diệp Thần. Chanh! Cổ Phong vũ một kiếm, vô cùng hung mãnh chém vào Diệp Thần trên mình, nhưng tựa như chém trúng tường đồng vách sắt, phát ra kim thiết giao mâu thanh âm. Diệp Thần thân thể, phảng phất là sắt thép, là bàn thạch, là tinh không, vô cùng cứng rắn, vô cùng trầm ổn, vô cùng mênh mông. Cổ Phong vũ đem hết toàn lực một kiếm, kiếm khí kích động nổ tung, làm được hư không sụp đổ, quy luật mảnh vỡ, đại lộ cũng phai mờ, nhưng lại không có ở Diệp Thần trên mình lưu lại dù là một tia một hào dấu vết. Làm sao có thể? Cổ Phong vũ thấy một màn này, rung động được tột đỉnh, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nơi nào nghĩ đến, mình toàn lực một kiếm, lại có thể thật liền Diệp Thần một cái chút nào mau, cũng không đả thương được. Cổ Huyền Phong và Tiêu Tinh Hà, thấy một màn này, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Người thằng nhóc này, nghịch thiên, thật là nghịch thiên. Tiêu Tinh Hà lẩm bẩm nói nhỏ, da mặt đều run rẩy động. Diệp Thần võ đạo nội tình, hoàn toàn vượt qua hắn ý liêu, lại có thể liền thiên huyền cảnh đỉnh cấp nhất kích, đều không thể thương tổn hắn chút nào, không khỏi quá ngoại hạng điểm. Vào giờ khắc này, Tiêu Tinh Hà cũng muốn buông tha ẩn cư, rời núi đầu dựa vào Diệp Thần. Diệp Thần chỉ là trăm gia cảnh ba tầng thiên, cứ như vậy biến thái, nếu là để cho hắn thành thiên quân, vậy còn có, cái này thế gian còn có ai, có thể chống đỡ luân hồi uy nghiêm. Ta nói, ngươi không phải ta địch thủ, ngươi không đả thương được ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn Cổ Phong vũ nói. Hắn khi lấy được thiên võ ngọa long kinh sau đó, thực lực bão táp tiến mạnh, thật là vô địch. Cổ Phong vũ một hồi nhụt chí, như đưa đám cúi đầu xuống. Nhưng chợt, hắn lại ngẩng đầu lên, trong tròng mắt tràn đầy nóng bỏng cùng sùng bái, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta thua được tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay có thể làm chứng luân hồi thần thông, ta đời này cũng không có tiếc nuối. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, trong tay nhẹ nắm trước tu la kiếm, nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, nói, vậy thanh kiếm này, quay về ta. Cổ Phong vũ diễn cảm cứng lên một tí, vẫn là tràn đầy không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, quy ngươi, nguyện thua cuộc, ta sẽ không lại cùng ngươi cướp đoạt. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái nụ cười, nói, rất tốt, đa tạ. Liền muốn thu hồi tu la kiếm. Nhưng mà lúc này, hư không nhưng kịch liệt chấn động lên, xuất hiện mảng lớn lớn mảnh màu máu chói lọi. Máu tươi vậy đỏ tươi rực cháy hà, mảng lớn tách thả ra, một phiến tràn đầy khói lửa sát phạt thương khung, ở hư vô vũ trụ bên trong mở ra, có thiên quân vạn mã chém to lớn khí tượng nổi lên, rung động người tâm hồn. Thiết huyết thương khung, Diệp Lâm Uyên. Diệp Thần thấy vậy thiết huyết bầu trời dị tượng, nhất thời liền bắt được Diệp Lâm Uyên hơi thở. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc vô cùng uy áp, cũng là từ trên bầu trời bạo rơi xuống, giống như là thiết ngựa băng hà đánh vào, hung mãnh dị thường. Chủ nhân chú ý! Huyết Long vội vàng bay vút lên tới, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn răng, bị buộc vứt tu la kiếm, ngự long bay ngược. Một người thanh niên nam tử, từ trên trời hạ xuống, bàn tay một chảo, đem tu la kiếm chộp vào trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ lãnh khốc nụ cười. Chính là Diệp Lâm Uyên. Thật là sắc bén kiếm, kiếm này cùng luân hồi nhân quả có liên quan, đang là vì ta mà đúc, ha ha ha. Diệp Lâm Uyên cười lớn, cặp mắt bên trong, tràn đầy thần sắc si mê, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Cái này cầm tu la lớn mộ kiếm, là lấy tu la kiếm hồn làm tài liệu chính liêu đúc, cùng luân hồi tức tương quan. Diệp Lâm Uyên là đã từng gần gũi nhất luân hồi người, tu la kiếm xuất thế, kích động thiên cơ, trực tiếp đem hắn dẫn tới đây. Diệp Thần thấy Diệp Lâm Uyên hạ xuống, tự nhiên cũng là vô cùng phòng bị. Thời khắc này Diệp Lâm Uyên, cả người đẫm máu, thật nhiều vết thương, tóc bù xù mà xốc xếch, chỉ có một đôi mắt, vẫn là sắc bén.